Đến khi Đồng Úc đứng lên hát, Triệu Quốc Đống mới thở dài một tiếng. Phó Thiên lúc này đi tới mà cười nói. Quốc Đống, cô bé này đến không nói chuyện gì với bọn anh, không uống rượu, không nhảy, cùng lắm là hát mà thôi. Không ngờ lại nói chuyện nhiều với cậu như vậy, được, tôi phục. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Đâu có như vậy, anh nhìn vẻ mặt của tôi và cô ấy xem, chỉ cãi nhau mà thôi. Đâu ra cô gái như vậy chứ? Phó Thiên cũng chú ý thấy hai người nói chuyện không quá hài hòa, chỉ là không biết sao hai người lại tranh chấp. Hồ Điệp này mặc dù lạnh lùng nhưng không nên tranh cãi chứ nhỉ? Được rồi, đừng chấp nhặt mấy cô bé này, dựa vào mình còn trẻ, xinh đẹp nên kiêu mà. Phó Thiên nhìn Tần Tự Bân đang cao giọng hát mà nói. Lão Tần kiêm chức trưởng phòng cao tốc, nhưng công tác bình thường đều do cậu phụ trách. Đồ Cường phòng xây dựng cũng sẽ phối hợp với cậu, người này có năng lực, tính cách tốt chỉ là ý chí hơi kém, thấy gái là không bước được. Thiên ca, xem ra phải lập tức triển khai công việc của phòng cao tốc. Ừ, có lẽ giám đốc sẽ phân nhiệm vụ cho cậu, bây giờ đã vào giai đoạn quan trọng, trong 1-2 tháng sẽ có kết quả. Cứ kéo như vậy cũng không ổn. Phó Thiên một bên châm thuốc một bên nói. Thời gian vừa rồi thành lập một tổ lãnh đạo xây dựng đường cao tốc do Chủ tịch Hạo Nhiên làm tổ trưởng, Giám đốc Thái làm tổ phó, văn phòng thiết lập ở phòng cao tốc. Có lẽ còn đang một lần nữa tính toán ưu, khuyết điểm của hai con đường kia. Nhất là bây giờ Tân Châu cùng đường Giang đang làm rất lớn, công tác chuẩn bị đã làm, rất có vẻ muốn chiến đến cùng. Điều này làm tỉnh có chút bị động, xem ra Tân Châu cùng đường Giang đang muốn xác thực chuyện này, khiến tỉnh phải làm cao tốc An Quế trước. Đó là hành động cuối cùng, đường Giang cùng Tân Châu kém hơn Kiến Dương và Miên Châu một chút. Nếu làm không làm trước các công tác chuẩn bị thì càng không hy vọng. Triệu Quốc Đống biết đây là Liễu Đạo Nguyên chấp nhận ý của mình, đây là nước cờ hiểm. Chỉ sợ trên tỉnh sẽ không dễ thay đổi quyết định vì hiện tượng bề ngoài này. Phó Thiên nói. Quyển 4, chương 15, Ban Tuyên Giáo. Triệu Quốc Đống lắc đầu không nói gì nữa. Nếu chỉ làm chuyện tầm thường thì nó sẽ hủy tiền đồ của lãnh đạo hai thành phố Đường Giang cùng Tân Châu. Nhưng việc này liên quan tới xu hướng phát triển kinh tế 5 năm, thậm chí 10 năm của tỉnh, bất cứ mạo hiểm nào cũng có lẽ thành sự gan dạ và quả quyết trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Phó Thiên cũng không nói nhiều. Người có thể được Thái Chánh Dương chú ý thì cũng có bản lĩnh, có cái nhìn của mình về từng sự việc, không dễ dàng thay đổi ý kiến vì người khác. Chẳng qua ngoài bài viết lần trước đưa Thái Chánh Dương lên làm phó thị trưởng, Phó Thiên biết đây là có quan hệ với Triệu Quốc Đống. Ngoài ra y không nhìn ra Triệu Quốc Đống có chỗ nào khác lạ cả. Đồng Úc vẫn lẳng lặng quan sát Triệu Quốc Đống, nhưng thấy Triệu Quốc Đống liên tiếp uống rượu với mấy người kia mà không có hành động gì khác. Điều này làm cô vừa yên tâm lại không cam lòng. Người đàn ông này có vẻ rất kiêu ngạo hơn nữa còn có vẻ tự tin. Mình nói như vậy mà hắn vẫn như khúc gỗ ngồi đó, cũng không chọn bài, cũng không mời mình nhảy. Mình mặc dù không nhảy với người ngoài, nhưng mình đã tiếp xúc với hắn vài lần mà. Vậy mà hắn còn ngây ngốc ngồi đó. Trên thực tế Triệu Quốc Đống cũng không xấu như cô nghĩ. Thứ nhất hắn mới vào sở giao thông, Triệu Quốc Đống chưa rõ tình hình trong sở, cũng chưa tạo được mạng lưới quan hệ nên giữ tỉnh táo và khoảng cách là tốt. Hơn nữa Đồng Úc lúc trước ngang bướng như vậy, Triệu Quốc Đống đâu dám đến để chuốc họa. Triệu Quốc Đống có suy nghĩ nên không hứng thú với các việc khác, nhưng thật ra mấy người còn lại rất thoải mái. Từ hát đến nhảy, tiếng nói, cười không ngừng vang lên. Mấy đôi nam nữ không ngừng thay đổi người, điều này làm Triệu Quốc Đống thầm than tỉnh chính là tỉnh, phóng khoáng hơn huyện nhiều. Ở câu lạc bộ thì thời gian luôn trôi nhanh, khi Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã khá muộn. Cũng may đều là người đã có gia đình, còn không đến mức ngủ qua đêm ở ngoài. Về phần ai thanh toán thì Triệu Quốc Đống không chú ý. Dù sao hắn không thấy ai gọi lại yêu cầu thanh toán. Triệu Quốc Đống cũng không nghĩ nhiều về việc của Đồng Úc. Mỗi người có con đường để y, hắn tỏ vẻ giúp là hết tình nghĩa, đối phương không nhận thì thôi. Sáng hôm sau Triệu Quốc Đống chỉ mất nửa tiếng bàn giao công việc ở Lĩnh Đông. Buổi trưa ăn một bữa cơm có đầy đủ lãnh đạo xã tham gia. Dù là Hà Chí Sương hay là Thôi Minh Khang đều ra vẻ nhiệt tình. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận tâm trạng hai vị lãnh đạo này khác nhau. Hà Chí Sương thật lòng vui mừng, ít nhất hắn đi sẽ không khiến Hà Chí Sương có phiền phức. Nhưng Thôi Minh Khang lại có chút thất vọng, có lẽ là nuối tiếc một khẩu súng chưa phát huy hết tác dụng mà đã rời đi. Thật ra Lão Mạc lại vui thay cho Triệu Quốc Đống. Mặc dù chưa đầy tháng nhưng quan hệ của hai người khá tốt, tính cách hai người rất hợp nhau. Ít nhất không có xung đột về lợi ích,
Lão Mạc cũng đã giúp Triệu Quốc Đống không ít. Sau khi chính thức báo danh, Sở cho Triệu Quốc Đống nghỉ 2 ngày. Sang tuần sau hắn mới phải chính thức đi làm. Triệu Quốc Đống mới đầu định không cần nhưng nghĩ mình quá tích cực lại khiến người ta có suy nghĩ. Triệu Quốc Đống không có việc gì liền tới chỗ Hàn Đông. Điều này làm cho Hàn Đông rất vui vẻ, cũng làm cho không ít người trong cơ quan cô nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống hoàn toàn không ý thức được mình xuất hiện lại khiến nhiều người nhìn như vậy, hơn nữa cũng làm cho nhiều người lộ vẻ thất vọng và không hài lòng. Hàn Đông công tác ở trong ban tuyên giáo thị ủy, ở đây ở ngay trong thị ủy. Trụ sở thị ủy, ủy ban An Đô có diện tích lớn, đều nằm trên một con đường. Hai bên cách nhau chỉ tầm 350 mét, nếu muốn đến cơ quan bên cạnh làm việc thì đi bộ, hoặc chạy xe đạp là rất nhanh và tiện. Tòa nhà thị ủy An Đô cũng chỉ là nhà 3 tầng. Ngoài văn phòng các thường vụ thị ủy, đại khái cũng chỉ có văn phòng thị ủy và mặt trận tổ quốc. Còn mấy cơ quan như ủy ban kỷ luật, ban tổ chức cán bộ, ban tuyên giáo, đảng ủy công an, viện kiểm sát đều có một tòa nhà nhỏ vây quanh nhà chính. Bởi vì hoàn cảnh nơi này khá đẹp nên mới khiếu lãnh đạo thị ủy An Đô không muốn thay đổi hoàn cảnh công tác. Các đề xuất xây dựng lại đều bị bác bỏ, nguyên nhân chính là lãnh đạo thị ủy không muốn thay đổi hoàn cảnh. Nhất là khi bí thư thị ủy Ninh Pháp đến đã nói rõ trụ sở thị ủy không cần thay đổi. Nhưng y lại ủng hộ xây dựng trụ sở ủy ban thành phố thành một công trình kiến trúc mang tính đại biểu. Đứng trước cửa sổ văn phòng, Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than. Đập vào mắt là rừng cây tươi tốt trồng nhiều năm, những loại cây hình thành một khu rừng nhìn như vô tận bao quanh các tòa nhà. Triệu Quốc Đống các lần trước tới thì Hàn Đông hầu hết đều hẹn hắn ở ngoài, hoặc tìm một chỗ mà gọi Hàn Đông tới, cũng không ở lại nhiều. Hôm nay hắn rảnh rỗi nên mới có thể đến phòng làm việc của Hàn Đông. Tiểu Đông, bảo sao người ta đều nói trụ sở thị ủy An Đô là đất có phong thủy tốt. Với kinh nghiệm quan sát nhiều năm của anh thì đây chính là có long mạch hiếm thấy. Có thể vào thị ủy An Đô thì nhất định sẽ phát triển. Triệu Quốc Đống đặt tay trên cửa sổ mà nói loạn. Quốc Đống, anh đừng ở đây mà nói linh tinh. Đây là ban tuyên giáo, là cơ quan phát ngôn của đảng, mấy lời mê tín này sao có thể nói ra. Hàn Đông cười hì hì, cô ngồi ở đó xem tài liệu và trả lời hắn. Triệu Quốc Đống kiên nhẫn ở lại với cô như vậy làm cô thấy rất hạnh phúc. Sao lại nói là mê tín? Văn hóa truyền thống mấy ngàn năm của Trung Quốc có điểm độc đáo mà. Không thể vơ đũa cả nắm. Ngay cả Chủ tịch Mao cũng không phải chủ trương việc trăm hoa đua nở trong ngành truyền thông sao. Bây giờ không như trước kia, sao có thể vì lời nói mà bị tội. Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng ra vẻ lãnh đạo nhìn xuống dưới. Hừ, anh đừng có ba hoa trước mặt em. Quốc Đống, từ huyện lên tỉnh thì anh phải chú ý cách nói năng của mình, đừng để người ta thấy anh quá xúc động. Hàn Đông gắt giọng nói. Xuống, tất cả lời nói đều do thời gian. Địa điểm và đối tượng nên có sự thay đổi. Nếu anh ở bên em mà ra vẻ mặt lạnh, nói chuyện xa xa gần gần thì sợ là em sớm đá anh ra ngoài rồi mà. Triệu Quốc Đống mặt dày cười hì hì nói. Hàn Đông trừng mắt nhìn hắn đầy tức tối, xem ra cô không thể làm gì được tên vô lại này. Hắn ở trước mặt cô lúc thì tỏ vẻ như nhà hiền triết, khi thì như một người bề trên, bây giờ lại như một thanh niên tinh nghịch, điều này làm cô thấy mơ mơ hồ hồ. Rất nhiều người ở thị ủy này muốn làm quen với cô, nhưng cô không thèm để ý. Chẳng lẽ còn chờ đợi trong vô vọng sao? Hắn hình như biết điều kiện gia đình nhà mình, nhưng lại không hề hỏi, cũng không đi tìm cô mà tạo quan hệ. Duy nhất chỉ có 2 lần giúp hắn đều là do quan hệ công việc hoặc là giúp bạn. Nghe nói hắn bị đưa tới Lĩnh Đông, Hàn Đông còn nghĩ Triệu Quốc Đống sẽ nhờ mình giúp. Nhưng chưa đầy tháng mà người này đã được điều tới Sở Giao thông. BS như vậy làm Hàn Đông càng lúc càng không hiểu rõ hắn. Mình nên làm như thế nào bây giờ? Cứ chờ đợi như vậy sao? Đột nhiên Hàn Đông đứng lên cung kính nói. Trưởng ban Tiếu. Triệu Quốc Đống nghe vậy liền giật mình, vội vàng thu lại khuôn mặt cười hì hì, xoay người lại đang định lễ phép chào thì thấy Hàn Đông cười hì hì. Ngoài cửa không có ai, thế mới biết Hàn Đông lừa mình. Triệu Quốc Đống cười cười ra vẻ chim ưng muốn bắt gà. Hắn hung hăng ép tới bên Hàn Đông. Tiểu Đông, em quá xấu, còn chưa có ai trêu anh như vậy đâu. Em nói anh nên trừng phạt em như thế nào? Trái tim anh bị thương nặng, em phải bồi thường. Tránh văn phòng phác. Hàn Đông liền thu nụ cười trên mặt mà nói với ngoài cửa. Hừ hừ, còn muốn lừa anh ư, xem anh xử lý em như thế nào. Triệu Quốc Đống lô nu. Tiểu Hàn, đây là bạn của cô. Một giọng từ bên ngoài vang lên. Triệu Quốc Đống thầm kêu khổ,
tư thế này đúng là khó có thể gặp người. Hắn đành xấu hổ gãi đầu chào người đàn ông trung niên đang cười cười với mình. Xấu hổ quá, tôi và Tiểu Đông là bạn nên đùa một chút. Ha ha, Tiểu Hàn đến Ban Tuyên giáo lâu như vậy, tôi lần đầu nghe thấy Tiểu Hàn cười vui vẻ như vậy. Vị chánh văn phòng này nhìn Triệu Quốc Đống rồi nhìn Hàn Đông. Hàn Đông đỏ mặt nhưng không giải thích gì, nhưng thật ra Triệu Quốc Đống lại thấy có chút hiểu lầm. Quyển 4, chương 16, tin tức về hội đấu giá Tiêu Vương. Thấy Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ, người đàn ông trung niên thấy mình đứng đây là không ổn nên cười nói. Tiểu Hàn, trưởng phòng Ngụy muốn chiều cô đưa tài liệu tới. Vâng. Hàn Đông không biết mình sao lại mất tự nhiên khi có người ngoài như vậy. Hai người tiếp tục nói chuyện. Người đàn ông trung niên xoay người đi ra. Vị chánh văn phòng Pháp này cũng hiểu chuyện, biết anh và Tiểu Đông khó gặp nhau nên không vào làm phiền. Xem ra người này cũng được. Triệu Quốc Đống cười nói. Anh đừng coi thường chánh văn phòng Pháp, đó vốn là phó trưởng ban tuyên giáo ở thành phố khác, nhưng vì gia đình nên mới tạm thời tới nhận chức chánh văn phòng. Nói không chừng rất nhanh sẽ lên là phó trưởng ban hoặc xuống huyện nhận chức. Hàn Đông một bên dọn đồ để chuẩn bị ra về, một bên nói. Trưa nay chuẩn bị mời em đi đâu ăn? Ồ Tiểu Đông, anh là khách tới, đáng ra em phải mời khách mà. Triệu Quốc Đống đảo đảo mắt nói. Trên người anh không có tiền mà. Hàn Đông trừng mắt nhìn hắn mà nói. Triệu Quốc Đống, anh không lấy ra chút phong độ đàn ông được sao? Cùng nữ sinh ăn cơm, nam sinh trả tiền là tất nhiên mà. Xin lỗi, em không phải nữ sinh, anh không phải nam sinh, chúng ta đều là người lao động. Nếu không thì chia đi. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Một cô gái có tính cách độc lập thì bình thường không tùy tiện nhận lời mời của người đàn ông, có lẽ cô ấy còn chủ động thanh toán. Triệu Quốc Đống và Hàn Đông biến mất khỏi trụ sở ban tuyên giáo làm khá nhiều người bàn tán. Không ai biết Triệu Quốc Đống là ai mà có thể đưa được đóa hoa Hàn Đông của ban tuyên giáo thị ủy ra ngoài. Phải biết Hàn Đông từ khi điều tới ban tuyên giáo thị ủy đã rất nhiều lần từ chối lời mời của người ta. Triệu Quốc Đống không nghĩ nhiều như vậy, hai ngày này hắn sẽ làm những việc nên làm. Buổi chiều Triệu Quốc Đống đến ban chính trị, cục công an thành phố ngồi một chút, tối cùng ăn với đồng mạn. Cô bé này như rơi vào sương mù, cảm thấy mình như đang mơ vậy. Mỗi ngày cô tới cục công an thành phố làm việc, hơn nữa vì thuận tiện cho công tác nên cục công an thành phố còn phân cho cô một căn phòng trong khu ký túc của cục. Điều này càng làm đồng mạn thấy mơ hồ. Triệu Quốc Đống vốn định đi dạo với cô nhưng tối có việc quan trọng nên đành nuối tiếc tạm biệt đồng mạn. Hơn 9 giờ, hai anh em Đức Sơn và Trường Xuyên vội vàng từ Tân Châu về, thậm chí còn mang cả Lưu Thành về. Tài chính thu lại thế nào rồi? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế, trên bàn là một bộ đồ uống trà. Bây giờ mấy thứ đồ tăng cường sức khỏe đang rất phát triển. Rất tốt, các công tác chuẩn bị của chúng ta trước đây đã có tác dụng. Các nhà kinh doanh đều là những người có danh dự, đồng thời có nguyên nhân là do sản phẩm của chúng ta rất hút khách. Trường Xuyên bây giờ đang ở Tân Châu, trụ sở công ty đã chuyển lên Tân Châu, mà huyện Thương Lãng chỉ là nơi sản xuất. Chú ý khống chế tiền mặt, trời sắp lạnh. Chúng ta phải lợi dụng thời gian này điều chỉnh một chút. Lúc trước tiến quá nhanh, một số vấn đề chi tiết của nhà máy cần thay đổi. Ngoài ra thiết bị kiểm tra chất lượng và diệt khuẩn cần phải thay mới. Bây giờ còn quá đơn giản, anh lo sang năm sản lượng tiêu thụ tăng thì không theo kịp. Nếu có kẻ muốn gây khó dễ thì chúng ta sẽ bị động. Em đã dựa theo ý của anh mua thiết bị mới, chắc tháng 12 sẽ tới. Trường Xuyên gật đầu nói. Bây giờ sản lượng tiêu thụ đã giảm. Bây giờ mỗi ngày chỉ bán tầm 10.000, có lẽ tháng sau giảm còn 5.000, đây còn là do bọn em mở thị trường Trùng Khánh và Liễu Châu. Anh, thị trường Hồ Nam bắt đầu có đột phá, mấy thành phố như Trường Sa, Hành Dương, Nhạc Dương đều bắt đầu có nước suối Thương Lãng tiến vào. Chỉ là thời tiết chuyển lạnh nên sản lượng tiêu thụ khó có đột phá. Chẳng qua em đoán năm sau sẽ thành công ở Hồ Nam. Đức Sơn rất tin tưởng mà nói. Y được phái tới mở thị trường Hồ Nam và đạt được hiệu quả nhất định. Bây giờ tài chính lưu động của công ty là bao nhiêu? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút mà nói. Tháng 11 sẽ tổ chức hội đấu giá Tiêu Vương trên CCTV, Triệu Quốc Đống không hy vọng xa vời nước suối Thương Lãng có thể thành công ở đó. Nhưng lợi dụng cơ hội để nước suối Thương Lãng lộ mặt cũng là cơ hội hiếm có. Bỏ ra vài triệu chuẩn bị tuyên truyền ở đây sẽ khiến nước suối Thương Lãng có thương hiệu trong toàn quốc. Thuận tiện cho việc mở rộng thị trường các tỉnh lân cận. Bây giờ có 16 triệu,
đương nhiên chúng ta còn có hơn 2 triệu sắp tới hạn thanh toán, sau đó còn hơn 3 triệu có lẽ tháng 6 năm sau sẽ thanh toán. Trường Xuyên có chút tự hào mà nói, bây giờ trừ các khoản nợ thì vẫn lãi hơn 10 triệu. Đây là chưa tính tài sản cố định đầu tư vào trụ sở nước suối Thương Lãng. Ừ, tiết kiệm một chút, tháng 11 chuẩn bị một khoản tiền lớn, 10 triệu này có lẽ đủ dùng. Triệu Quốc Đống tính toán một chút thì có lẽ 10 triệu này sẽ có thu hoạch ở hội đấu giá Tiêu Vương. Sản phẩm lợi dụng quảng cáo có thể lập tức thành công, nhưng nếu muốn cho thương hiệu miêu tả rõ ràng hình ảnh sản phẩm và công ty, như vậy cần phải đứng ở trên tầm cao, đánh thật mạnh. Theo hắn nhớ hai sản phẩm dinh dưỡng Tam Chu và Phi Long suy sụp như thế nào thì hắn còn nhớ rõ. Nước suối Thương Lãng nhất định không thể rơi vào vết xe đổ này. Hả, cần hơn 10 triệu. Trường Xuyên và Đức Sơn đều há hốc mồm. Nếu không phải Triệu Quốc Đống nói ra, Đức Sơn đúng là muốn giữ đối phương mà hỏi rõ ràng. Anh, làm gì mà cần hơn 10 triệu vậy? Quảng cáo, ngoài quảng cáo thì có việc gì dùng nhiều như vậy? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. 10 triệu ở thời đại này có thể làm bao chuyện, nhưng 10 triệu này không thể không tiêu. Nếu muốn nước suối Thương Lãng chiếm thị trường thành công, muốn sản phẩm nước suối Thương Lãng không giảm sút thì 10 triệu này còn lâu mới đủ. Hơn nữa còn phải tuyên truyền ở đài truyền hình địa phương nữa. Mà sang năm chính là năm quyết định đối với nước suối Thương Lãng. Đức Sơn và Trường Xuyên hít sâu một hơi, hai thằng nhìn nhau rồi cẩn thận nói. Anh, quảng cáo gì mà cần nhiều tiền như vậy? Em dự định tiền quảng cáo năm sau trong khoảng 8 triệu, em vốn nghĩ con số này là rất cao rồi. 8 triệu nếu chỉ tạo xu thế ở đài truyền hình tỉnh thì đủ. Nhưng nước suối Thương Lãng phải lên đài truyền hình trung ương, hơn nữa phải tranh đoạt thời gian hoàng kim. Mặc dù anh không dự định đoạt lấy giai đoạn tốt nhất nhưng anh muốn trong lúc quan trọng thì sẽ khiến nước suối Thương Lãng lộ ra trước mặt dân chúng toàn Trung Quốc. Triệu Quốc Đống nói. Đài truyền hình trung ương. Trường Xuyên và Đức Sơn nhìn nhau, hai thằng này vốn đang tự hào vì mở thị trường Hồ Nam, Quảng Tây đã tự hào. Vậy mà ông anh lại nhìn ra cả nước. Đúng, người phải nhìn xa, nước suối Thương Lãng không nên thấy lợi ích trước mắt, phải suy nghĩ lâu dài, tạo thương hiệu tốt thì mới có thể sống trong thời buổi cạnh tranh kịch liệt sau này. Thị trường kinh doanh nước suối là thị trường cạnh tranh rất mạnh. Một sản phẩm độc quyền trong toàn quốc là không thể, nhu cầu của dân chúng là rất phức tạp. Chúng ta cần là để bọn họ tin tưởng nước suối Thương Lãng là sản phẩm đáng tin cậy. Lời của Triệu Quốc Đống làm Trường Xuyên và Đức Sơn rất chấn động, bỏ hơn 10 triệu chỉ để tạo thương hiệu. Mà nếu 10 triệu này dồn vào các thị trường xung quanh cũng đủ để quét ngang. Được rồi, có một số việc hai thằng từ từ cân nhắc và tự hỏi. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều, có thể đứng ở thời đại này mà nhìn được xa là khác thường. Anh không thể hy vọng ai cũng như mình. Lưu Thành cuối cùng cũng tới nơi. Bây giờ các việc ở khu sản xuất đều giao cho Lưu Thành phụ trách. Việc tập huấn nhân viên, đổi mới thiết bị, xây dựng nhà xưởng, phối hợp chính quyền địa phương đều do Lưu Thành phụ trách. Mấy tháng nay Lưu Thành đen và gầy đi nhiều, nhưng Lưu Thành thấy rất đáng giá. Cuộc sống như vậy mới làm người ta thấy tự hào. Nhìn các khu nhà xưởng, nhà ở cho công nhân dần hình thành, nhìn đường đi thông vào nhà máy càng lúc càng tốt, nhìn các sản phẩm được xe đưa ra. Điều này làm y thỏa mãn, tiền sao có thể mua được. Triệu Quốc Đống không muốn tham gia nhiều việc kinh doanh của nước suối Thương Lãng. Hắn chỉ là muốn đưa ra ý tưởng, ví dụ như hội đấu giá Tiêu Vương vào tháng 11, phương hướng phát triển của nước suối Thương Lãng. Chỉ các việc có tính chất quyết định đối với tương lai của nước suối Thương Lãng thì Triệu Quốc Đống mới quan tâm. Quyển 4, chương 17, phòng cao tốc. Ngồi đi. Thái Chánh Dương ra hiệu cho Triệu Quốc Đống ngồi xuống. Triệu Quốc Đống biểu hiện cũng tốt, không hề có cử chỉ nào quá, trước mặt Thái Chánh Dương mà khi tại cơ quan đều biết rõ thái độ. Triệu Quốc Đống mặc chiếc sơ mi màu lam nhạt trông khá trẻ trung, tóc cắt ngắn, giày da đánh rất sáng khiến người ta thấy chín chắn hơn nhiều. Lên trên tỉnh khác với ở xã, huyện, cần phải giữ hình ảnh. Quốc Đống, có lẽ Phó Thiên đã nói qua về tình hình với chú. Phòng cao tốc mới thành lập. Là cơ quan chuyên môn phối hợp với tiểu tổ lãnh đạo xây dựng đường cao tốc do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập. Cậu có lẽ cũng hiểu được ý nghĩa của phòng này. Bây giờ phòng cao tốc chỉ là như vậy, nhưng sau này nó sẽ là động lực cho việc xây dựng đường cao tốc của chúng ta. Thái Chánh Dương đang suy nghĩ nên dùng cách nào để trao đổi với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống khác với Phó Thiên. Mặc dù quan hệ của hai người với Thái Chánh Dương rất mật thiết nhưng Phó Thiên là cấp trên cấp dưới, Triệu Quốc Đống lại khác. Nói thật Thái Chánh Dương cũng không muốn quan hệ của mình và Triệu Quốc Đống thành cấp trên cấp dưới,
như vậy y rất nuối tiếc. Vì thế khi Triệu Quốc Đống làm việc thuận lợi ở Giang Khẩu, Thái Chánh Dương cũng không dự định để Triệu Quốc Đống theo mình. Nhưng Giang Khẩu đã thay đổi, Mao Đạo Lâm rời đi, Phùng Đông Hoa lại có ấn tượng không tốt với Triệu Quốc Đống, mà y lại rời khỏi thành phố An Đô. Tiết Minh Dương quan hệ với Thái Chánh Dương khá bình thường, gặp chỉ chào vài câu mà thôi. Dù Thái Chánh Dương ra mặt thì Triệu Quốc Đống cùng lắm chỉ có thể tiếp tục làm phó bí thư, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát mà thôi. Nếu muốn tiến thêm bước nữa là không thể. Tương lai của Triệu Quốc Đống nhìn như tốt nhưng lại cần có sân khấu thích hợp để biểu diễn, mà các kinh nghiệm trước đó là rất quan trọng. Lúc trước Triệu Quốc Đống rèn luyện trong hệ thống công an hơn 2 năm. Phạm vi công việc mặc dù hạn hẹp nhưng Thái Chánh Dương thấy điều này thúc đẩy sự trưởng thành của Triệu Quốc Đống. Nhất là khi thấy mặt tối của xã hội khiến người ta trưởng thành hơn. Triệu Quốc Đống làm ở khu khai phát Giang Khẩu đã có thành công lớn. Một phó chủ nhiệm không đáng nhắc tới, nhưng có thể khiến khu khai phát Giang Khẩu được giữ lại là không dễ dàng gì. Đương nhiên cơ hội là một thứ quan trọng nhất, mà Triệu Quốc Đống bây giờ không có ưu thế ở Giang Khẩu, bị người chèn ép. Đưa Triệu Quốc Đống lên sở giao thông sẽ giúp hắn trưởng thành. Đây coi như y đáp lại những gì Triệu Quốc Đống đã làm cho mình. Thái ca, em biết tầm quan trọng của phòng cao tốc, cũng mơ hồ biết bây giờ tỉnh chưa quyết định chọn đường cao tốc nào. Phòng cao tốc cần làm gì? Triệu Quốc Đống hỏi. Ừ, đây là nguyên nhân mà anh tìm chú tới. Hôm qua Chủ tịch Tần gọi anh tới, nói ra ý kiến của Hội nghị Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đó chính là hiểu rõ tình hình hai đường cao tốc. Chủ tịch tỉnh Tần nói rõ ai chuẩn bị đầy đủ sẽ chọn ở đó trước. Chú hiểu ý anh chứ? Thái Chánh Dương cười khổ nói. Đây có lẽ là ý kiến cá nhân của Chủ tịch Tần phải không? Còn Chủ tịch Trương, Chủ tịch Tô thì sao? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Chú nghĩ nhanh quá đó. Thái Chánh Dương cười nói. Ở điểm này Chủ tịch Tần cùng Chủ tịch tỉnh Trương có ý kiến khác nhau. Trước khi Bí thư Quý có thái độ, anh đoán Chủ tịch tỉnh Tô cũng sẽ im lặng. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng. Xem ra cuối cùng phải đợi đưa ra hội nghị thường ủy. Hơn nữa có lẽ sẽ là tranh đoạt kịch liệt. Ý của Thái ca là phòng cao tốc chia làm hai đường, phân biệt nghiên cứu hai con đường cao tốc đó. Triệu Quốc Đống nói. Ừ, tỉnh có ý kiến này. Ngày mai Miên Châu cùng Kiến Dương có lẽ cũng nhận được tiên và bắt đầu chuẩn bị, chuyện không thể kéo dài. Vì thế Chủ tịch Tần yêu cầu lập tức triển khai công việc. Trên thực tế việc trước đó đã làm, bây giờ chủ yếu là xác định xem còn có thứ gì cần bổ sung thêm không. Chúng ta cũng phải tìm hiểu thực địa, phải có số liệu đầy đủ. Ý của Thái ca chính là muốn thu các công tác mà máy thành phố này dự định làm vào trong tài liệu sao? Triệu Quốc Đống rất nhạy cảm hiểu được ý đồ của Thái Chánh Dương. Ừ, đây là ý của Chủ tịch Tần. Trong hội nghị thường trực ủy ban đã quyết định, lần này ủy ban kế hoạch phát triển và sở giao thông dẫn đội. Ủy ban kế hoạch phát triển do một trưởng phòng dẫn đoàn, cậu đảm nhiệm phó tổ trưởng phối hợp với y đi nghiên cứu cao tốc An Quế. Lão Tần dẫn đội đến cao tốc An Du. Nhân viên đến từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Sở Xây dựng, Sở Đất đai, Sở Giao thông. Sở Giao thông chọn phòng cao tốc tham gia. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi như hạ quyết tâm mà nói. Quốc Đống, chú lần này do Ủy ban Kế hoạch Phát triển dẫn đầu, sợ rằng có chút phiền phức, chú phải phối hợp tốt. Đường Giang cùng Tân Châu cũng rất coi trọng, nhưng việc trên tỉnh phải do tỉnh suy xét, hai bên phối hợp như thế nào thì chú phải chú ý, không được tạo mâu thuẫn. Thái Chánh Dương nói như vậy làm Triệu Quốc Đống hiển nhiên biết việc này khó có thể giải quyết. Cao tốc An Du do Sở Giao thông cầm đầu điều tra, việc này đương nhiên là dễ dàng. Tần Tự Bân trên đường đi sẽ được chào đón. Kiến Dương cùng Miên Châu là thành phố phát triển, kiểu gì chẳng được tiếp đón nhiệt liệt. Mà bên mình lại có vấn đề. Ủy ban kế hoạch phát triển dẫn đầu điều tra cao tốc An Quế đã nói rõ vấn đề. Ủy ban kế hoạch phát triển do Phó Chủ tịch Thường trực Trương Nghiễm Lan trực tiếp phụ trách. Nếu muốn để cao tốc An Du được chọn thì gây khó dễ cho cao tốc An Quế là biện pháp đơn giản nhất. Như vậy cũng có nghĩa lần này chuyên môn tìm chỗ sai sót của cao tốc An Quế. Chỉ cần tra ra vài vấn đề, về là có thể báo cáo lên. Chẳng qua việc này không tốt đối với Triệu Quốc Đống. Thái ca, trên tỉnh có phải đã xác định cao tốc An Du, cố ý muốn lấy lý do để bỏ cao tốc An Quế? Triệu Quốc Đống muốn hỏi rõ vấn đề. Nếu là như vậy thì chuyến này sẽ không cần làm gì. Nếu không hắn cũng có thể chuẩn bị một chút. Lãnh đạo liên quan của tỉnh và Ủy ban Kế hoạch Phát triển đều nghiêng về cao tốc An Du, nhưng có Bí thư và Chủ tịch tỉnh chưa tỏ thái độ rõ ràng nên còn là ẩn số. Nhưng có thể khẳng định với tài chính của tỉnh chỉ có thể chọn một,
mà cao tốc An Du đầu tư và thu lại nhanh hơn cao tốc An Quế nhiều. Thái Chánh Dương cũng biết vấn đề này khó giải quyết, vừa truyền ra tin cao tốc An Du sẽ thi công trước đã khiến Đường Giang cùng Tân Châu phản ứng rất mạnh. Đây không chỉ là vấn đề giao thông, mà là vấn đề kinh tế, chính trị, không ai dám dễ dàng quốc gia. Thái ca, anh đây là làm em đi trên dây thừng, trên tỉnh muốn ngăn cản cao tốc An Quế, nhưng lại muốn Sở Giao thông và Ủy ban Kế hoạch Phát triển làm người ác. Ủy ban Kế hoạch Phát triển không nói, do Phó Chủ tịch Trương phụ trách. Nhưng Sở Giao thông chúng ta do Chủ tịch Tần phụ trách, nhưng lại để chúng ta làm mất lòng lãnh đạo phụ trách. Đây không phải hại chúng ta sao? Ừ, chính là như vậy nên anh mới để chú đi cùng Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Chú cần hỏi phải hỏi, không việc gì sợ mất lòng ai. Ủy ban Kế hoạch Phát triển dù có mâu thuẫn cũng không phải sợ, có thể từ từ phối hợp. Nhưng chúng ta còn phải cần Chủ tịch Tần và các thành phố bên dưới ủng hộ. Ra khỏi văn phòng Thái Chánh Dương, Triệu Quốc Đống nhăn mày nhăn chán. Chuyện đầu tiên đã khó giải quyết như vậy, tên Tần Tự Bân quá khôn nên đương nhiên không chọn đội này. Mà Phó Chủ tịch Trương Nghiễm Lan cũng không đồng ý Sở Giao thông cầm đầu đội này. Ủy ban Kế hoạch Phát triển dẫn đội chính là muốn đè Đường Giang cùng Tân Châu. Mà hắn kẹp ở giữa, không chừng sẽ bị cả hai đánh, tức giận đổ hết lên người hắn. Ngọn lửa này không chừng còn dẫn tới Sở Giao thông. Về phòng cao tốc, Triệu Quốc Đống nhận được điện của Tần Tự Bân, nói hắn bố trí người thông báo đến tất cả nhân viên phòng cao tốc để họp. Triệu Quốc Đống biết Tần Tự Bân sợ là nhận được nhiệm vụ kia rồi. Phòng cao tốc có 12 người, ngoài Tần Tự Bân kiêm chức trưởng phòng ra, còn hắn và phó trưởng phòng Đồ Cương cùng 9 nhân viên văn phòng. 6 nam, 3 nữ, tuổi đều hơn Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống lại chủ trì công việc phòng cao tốc đúng là không dễ chịu. Tần Tự Bân nói vài câu xong liền đẩy Triệu Quốc Đống đi ra. Triệu Quốc Đống cũng biết bây giờ không phải lúc khiêm tốn. Có lúc anh càng khiêm tốn người ta nghĩ anh không có bản lĩnh. Cũng may Triệu Quốc Đống cũng quen với mấy việc này. Nói một chàng người ta không chào đón, nhưng một lúc lâu không nói được gì sẽ bị người ta coi thường. Triệu Quốc Đống cho mình 5 phút giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ của phòng cao tốc, trọng điểm nói về nhiệm vụ sắp tới. Nhưng Đồ Cương lại nói nửa ngày về quy hoạch và suy nghĩ của bản thân, chẳng qua chỉ được một chàng vỗ tay mà thôi. Quyển 4, chương 18, xung đột trực tiếp. Xe Toyota chạy qua các chỗ sóc, Triệu Quốc Đống đã tê dại. Các nữ đồng chí của Ủy ban Kế hoạch Phát triển lại không chịu nổi, không ngừng kêu lên. Bá Cao, nghỉ chút đi. Triệu Quốc Đống nói rồi lấy khăn giấy đưa cho một người phụ nữ đang chảy nước mắt. Triệu Quốc Đống lên xe đưa cho bác tài một bao hồng sơn. Lái xe đỗ xe vào bên phải. Đám người như người mới ra tù vội vàng mở cửa ra ngoài. Ngoài ra còn mấy nữ đồng chí khác phải ngồi xuống ven đường mà nôn. Mẹ kiếp, đường này làm như thế nào vậy hả? Tôi nhớ năm trước đến Tân Châu còn không kém như vậy, sao một năm đã thành thế? Một người đàn ông trung niên hói đầu tức giận nói vừa xoa xoa eo. Trưởng phòng từ An Đô chúng ta tới được thành phố Đan Thành là 36 km mà mất bao lâu? Hơn nửa tiếng, xe tắc 2 lần. Cũng may cảnh sát giao thông khá chuyên nghiệp giải quyết nhanh nên mới chỉ tắc trong chốc lát. Có một hai lái xe không tuân theo luật thì còn tắc lâu hơn. Nếu không chiều chúng ta mới tới được huyện Ngân Sơn. Triệu Quốc Đống nói, toàn là xe siêu trường siêu trọng, nhìn xem, các xe này phải trên 20 tấn, hơn nữa thêm khung xe còn nặng hơn nữa. Một nhân viên cùng phòng cao tốc với Triệu Quốc Đống nhìn đường mà nói. Cứ như vậy đường tốt đến đâu cũng chỉ có thể hỏng, tải trọng xe quá lớn. Lão Từ, Ủy ban Kế hoạch Phát triển không nói gì mà chỉ nhìn dòng xe qua lại. Trưởng phòng Từ, hay là chúng ta đến thị trấn Hắc Sơn đằng trước xem sao, đây là thị trấn công nghiệp của huyện Ngân Sơn. Cao tốc An Quế sẽ thông qua đây, chúng ta có thể thông báo thành phố Đường Giang và huyện Ngân Sơn đến Hắc Sơn gặp chúng ta. Triệu Quốc Đống chủ động nói. Thấy mấy đồng chí nữ bên mình và sở đất đai không ngừng nôn, Từ Minh đành phải đồng ý đề nghị của Triệu Quốc Đống. Thị trấn Hắc Sơn cách An Đô 46 km, phía nam cách huyện thành Ngân Sơn 12 km. Là trạm đầu tiên từ An Đô đến thành phố Đường Giang. Thị trấn Hắc Sơn nổi tiếng về khai thác đất sét dùng làm đồ gốm. Bây giờ trong phạm vi thị trấn Hắc Sơn có 12 công ty sản xuất đồ gốm. Dự tính năm nay giá trị công nghiệp của thị trấn vượt trên 80 triệu, là thị trấn lớn thứ hai trong huyện chúng tôi. Sau khi giới thiệu sơ qua về tình hình kinh tế thị trấn Hắc Sơn, Chủ tịch huyện Ngân Sơn Lai trọng điểm giới thiệu vấn đề lớn nhất ngăn cản sự phát triển kinh tế huyện là giao thông. Đường quốc lộ An Tân xây dựng từ đầu những năm 80, T
tình trạng đường bây giờ rất kém. Bởi vì xe tải trọng lớn lưu thông khiến huyện Ngân Sơn dù có sửa đường cũng không ăn thua. Khi chủ tịch huyện Ngân Sơn còn định giới thiệu huyện thành thì Từ Minh không hề khách khí ngăn lại. Y hiểu rõ đối phương lợi dụng việc này mà nói muốn kinh tế huyện Ngân Sơn phát triển thì phải phát triển giao thông. Mà phát triển giao thông thì cao tốc An Quế là quan trọng nhất. Phải nói chuyến đi 5 ngày tới đường Giang không tốt mấy. Mặc dù lãnh đạo chủ yếu của thành phố đường Giang đều ra mặt nhưng thái độ của Ủy ban kế hoạch phát triển rất cứng rắn, có thái độ chối bỏ với những công việc mà thành phố đường Giang cung cấp về mình đã chuẩn bị cho cao tốc An Quế. Nhưng lại ghi chép rõ ràng những khó khăn và yêu cầu làm đường của đối phương. Đường Giang cũng cảm thấy điểm này, vì thế càng thêm khó chịu. Tổ công tác và nhân viên đường Giang thường xuyên có tranh chấp, nhất khi nhận định tổ công tác này của tổ có mục đích mà đến, thái độ của đường Giang càng thêm cứng rắn. Từ chối ký tên vào nhiều nhận định do tổ công tác đưa ra. Cũng tuyên bố sẽ phản ánh lên tỉnh về việc tổ công tác có thành kiến, đối xử không khách quan. Tổ công tác liền rơi vào trạng thái đình trệ, không có đường Giang phối hợp thì tổ công tác liền tự mình hoàn thành. Mà đường Giang từ chối ký tên có nghĩa nhiệm vụ thất bại. Như vậy kết luận đưa lên trên tỉnh càng là ý kiến một phía. Triệu Quốc Đống sớm biết được tình hình này, cho nên hắn khá im ắng trong cả quá trình, mặc cho người của Ủy ban kế hoạch phát triển nhảy lên nhảy xuống. Các yếu tố khó khăn khách quan thì tìm ra nhiều, nhưng điều có lợi cho sự phát triển kinh tế của một nơi và nhu cầu cấp bách của dân chúng lại coi như không thấy. Kết quả này đương nhiên bị đường Giang phản ứng rất mạnh. Không khí phòng hội nghị rất nặng nề. Đám người tổ công tác vây quanh một bàn xem tài liệu, nhưng ai cũng biết việc này không có ý nghĩa. Bên phía đường Giang đã nói sẽ không ký tên, hơn nữa còn chuẩn bị phái người yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh một lần nữa đổi người tới khảo sát đường Giang. Từ Minh cũng thấy áp lực lớn, y đã báo cáo tình hình ở đây với lãnh đạo Ủy ban kế hoạch phát triển. Nhưng thái độ của lãnh đạo cũng khá mơ hồ, muốn y kiên trì nguyên tắc, lại bắt phải hoàn thành nhiệm vụ. Mà đường Giang không phối hợp thì có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Điếu thuốc cháy tới tận đầu ngón tay làm Từ Minh tỉnh táo lại. Đường Giang không qua được thì còn Tân Châu. Bí thư thị ủy Tân Châu từng là phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, còn là người mạnh hơn. Dù qua được cửa đường Giang thì chỉ sợ khó qua cửa Tân Châu. Từ Minh thở dài một tiếng, y tuổi không nhỏ, chuyện lần này mà xảy ra sai lầm là không đáng. Y sớm biết lần này mình là kẻ xấu. Nhưng lãnh đạo lại chỉ mình dẫn đội. Tính cách của y lại mềm yếu và không thể cãi lại. Kết quả đã rõ ràng, một phương hài lòng, một phương oán hận cả đời, nhưng ai lại muốn làm như vậy? Nhưng đây là ý kiến của lãnh đạo, bây giờ chịu chính quyền địa phương tức giận vẫn tốt hơn là lãnh đạo trực tiếp không coi vào đâu. Từ Minh đẩy cửa phòng hội nghị đi ra ban công, một cơn gió lạnh ập vào mặt nhưng y không thấy thoải mái hơn chút nào cả. Trưởng phòng Từ, như vậy sợ là không được. Một giọng nói trầm ổn vang lên, Từ Minh không quay đầu lại. Y biết người này mấy hôm nay đều giữ kỳ củ, nhưng nhiều tài liệu đường Giang đưa lên cho đối phương. Chẳng qua cũng không quan trọng gì, chỉ cần mình không đồng ý thì tài liệu này chỉ có thể tham khảo, không thể đưa vào nội dung nghiên cứu. Bởi vì đường Giang không phối hợp ư, hừ, đừng nghĩ như vậy sẽ áp chế được chúng ta. Tôi đã báo cáo lên tỉnh, cấp trên yêu cầu chúng ta giữ vững nguyên tắc hoàn thành nhiệm vụ. Từ Minh châm điếu thuốc hít sâu một hơi rồi nói. Tôi thấy tài liệu của chúng ta nghiêng về một bên, rất nhiều công việc mà đường Giang đã làm không thể hiện ra. Tôi cho rằng báo cáo như vậy sẽ khó thuyết phục mọi người. Triệu Quốc Đống không thèm để ý trực tiếp nói. Tôi tin tài liệu cao tốc An Du đưa ra khá toàn diện. Mà bên này lại không có công việc trước đó của chính quyền địa phương, điều này chỉ sợ làm lãnh đạo tỉnh nghi ngờ, sẽ cho rằng chúng ta chỉ đi chơi mà không làm việc. Sẽ cho là chúng ta có ý đồ trong công việc, cố ý làm như vậy. Dù như thế nào thì tổ công tác chúng ta cũng không chịu được. Phó trưởng phòng Triệu, anh có ý gì? Từ Minh có chút tức giận nói. Không có ý gì cả. Tôi chỉ nhắc nhở anh trong tỉnh cho chúng ta 10 ngày, nhưng chúng ta đã mất 5 ngày ở đường Giang, hơn nữa không triển khai công việc được. Mà tổ công tác cao tốc An Du đã chuẩn bị tổng kết ở Miên Châu, chẳng lẽ nói chúng ta không cố gắng làm việc sao? Không phải. Đường Giang không phối hợp ư, không phải, nhưng nguyên nhân gì tạo ra tình hình đó? Anh định nói gì? Không có gì cả, tổ công tác mặc dù do Ủy ban kế hoạch phát triển cầm đầu, nhưng công tác này là công tác toàn cục, cũng là công tác của mọi người đang ngồi đây. Các đồng chí sở xây dựng, sở đất đai, sở giao thông đã bỏ không ít công sức ra làm việc, nhưng lại có kết quả như vậy.
Tôi nghĩ chúng tôi về khó có thể báo cáo với lãnh đạo của mình. Triệu Quốc Đống không hề khách khí nói. Ủy ban kế hoạch phát triển chỉ có thể lo cho bên anh mà thôi, nhưng công tác của mấy mảng khác đâu có quyền chỉ tay chỉ chân. Ý của Triệu Quốc Đống rất rõ ràng, đừng có muốn một tay che trời. Tổ công tác không phải do Ủy ban kế hoạch phát triển một mình làm. Tôi chỉ dựa theo yêu cầu mà tiến hành nhận định, tài liệu Đường Giang cung cấp không phù hợp tiêu chuẩn, chúng ta có thể làm gì? Từ Minh đột nhiên cảm thấy tên này muốn làm khó mình. Chẳng qua y không rõ chẳng lẽ trước khi đến lãnh đạo sở giao thông không dặn sao? Không phù hợp tiêu chuẩn có thể bảo bọn họ lập tức sửa lại, nhưng những gì bọn họ phản ánh thì chúng ta nhất định phải đưa vào tài liệu. Triệu Quốc Đống cũng không ép người quá đáng. Hắn cũng biết ép quá sẽ khiến đám người ủy ban kế hoạch phát triển tức giận bỏ đi, đó là vấn đề rất lớn. Thời gian không đủ, còn có Vinh Sơn và Tân Châu, tỉnh chỉ cho chúng ta 10 ngày, chúng ta không có nhiều thời gian đợi bọn họ hoàn thiện. Chúng ta chỉ có thể khách quan phản ánh theo những gì nắm giữ. Từ Minh nói, trưởng phòng Từ, như vậy không phải khách quan mà là chủ quan. Triệu Quốc Đống kiên quyết phản đối. Tôi không đồng ý với anh. Mấy đồng chí các đơn vị kia cũng không đồng ý. Anh không đồng ý có thể giữ lại ý kiến. Từ Minh lạnh lùng nói. Trưởng phòng Từ, tổ công tác không phải của riêng ủy ban kế hoạch phát triển, ý kiến của anh chỉ có thể đại biểu ủy ban kế hoạch phát triển. Nếu anh kiên trì như vậy thì tôi chỉ có thể bắt đầu từ đầu. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Mấy đồng chí khác cũng có thể ghi chép theo những gì bọn họ nắm giữ, một phần giao cho anh. Anh ghi nhận hay không là do anh. Tôi giữ lại một phần báo cáo lên sở giao thông, đến lúc đó chúng ta phân biệt giao cho tổ xây dựng đường cao tốc tỉnh. Anh, Triệu Quốc Đống, anh dám làm càn. Từ Minh rất tức giận, đây là rõ ràng muốn đoạt quyền khống chế tổ công tác với y. Hơn nữa nếu như vậy mà báo cáo về tổ công tác của tỉnh thì chỉ sợ y về ủy ban kế hoạch phát triển sẽ bị xa lánh. Quyển 4, chương 19, sóng ngầm. Hai người phụ trách của tổ cãi nhau đã bị các nhân viên khác nghe thấy. Trưởng phòng Từ, tôi chỉ đưa ra một phương án giải quyết. Rất rõ ràng cách làm của anh thỏa mãn ý của cá nhân anh, nhưng chúng tôi về không cách nào báo cáo với cấp trên. Chẳng lẽ nói cơ quan phái chúng tôi đi để lấy kết quả này sao? Đây chỉ là Đường Giang, vậy còn Vinh Sơn, Tân Châu thì sao? Từ Minh rất buồn bực, Đường Giang là như vậy, có thể tưởng tượng Vinh Sơn cũng không ổn, mà phiền phức nhất chính là Tân Châu. Trên thực tế cả chuyện này bị Tân Châu gây náo động. Cao tốc An Quế được tuyên truyền rất mạnh, ngay cả mấy lãnh đạo ủy ban kế hoạch phát triển cũng thấy bây giờ muốn giảm nhiệt độ ở bên Tân Châu là rất khó khăn. Vấn đề nằm ở chỗ cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế chỉ có thể chọn một. Mà cao tốc An Du về cả công và tư nhất định phải làm trước. Từ Minh hít sâu một hơi và cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Người này chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt, nghe lệnh mà tới. Nhưng đối phương nói có lý, y cũng phải về báo cáo, các cơ quan khác cũng vậy. Bọn họ hợp lại để thoát liên lụy là bình thường. Chỉ là thái độ của Đường Giang quá cứng rắn khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Nếu Vinh Sơn cùng Tân Châu cũng như vậy thì có chút phiền phức. Trong ngoài giáp công, Từ Minh đúng là hơi rối. Làm sao bây giờ, Từ Minh thầm mắng một câu, biết rõ việc này khó giải quyết mà rơi vào đầu mình. Chỗ tốt mình không có, nhưng tội thì không thiếu. Tôi biết chỗ khó xử của anh cũng có chỗ khó của mình. Nhưng ai bảo anh đứng ở vị trí đó, anh phải chịu trách nhiệm mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Chú em, làm việc phải nghĩ tới hậu quả, có một số việc không đơn giản như anh nghĩ đâu. Từ Minh nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống rồi lạnh lùng nói. Ý tốt của anh thì tôi nhận, chỉ là vị trí của tôi và anh khác nhau, tôi cũng không phải lo lắng nhiều như anh. Triệu Quốc Đống chớp chớp mắt rồi nói. Trên thực tế chúng ta đều hiểu khảo sát chỉ là hình thức. Quyết định cuối cùng đâu có vì việc chúng ta đi dạo chơi mà thay đổi. Đây chẳng qua chỉ là an ủi bên thua trận mà thôi. Từ Minh ngẩn ra, y thật không ngờ Triệu Quốc Đống lại rõ ràng như vậy. Nhưng vì sao đối phương lại cố chấp như vậy? Vị trí của anh và tôi khác nhau, trách nhiệm khác nhau. Nhưng suy nghĩ của chúng ta giống nhau đó là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ anh làm như vậy khiến chúng tôi không đạt được kết quả mong muốn. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Phó trưởng phòng Triệu, anh đừng có nói như vậy, Từ Minh tôi không phải người không dám chịu trách nhiệm. Từ Minh nhìn chằm chằm vào đối phương. Đơn giản thôi, chúng ta đưa tất cả những khó khăn của bọn họ vào tài liệu, nhưng cũng cần đưa thêm sự tích của chính quyền và nhiệt tình của dân chúng, những việc đã làm vào tài liệu. Như vậy mới được chính quyền tán thành.
Triệu Quốc Đống thấy Từ Minh lắc đầu nhưng không thèm để ý, hắn nói tiếp. Về phần ý kiến của tổ công tác thì tạm thời chưa quyết định. Đợi có số liệu cả đường thì đưa ra là được. Trưởng phòng Triệu, tôi biết suy nghĩ của anh, nhưng biện pháp này không thể. Đường Giang đã như vậy, Tân Châu sẽ càng cứng rắn hơn, hai bên hợp lại thì càng khó khăn. Bọn họ bây giờ cũng không ký tên, mà đến cuối cùng mâu thuẫn dồn hết lên tôi. Hừ, anh muốn hại chết tôi sao? Tôi không thể so với anh. Anh còn trẻ, ngã xuống còn có thể đứng lên. Vậy anh thấy làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ? Triệu Quốc Đống cũng lạnh lùng nói. Chính quyền thành phố Đường Giang đã phái người sửa tài liệu chuẩn bị trực tiếp phản ánh lên Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình công tác của tổ ta. Anh thấy ai phải chịu trách nhiệm? Từ Minh giật mình, chẳng lẽ mình bị ép tới đường cùng sao? Từ Minh thấy mình muốn ngất đi, hai hôm nay y rất khẩn trương, lãnh đạo thành phố Đường Giang về danh nghĩa cũng tới, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều chọn xương trong trứng gà, điều này sao không khiến Đường Giang phản ứng chứ? Trưởng phòng Từ, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được. Triệu Quốc Đống nói. Mắt Từ Minh sáng lên như thấy được gì đó. Y ra vẻ đau đớn mà nói. Xin lỗi, tôi bị cao huyết áp. Tiểu Trương. Trưởng phòng Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Từ Minh vì mệt nhọc quá mức nên cao huyết áp mà tiến vào Bệnh viện Nhân dân Đường Giang chữa bệnh, tổ công tác bắt đầu triển khai rất thuận lợi. Một số vấn đề tranh chấp đã được giải quyết, thành phố Đường Giang cũng đưa ra một vài nhượng bộ, cũng sửa lại mấy yêu cầu như ý kiến của Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Mà tổ công tác cũng ghi những gì mà Đường Giang đã làm vào trong tài liệu, cũng trọng điểm phân tích hạn chế ảnh hưởng tới Đường Giang, đồng thời cũng ghi ra các biện pháp giải quyết. Báo cáo nhận xét mặc dù không làm mọi người hài lòng nhưng coi như đạt được ý đồ của đôi bên, Triệu Quốc Đống tạm thời chủ trì công việc nhanh chóng giải quyết dứt điểm, không đầy nửa ngày đã giải quyết xong việc ở Đường Giang, lại dùng một ngày chứng thức đoạn đường ở Vinh Sơn, sau đó lập tức tới Tân Châu. Trong 3 ngày đã hoàn thành công việc ở đây. Tân Châu làm việc rất chi tiết, thậm chí đã đưa ra phương án đến từng xã, thị trấn. Điều này làm Triệu Quốc Đống không khỏi bội phục năng lực tổ chức và quyết định của Liễu Đạo Nguyên. Bảo sao Miên Châu cùng Kiến Dương lại khẩn trương như vậy. So sánh với những điều mà Tân Châu đã chuẩn bị, Đường Giang mặc dù đã làm nhiều nhưng vẫn có chênh lệch. Sau khi tổ công tác được lãnh đạo Tân Châu tiếp đón dùng cơm ở khách sạn Tam Nguyên Hồng nổi tiếng, Liễu Đạo Nguyên cùng Thường vụ Thị ủy, Phó Thị trưởng Thường trực Liêu Vĩnh Định, Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Thư ký Vương Duẫn Sơn ở lại. Quốc Đống, Lão Liêu và Lão Vương thì chú cũng biết. Tổ công tác lần này xem ra có không ít phong ba. Nghe nói bên Miên Châu, Kiến Dương thậm chí bắt đầu đốt pháo ăn mừng. Liễu Đạo Nguyên vẻ mặt rất bình thường, nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận đối phương khá lo lắng. Bây giờ Tân Châu có hai việc chính là cao tốc An Quế được xây dựng, hai chính là đưa Tân Châu lên tầm thành phố, hiện tại mới là thị xã, bí thư thị ủy Liễu Đạo Nguyên phụ trách hạng mục cao tốc An Quế, mà việc lên thành phố do thị trưởng Tôn Nghĩa Phu toàn quyền phụ trách. Bí thư Liễu, phó thị trưởng Liêu, trưởng ban thư ký Vương. Trước mặt mấy người tôi cũng không dám nói gì. Cao tốc An Du chỉ khoản đầu tư ban đầu thì nhanh thu hồi lại vốn hơn cao tốc An Quế. Dù là tài chính trong tỉnh, thành phố đều lấy phương thức đầu tư một phần, sau đó dùng cách BOT. Cao tốc An Du xem ra được coi trọng hơn, đây cũng là nguyên nhân chính nghiêng về phía cao tốc An Du. Bí thư Liễu rất quen với giám đốc Thái sở tôi, tình hình trong sở thì anh cũng hiểu. Dù là giám đốc Thái muốn giúp cao tốc An Quế thì chúng tôi cũng không thể quyết định. Triệu Quốc Đống nói tiếp. Về phần điều tra đợt này thì tôi nghĩ tỉnh cũng không quá chú trọng, trừ khi trên tỉnh có thể tìm được nguồn tài chính mới, nếu không báo cáo không ảnh hưởng tới quyết định trong tỉnh. Liễu Đạo Nguyên thở dài một tiếng và biết điều là này là tất nhiên. Điều kiện kinh tế Miên Châu cùng Kiến Dương quyết định việc xây dựng cao tốc An Du. Lúc này trong ánh mắt lãnh đạo chính là chỉ tiêu kinh tế. Về phần phát triển kinh tế cần cải thiện giao thông, người đàn ông muốn thoát nghèo. Chính quyền địa phương muốn cải thiện cuộc sống nhân dân thì chỉ là khẩu hiệu. Nơi nào cũng cần phát triển kinh tế, chỗ nào cũng muốn dân chúng thoát nghèo, nhưng tài chính chỉ có từng đó, nhét vào mồm này thì bên kia phải đói. Vấn đề là Tân Châu càng lúc càng đói, Kiến Dương, Miên Châu lại càng lúc càng giàu, làm cho một bộ phận người giàu trước thì đúng, nhưng cũng lo lắng vấn đề mọi người cùng giàu. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh có lẽ phải nhìn xa mới đúng. Quốc Đống. Chú nghĩ cao tốc An Quế không có chút hy vọng nào sao? Liễu Đạo Nguyên hừ một tiếng. Không phải không có hy vọng, cao tốc An Quế sớm muộn sẽ xây dựng, chỉ là cao tốc An Du vừa lên thì sẽ hút hết tài chính của tỉnh, trừ khi tìm được con đường khác. Triệu Quốc Đống lúc này cũng không tiện nói rõ.
Về thực tế hắn biết mình khi đến làm phó trưởng phòng cao tốc thì chính là đang tìm cơ hội. Tài chính là vấn đề khó khăn nhất đối với một nơi muốn làm quốc lộ, cao tốc. Dựa vào tài chính của tỉnh, thành phố thì chỉ có thể phát triển theo tốc độ bình thường. Giao thông An Nguyên đã lạc hậu, nếu muốn phát triển vượt bậc thì phải có hành động phi thường. Phương thức BOT sẽ khiến tài chính rõ ràng, thậm chí có thể dùng cách ABS để thu hút tài chính, về sau quốc tế đầu tư vào Trung Quốc cũng dùng cách này. Nhưng thời đại này thì điều đó là vượt quá mức, đừng nói ở tỉnh, chỉ sợ đưa lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Bộ Giao thông cũng không được thông qua. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng nghĩ nếu mình đã tới phòng cao tốc, nếu có giấc mơ kia thì tại sao không thể hành động sớm 10 năm? Đương nhiên trong này có không ít chỗ khó khăn, nhưng chỉ cần có hy vọng Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy phải thử. Tìm con đường khác, có con đường khác sao? Liễu Đạo Nguyên cười cười tự giễu mình. Quyển 4, chương 20, biến hóa. Thái Chánh Dương nhận được điện của Tần Hạo Nhiên thì khá khó hiểu. Từ giọng của Tần Hạo Nhiên không nghe ra vui mừng hay tức giận, chỉ là thông báo Thái Chánh Dương lập tức đến văn phòng chủ tịch tỉnh Tô báo cáo công việc. Điều này làm Thái Chánh Dương có chút lo lắng. Thái Chánh Dương còn định hỏi báo cáo về vấn đề gì thì Tần Hạo Nhiên đã dập máy. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút thì đoán chắc là vấn đề đường cao tốc. Y bây giờ coi như cũng có chút tự tin, cũng không cần phải chuẩn bị gì. Thái Chánh Dương vừa từ thang máy ra thì thấy thư ký tiểu viên của Tần Hạo Nhiên đã chờ ở đó. Thái Chánh Dương vừa đi lên liền nói. Tiểu viên, báo cáo về vấn đề gì? Đường cao tốc sao? Đúng là đường cao tốc, nhưng hình như Chủ tịch Trương và Chủ nhiệm Mạnh, Ủy ban Kế hoạch Phát triển đều có ở đây, còn có cả Sở Ngoại vụ và Sở Công Thương. Sở Ngoại vụ và Sở Công Thương, Thái Chánh Dương có chút kinh ngạc, sao lại có quan hệ với hai vị kia, chẳng lẽ thật sự chấp nhận đề nghị liên doanh của mình? Tim Thái Chánh Dương đập rất mạnh, nếu là như vậy sẽ giảm bớt áp lực cho tỉnh. Dù là cao tốc An Quế không làm ngay cũng không kéo dài lâu được. Mình cũng có cái nói với lão Liễu. Chánh Dương, đến rồi à, đang chờ anh. Vừa vào phòng tiếp khách, Thái Chánh Dương thấy vấn đề không đơn giản. Ba vị lãnh đạo tỉnh, Tô Giác Hoa, Trương Nghiễm Lan, Tần Hạo Nhiên, thêm cả trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Tương Tiên Chi, ngoài ra còn có cả Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Sở Ngoại vụ và Sở Công Thương. Chánh Dương, làm như thế nào vậy hả? Phòng cao tốc bên sở các anh do ai phụ trách? Phó Chủ tịch Thường trực Trương Nghiễm Lan người không cao nhưng rất có tinh thần. Phòng cao tốc do trưởng phòng quy hoạch tổng hợp Tần Tự Bân phụ trách đảm nhiệm. Nhưng công tác hàng ngày do hai phó trưởng phòng phụ trách. Thái Chánh Dương không biết ở đây có cạm bẫy gì, xem ra có liên quan tới phòng cao tốc. Chẳng lẽ là hai tổ công tác? Nhưng hôm qua Lão Tần và Triệu Quốc Đống gọi về đều nói không có vấn đề gì. Ngoài Từ Minh, Ủy ban Kế hoạch Phát triển vào bệnh viện để Triệu Quốc Đống tạm thời phụ trách thì rất bình thường mà. Anh xem một chút, công ty xây dựng phát triển Trường Giang trực thuộc tập đoàn Hòa Hoàng Hong Kong, công ty đầu tư Hoa Cơ trực thuộc tập đoàn Phát triển Tân Thế Kỷ đều phái đoàn khảo sát tới tỉnh ta. Ừ, ở đây còn có một bức thư do tập đoàn Chiêu Thương Hong Kong gửi tới, cũng sẽ tới khảo sát thủ tục đầu tư xây dựng đường cao tốc của chúng ta. Trương Nghiễm Lan ra hiệu cho Thái Chánh Dương đưa mấy tờ fax cho Thái Chánh Dương. Chuyện lớn như vậy sao lãnh đạo tỉnh lại không được biết? Đối phương nói là có người ở văn phòng xây dựng đường cao tốc tỉnh An Nguyên gửi thư mời khảo sát đến bọn họ. Chủ tịch Tần cũng chỉ loáng thoáng nghe nói phòng cao tốc các anh có suy nghĩ này, nhưng tình hình cụ thể là không rõ. Cho nên chúng tôi mời giám đốc Chánh Dương đến cho chúng tôi nghe. Trương Nghiễm Lan mặc dù nói có vẻ bực tức nhưng lại không phản cảm. Chỉ là thấy không vui vì lãnh đạo tỉnh không rõ chuyện mà thôi. Thái Chánh Dương có chút giật mình, lại tên Triệu Quốc Đống này gây chuyện, chẳng qua chuyện này là tốt hay xấu sợ là không rõ. Xem ra tâm trạng mấy lãnh đạo tỉnh cũng được, chẳng lẽ mấy công ty này có ý với hai công ty kia? Phó Chủ tịch Trương, chuyện này tôi biết, lúc đầu mấy đồng chí phòng cao tốc cho rằng với tình hình tài chính của tỉnh thì phải mở rộng thu hút đầu tư. Nhất là cao tốc kinh thông dùng cách BOT đã thành công là ủng hộ lớn nhất đối với chúng ta. Nhưng bởi vì tỉnh ta là đất liền, chúng tôi không nắm chắc sẽ có nhà đầu tư từ bên ngoài tiến vào. Cho nên sau khi hiểu được chính sách của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Bộ Giao thông, chúng tôi chỉ gửi thư mời khảo sát, chào mừng bọn họ tới khảo sát hoàn cảnh giao thông An Nguyên chúng ta. Chẳng qua chúng tôi cũng không hy vọng lập tức thành công, cũng không hy vọng bọn họ có động tác vào hai đường cao tốc kia. Chỉ là yêu cầu bọn họ lúc thích hợp tới tỉnh ta khảo sát. Không ngờ bọn họ trả lời nhanh như vậy. Thái Chánh Dương cũng có chút kinh ngạc về cách làm của Triệu Quốc Đống.
Triệu Quốc Đống lúc ấy chỉ thoáng đề cập ra, Thái Chánh Dương mới chỉ đồng ý thử một chút mà thôi, không ngờ lại có nhiều tập đoàn chú ý như vậy. Thái Chánh Dương cũng không biết Triệu Quốc Đống làm như thế nào để được các tập đoàn kia chú ý. Nếu bọn họ có hứng thú với cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế thì có gì là không được. Tô Giác Hoa cười nói. Đây là việc tốt, BOT cũng tốt, liên doanh cũng tốt, An Nguyên chúng ta đều có thể chào mừng đầu tư từ ngoài vào. Về phần phương thức nào cũng có thể đàm phán mà. Chánh Dương, Sở Giao thông các anh có thể có suy nghĩ như vậy là rất tốt, chẳng qua các anh phải báo trước với tỉnh mới đúng. Chủ tịch phê bình rất đúng, phòng cao tốc đúng là hơi quá. Chẳng qua lúc đầu tôi đúng là không ngờ các tập đoàn lại chú ý đến như vậy, chúng tôi chỉ là mời bọn họ tới khảo sát hoàn cảnh đầu tư mà thôi. Thái Chánh Dương lập tức nhận sai, y không rõ Triệu Quốc Đống làm cách nào để liên hệ với đối phương, nhưng nhất định không đơn giản chỉ là mời. Nếu là nhà đầu tư quốc tế muốn tiến vào hạng mục đường cao tốc thì sợ rằng phải được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê duyệt, ngoài ra Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông cũng có yêu cầu. Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên, Mạnh Đình Giang nói. Điều này không có vấn đề gì, có tiền lệ thì dễ làm hơn nhiều, còn có thể giảm tài chính cho An Nguyên chúng ta. Khó khăn thì tôi nghĩ có thể vượt qua, bây giờ chúng ta phải xác nhận chính là ý đồ của mấy tập đoàn này. Bọn họ nếu thật sự vì cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế mà đến, vậy các chuẩn bị trước đó của chúng ta có đầy đủ không, có cần bổ sung không? Nếu nói thật sự có nhà đầu tư chấp nhận liên doanh, vậy chúng ta phải đảm bảo nó thành công. Trương Nghiễm Lan nghiêm túc nói. Nghiễm Lan nói đúng, Chánh Dương, nếu phòng cao tốc các anh liên lạc việc này, anh lập tức bố trí người tìm hiểu tình hình. Tôi nghĩ đối phương cũng không thể chỉ vì thu được một bức thư mời mà tới. Hoàn cảnh đầu tư An Nguyên chúng ta cũng không tốt đến như vậy đâu. Các đồng chí phòng cao tốc chúng ta có thể thu hút các nhà đầu tư đến An Nguyên khảo sát đã là thành công. Dù bọn họ có tham gia cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế hay không thì coi như cũng tạo được trụ cột về kinh tế. Tập đoàn Hòa Hoàng là tập đoàn hàng đầu Hong Kong. Công ty xây dựng Trường Giang là công ty xây dựng số 1 Hong Kong, cũng có đầu tư tương đối ở các nơi trên thế giới. Mấy tập đoàn kia cũng có quy mô không nhỏ. Cho nên tôi nghĩ đây là cơ hội hiếm có. Dù là cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế có thể hợp tác thành công hay không thì chúng ta đều phải tiếp đón chu đáo. Đây cũng là cơ hội để chúng ta giới thiệu An Nguyên với nhà đầu tư Hong Kong. Tô Giác Hoa nói. Chánh Dương, Chủ tịch Giác Hoa đã nói rồi. Ý kiến của tỉnh là chào mừng nhà đầu tư đến đầu tư vào xây dựng hạng mục ở An Nguyên chúng ta, nhất là cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế. Anh về lập tức bố trí các đồng chí phòng cao tốc tiến hành, lập tức toàn tâm tiếp đón các nhà đầu tư Hong Kong. Tần Hạo Nhiên nói. Tôi lập tức thông báo bọn họ từ Tân Châu về gấp. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Có phải là do Tiểu Triệu kia phụ trách chuyện này? Tần Hạo Nhiên cũng mơ hồ biết phó trưởng phòng cao tốc kia do Thái Chánh Dương kéo từ một huyện An Đô lên. Nghe nói năng lực rất tốt. Đúng, chính là cậu ta. Lúc đầu đưa ra ý kiến cùng quy hoạch cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế là của cậu ta. Cậu ta còn cùng một đồng chí bên ngân hàng viết bài tham khảo kinh nghiệm quốc tế, mở rộng con đường đầu tư tài chính, tăng cường việc thu hút đầu tư vào xây dựng đường cao tốc tỉnh ta. Mời tập đoàn các nước Hong Kong, Mỹ, châu Âu, Malaysia đến An Nguyên chúng ta khảo sát cũng là do cậu ta đưa ra. Thái Chánh Dương không bỏ qua cơ hội đẩy Triệu Quốc Đống lên. Ồ, Tô Giác Hoa nói. Chánh Dương. Anh đưa bài viết đó đến cho tôi xem. Giao thông An Nguyên chúng ta vốn lạc hậu, nếu muốn phát triển mạnh thì cần phải có nhiều nguồn thu tài chính. Chỉ dựa vào chính lực lượng của tỉnh thì khó có thể vượt qua được các tỉnh anh em. Chủ tịch Tô, ở đây còn có hai tờ fax từ tập đoàn đầu tư dây cây Mỹ cùng với tập đoàn Toàn Phúc, Anh. Bọn họ cũng phúc đáp lời mời của phòng cao tốc Sở Giao thông, nói sẽ phái đoàn khảo sát tới An Nguyên. Đây là đại sứ quán bọn họ ở Trung Quốc gửi đến cho chúng ta. Giám đốc Sở Ngoại vụ nói. Ừ, Chánh Dương, xem ra các đồng chí phòng cao tốc làm việc rất tốt. Phòng cao tốc mới thành lập không lâu mà đã đưa được nhiều nhà đầu tư nước ngoài tới như vậy, đúng là nằm ngoài suy đoán của chúng ta. Tô Giác Hoa cười nói. Chúng ta phải vỗ tay chào mừng, chỉ cần có thể xúc tiến kinh tế An Nguyên phát triển thì lợi dụng được bao nhiêu thì chúng ta phải lợi dụng hết. Khi Triệu Quốc Đống nhận được điện của thư ký Thái Chánh Dương bảo hắn lập tức về An Đô. Hắn đang nói chuyện với Liễu Đạo Nguyên. Mặc dù biết rõ cao tốc An Quế lập tức xây dựng là khá khó khăn, nhưng Liễu Đạo Nguyên vẫn không bỏ qua tia hy vọng cuối cùng. Liễu ca, xem ra chuyện có biến hóa rồi. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói.
hắn quyết định lộ tin ra để cổ vũ Liễu Đạo Nguyên một chút. Hả? Liễu Đạo Nguyên thấy Triệu Quốc Đống nghe điện là mơ hồ biết một chút, vừa nghe thấy vậy thì run lên nói. Nói mau, có biến hóa gì? Ừ, một loạt thư mời các nhà đầu tư tới khảo sát đường cao tốc tỉnh ta đã được phúc đáp. Mấy tập đoàn đầu tư nước ngoài đều có hứng thú. Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng biết Liễu Đạo Nguyên có áp lực lớn. Đến Tân Châu một năm, mặc dù công việc có chút khởi sắc nhưng chưa đạt mục tiêu mà Liễu Đạo Nguyên đề ra. Mà cao tốc An Quế do y tự mình phụ trách, nếu thất bại sẽ ảnh hưởng lớn đối với tiền đồ phát triển. Thật sao? Liễu Đạo Nguyên rất hưng phấn. Lúc trước Triệu Quốc Đống đã nói thử vài việc với Liễu Đạo Nguyên, ví dụ như liên lạc với vài tập đoàn đầu tư nổi tiếng quốc tế, cùng một số công ty trong nước trong ngành xây dựng. Chắc là vậy, vừa nãy thư ký của Thái Ca gọi điện nói Thái Ca đến chỗ chủ tịch Tô. Xem ra trên tỉnh ủng hộ việc nhà đầu tư bên ngoài tiến vào xây dựng đường cao tốc. Đây là cơ hội hiếm có. Triệu Quốc Đống rất kích động mà nói. Nếu như có thể thu hút đầu tư bên ngoài vào đường cao tốc, như vậy An Nguyên sẽ giảm được tài chính để thực hiện các công trình khác. Liễu Đạo Nguyên đứng lên đi lại trong văn phòng, cuối cùng dừng lại mà nói. Đây là cơ hội, Tân Châu không thể mất. Mất cơ hội này thì bộ máy đảng ủy, chính quyền Tân Châu là tội nhân đối với dân chúng Tân Châu. Dù Tân Châu nỗ lực đến như thế nào thì anh cũng phải để cao tốc An Quế được tiến hành ngay lập tức. Quyển 4, chương 21, vùng đất nóng. Khi Triệu Quốc Đống đi ngang qua đường Giang liền tới bệnh viện thăm Từ Minh. Tất nhiên Từ Minh đã nhận được tin nên tâm trạng tốt hơn nhiều. Nhưng y biết mình phải diễn thêm một đoạn, như vậy thì mới đỡ bị nghi ngờ. Trưởng phòng Từ, xem ra lần này chúng ta liễn không phí công rồi. Triệu Quốc Đống cuối cùng cắm hoa vào lọ. Hừ, cậu thì dễ rồi, tôi thì đen đủi, phải ở trong phòng bệnh, sống không bằng chết. Từ Minh nằm lên giường, mặc dù không coi là bạn nhưng bây giờ cũng coi như buộc trên cùng một dây. Mình cần y che giúp, đối phương cũng cần mình phối hợp. Ha ha, trưởng phòng Từ nói quá phải không? Đường Giang phong cảnh khá được, anh bình thường cũng khó có thời gian nghỉ ngơi mà, sao không nhân cơ hội thoải mái như trước? Anh đón chị tới coi như du lịch đi. Triệu Quốc Đống cười cười ngồi xuống nói. Tôi cũng muốn nhưng dám sao? Cơ quan cứ vài hôm lại có người đến thăm, tôi nếu có tâm trạng ra ngoài du lịch thì bị người phát hiện không phải tự hại chết mình sao? Từ Minh tức giận trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Tên này đúng là mặt dày, chẳng qua biện pháp này cũng được, dù sao cũng giúp giải quyết được vấn đề. Ha ha, như vậy không có biện pháp rồi. Ai bảo anh quan hệ tốt ở cơ quan như vậy nên cứ đến thăm. Chẳng qua cũng chỉ phải nhịn vài ngày thôi. Tôi đoán chờ các tập đoàn đến Ando, lãnh đạo liền chú ý tới việc này, như vậy anh có thể khỏi bệnh mà. Triệu Quốc Đống cảm thấy Từ Minh này cũng được, tính cách hơi mềm yếu nhưng thành thật. Mặc dù trước đó hai người cãi nhau nhưng đều vì nhiệm vụ. Hơn nữa việc Từ Minh vào bệnh viện cũng khiến quan hệ hai người trở nên không bình thường. Ôi, chỉ mong tác dụng chú trọng tỉnh ta. Từ Minh thở dài một tiếng. Anh nghĩ tôi muốn ngăn cao tốc An Quế sao? Tôi không biết Tân Châu cùng Đường Giang cần đường cao tốc này sao? Các lãnh đạo còn rõ hơn. Từ Minh vứt được gánh nặng liền nói chuyện khá tốt. Là trưởng phòng trong Ủy ban Kế hoạch Phát triển, y hiểu khá rõ tình hình phát triển của An Nguyên, thậm chí cả chiến lược phát triển của Trung ương. Nhưng Nguyên Châu cùng Kiến Dương phát triển kinh tế hơn Đường Giang, Tân Châu ít nhất 5 năm, tài chính của tỉnh lại không nhiều. Dùng nguồn tài chính như thế nào thì cần tỉnh phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Nghe nói Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chỉ là sớm muộn, nếu là như vậy Trùng Khánh sẽ phát triển mạnh, tác dụng của cao tốc An Du không thể xác định. Hành lang kinh tế An Du có tác dụng lớn đối với cả khu vực An Bắc, thậm chí cả An Nguyên. Nhưng cao tốc An Quế cũng có tầm quan trọng lớn đối với khu vực An Nam, thậm chí cả An Nguyên. Anh nhìn từ Tân Châu đến Quế Bắc dài như thế nào? Từ Tân Châu chạy theo hướng Tây Nam tới Kiềm Đông xa bao nhiêu? Mà Tân Châu mở được đường thủy sẽ liên thông ba con sông, thậm chí tiến tới Việt Bắc. Có thể nói An Nguyên sẽ có ba con đường sắt, đường biển, đường bộ ra thế giới bên ngoài. Tác dụng như vậy ai có thể thay đổi? Cái này cũng chưa tính cao tốc An Quế sẽ khiến khu vực An Nam thoát nghèo và giàu lên. Từ Minh phân tích thấy cũng có lý. Trùng Khánh làm thành phố trực thuộc Trung ương chỉ là việc 2-3 năm sau. Nếu là như vậy sức ảnh hưởng của nó tới các khu vực xung quanh là rất lớn. Như vậy cao tốc An Du là nối liền Trùng Khánh với An Đô. Như vậy kinh tế của Miên Châu cùng Kiến Dương cũng sẽ tăng mạnh. Nhưng khu vực An Nam có điều kiện về nguồn nước, tài nguyên phong phú, vị trí đặc biệt, kết hợp ba tỉnh tương,
Quế, Kiềm và An Nguyên, lại có hệ thống đường sắt An Quế nối thẳng tới Liễu Châu. Sông Mông Hà, Thường Lãng hợp lại và chảy về bắc tới Trường Giang, vị trí của nó khiến ở đây thành vùng đất nóng. Mà nơi này đang bị vấn đề giao thông ngăn cản sự phát triển. Cao tốc An Quế là điều không thể thiếu. Trưởng phòng Triệu, tôi thừa nhận vấn đề này có lý, nhưng lãnh đạo phải lo lắng phát triển kinh tế. Kiềm Đông, Quế Bắc, Tương Tây đều là nơi chưa phát triển. Như vậy tác dụng của hai con đường cao tốc đối với sự phát triển của An Nguyên ai cũng rõ cao thấp. Lãnh đạo tỉnh khi làm quan muốn có thành tích để lên cấp. Tổng cục thống kê đưa ra các chỉ tiêu chính là rất có sức thuyết phục. Từ Minh nói làm Triệu Quốc Đông á khẩu. Dù là Quý Thành Công hay Tô Giác Hoa, Trương Nghiễm Lan, Tần Hạo Nhiên thì bọn họ đều lo cho tương lai chính trị của mình, mỗi quyết định cấp toàn tỉnh đều có tác dụng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh. Mà ở chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thì cao tốc An Du trong thời gian ngắn sẽ tốt hơn cao tốc An Quế nhiều. Về phần 5, 10 năm sau thì lãnh đạo đổi người rồi. Anh Từ, xem ra anh xem nhẹ trí tuệ chính trị của lãnh đạo rồi. Thực ra bọn họ sớm hiểu rõ, nhưng chính là muốn chúng ta đi làm việc là vì sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu cười khổ nói. Lãnh đạo cao cấp có trí tuệ chính trị của bọn họ. Các nhân vật nhỏ như chúng ta cũng có không gian sống của mình. Từ Minh nói. Được rồi, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Chuyến công tác này không có thu hoạch gì, có thể kết thúc như vậy thì cũng tốt. Về sau ở Ando thì có thể cũng nên tụ tập nhiều. Hơn nữa hai ngành chúng ta cũng sẽ thường xuyên giao lưu mà. Được, tôi có số điện thoại của anh, về sẽ liên lạc. Từ Minh đột nhiên nghĩ ra gì đó nên nói. Anh đã mời tập đoàn Hong Kong và nước ngoài đến khách sạn, xem ra các anh dự định dùng cách BOT hoặc liên doanh, như vậy công tác chuẩn bị phải làm tốt. Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia mới mở miệng nên muốn phê chuẩn là khá khó khăn. Triệu Quốc Đống hiểu ý gật đầu rồi đi ra. Triệu Quốc Đống đi ra, một cửa khác của trong phòng mở ra. Một người phụ nữ nói. Lão Từ, là thanh niên đó sao? Ừ, đừng coi nhẹ cậu ta. Tuổi còn trẻ nhưng tâm tư nhanh nhạy, hơi không chú ý là mắc bẫy ngay. Lúc ấy tôi coi như bị cậu ta kéo xuống nước, bảo sao Thái Chánh Dương phái người này tới phối hợp với tôi. Trong cơ quan dù không làm gì thì con người ai cũng có bệnh mà, đó là việc bình thường. Hơn nữa chuyện bây giờ cũng dần chìm đi rồi. Người phụ nữ an ủi Từ Minh. Chỉ mong như vậy. Từ Minh thở dài một tiếng. Triệu Quốc Đống vừa về sở giao thông liền vùi đầu làm việc. Tập đoàn Hong Kong chỉ vài ngày là đến Ando khách sạn về hai đường cao tốc kia. Căn cứ nhân số và cơ cấu thành viên của đoàn khảo sát đối phương thì rất tất nhiên là các tài liệu chuẩn bị tỉ mỉ của hắn đã khiến bọn họ có hứng thú. Bây giờ nếu đưa thêm các công tác chuẩn bị của bên Tân Châu cùng đường Giang vào tài liệu thì càng có sức hấp dẫn hơn. Nếu như có thể làm cho nhân viên đoàn khảo sát hiểu rõ khát vọng xây dựng đường cao tốc của chính quyền địa phương và dân chúng thì hiệu quả còn tốt hơn. Triệu Quốc Đống đặt chân lên bàn xem tin thời sự An Nguyên. Bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Tô Giác Hoa gặp đại biểu đoàn khảo sát của công ty đầu tư xây dựng Trường Giang. Cùng tham gia còn có phó bí thư tỉnh ủy, bí thư thị ủy An Đô, Ninh Pháp. Thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực Trương Nghiễm Lan, thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nhiên. Ngoài ra đại biểu của tập đoàn Chiêu Thương Hong Kong cũng sẽ tới An Đô trong vài ngày tới. Tư bản đều vì lợi ích. Anh không thể hy vọng bọn họ là nhà từ thiện. Mặc dù bọn họ khi làm việc thiện cũng rất rộng lượng hưng kinh doanh là kinh doanh. Nếu như bọn họ nhìn chúng hai đường cao tốc kia là thấy tương lai của bọn họ. Triệu Quốc Đống xoay xoay bút trên tay rồi nói. Cậu được đó, tôi cũng vậy, lần này nhờ cậu. Ngay cả chủ tịch Tô cũng có thể chú ý đến bài viết của chúng ta. Lôi Hướng Đông ngồi bên cởi cà vạt sang bên cho dễ thở. Đừng, đừng kéo tôi vào. Tôi chỉ là đưa ra vài ý tưởng mà thôi, tác giả là anh. Tôi cũng không chiếm tiện nghi mà. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Nếu không có cậu nhắc thì tôi không thể viết ra bài viết này, cũng không thể có tính thực tế như vậy. Hơn nữa mấy quan điểm anh còn nói ra, tôi chẳng qua tìm một ít tài liệu tham khảo và viết thay cậu mà thôi. Nếu nói tác giả phải là cậu. Lôi Hướng Đông không muốn cướp công của người nên nói. Chẳng qua cậu đúng là giỏi. Ngay cả mấy thuật ngữ tài chính chuyên ngành của nước ngoài cũng có thể hiểu rõ như vậy. Ha ha, ăn chén cơm không học vài từ nước ngoài sao có thể lừa lãnh đạo. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Bây giờ lãnh đạo đều thích dùng từ tiếng Anh mà. Cái gì mà TOEFL, động chút là nói ra. Không có vài từ thì sẽ bị nói mình không có bản lĩnh. Quyển 4,
Chương 22, thản nhiên. Kiện ca, nông dân vào thành phố không phải dựa vào việc lừa người sao? Triệu Quốc Đống thấy Trịnh Kiện, Tiêu Hoa Sơn và một người mà hắn không nhận ra. Sơn ca đến lúc nào vậy? Vừa đến, mẹ kiếp, bây giờ trong tỉnh chỉ lo tranh luận vấn đề cao tốc An Du Quốc Lộ cùng cao tốc An Quế cái nào làm trước, nhưng không ai lo đến cao tốc An Ngạc sao? Nếu nói về sự cần thiết thì Nam Hoa không có đường sắt, đường thủy không phát triển, càng cần có đường cao tốc để phát triển kinh tế. Tiêu Hoa Sơn đặt cặp xuống rồi nói. Quốc Đống, chú bây giờ đã tới sở giao thông có phải nên xuống xem xét dân tình nhiều hơn không? Sơn ca nói xấu em đó à? Em hai tuần rồi đều ở đường Giang và Tân Châu, cái gì mà xem xét dân tình, không phải lời lãnh đạo nói sao? Triệu Quốc Đống nhìn vào người bên cạnh Tiêu Hoa Sơn. Quốc Đống, Hướng Đông, quên không giới thiệu. Đây là bạn của tôi, Miêu Chí Kỳ. Tiêu Hoa Sơn như lúc này mới nhớ đến việc giới thiệu bạn của mình. Chào anh, Triệu Quốc Đống. Chào anh, Lôi Hướng Đông. Đối phương cũng rất nhiệt tình đưa tay ra bắt đồng thời cũng đưa hai tấm danh thiếp tới. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, nếu là bạn của Tiêu Hoa Sơn sao lại đưa danh thiếp tới nhỉ? Mặc dù bữa ăn vẫn khá vui vẻ, mấy người bạn đều chúc mừng Triệu Quốc Đống lên chức nhưng ai cũng hiểu không khí bữa cơm đang tốt vì người ngoài tới nên giảm đi không khí. Nhưng Triệu Quốc Đống tin Tiêu Hoa Sơn mang Miêu Chí Kỳ kia đến là có nguyên nhân, hơn nữa xem ra người này không phải nhà kinh doanh bình thường. Đến khi bữa ăn gần xong, Miêu Chí Kỳ rời đi thì không khí mới sôi nổi trở lại. Hoa Sơn, ông làm gì thế? Hôm nay chúc mừng Quốc Đống lên chức, ông mang người ngoài tới làm gì? Lôi Hướng Đông có chút không vui mà nói. Trịnh Kiện cũng có chút khó hiểu nhìn Tiêu Hoa Sơn. Mặc dù Trịnh Kiện cùng Tiêu Hoa Sơn đến đây, lúc ấy Miêu Chí Kỳ kia cũng trên xe Tiêu Hoa Sơn. Đều do tôi nhiều miệng mà gặp chuyện, tôi xin nhận sai. Tiêu Hoa Sơn vội vàng xin lỗi. Trưa nay Phó Thị trưởng thành phố Nam Hoa Trạch Nguyên mời cơm, không phải nhận được điện của Hướng Đông sao? Trạch Nguyên giữ tôi tới chiều ngồi một chút, tôi nói phải đi. Y hỏi có việc gì quan trọng vậy, tôi nói một người bạn đến phòng cao tốc công tác, không ngờ lại có phiền phức. Trạch Nguyên này liền có hứng thú nên gọi Miêu Chí Kỳ tới. Đây là em vợ y, nhờ tôi dẫn y đến gặp người bạn. Người này từ sở xây dựng đi ra, bây giờ tự mở công ty kinh doanh thiết bị giao thông như giải phân cách, đèn đường, biển báo giao thông. Mọi người ngồi đây liền hiểu Trạch Nguyên này có ý gì. Ai cũng biết phòng cao tốc về sau có thể phát triển thành công ty khai thác đường cao tốc. Cao tốc An Du, cao tốc An Quế sắp khởi công, xây dựng hoàn thành sẽ sang lắp đặt. Chỉ riêng giải phân cách đã là khoản lớn khiến người ta thèm thuồng. Sơn ca, tôi hút khách vậy sao? Sớm như vậy đã có người chú ý tới. Phó thị trưởng thành phố Nam Hoa cũng là nhân vật cao cấp. Y nói ai không nể mặt, việc gì phải làm như vậy? Quốc Đống nói sai rồi. Bây giờ trong tỉnh coi trọng xây dựng đường cao tốc như vậy, ngày sau chỉ sợ công tác này càng thêm chú ý hơn. Chính quyền địa phương không có bao quyền lên tiếng trong việc xây dựng đường cao tốc, mà chủ yếu tập trung trên tỉnh. Chỉ là xây dựng đường cao tốc và mua thiết bị đều mang tới cơ hội quá lớn. Chỉ sợ phòng cao tốc từ khi thành lập đã có bao người chú ý tới, có thể sớm tạo quan hệ thì phải làm. Không nói cái khác, chỉ riêng việc thiết bị công trình xây dựng cao tốc An Quế hoặc An Du mà lộ ra một chút đủ để công ty bình thường ăn no, người khác sao lại không chui vào. Trịnh Kiện nói rất đúng. Đầu tư hai đường cao tốc này đã trên 5 tỷ, khoản kinh phí khổng lồ này ai không muốn kiếm chén canh. Triệu Quốc Đống cũng có chút động tâm, đáng tiếc công ty Thiên Phu còn kém, nếu không công ty Thiên Phu tiến vào thì tốt quá. Đại Kiện nói đúng, Quốc Đống, chú bây giờ phải ổn định, nhất là phải ổn định ở vấn đề kinh tế. Cái khác tôi thấy cậu không vấn đề gì, cậu đi theo Giám đốc Thái thì không phải đi theo sai người. Giám đốc Thái được Chủ tịch tỉnh rất coi trọng, một hai năm nữa đại hội không chừng Giám đốc Thái sẽ lên làm Phó Chủ tịch tỉnh. Lôi Hướng Đông rất nhạy cảm tình hình trong tỉnh. Thái Chánh Dương đúng là lên chức như đi tên lửa. Trịnh Kiện cũng cười nói. Lúc tôi còn ở tỉnh thì y còn là chủ tịch huyện Hoa Dương, mới vài năm đã lên làm bí thư huyện ủy, sau đó là phó thị trưởng, một năm đã vào thị ủy. Tôi vừa mới xuống, tiếp xúc được hai lần thì đã lên sở giao thông làm giám đốc. Tốc độ này tôi thấy cả tỉnh ngoài Trương Nghiễm Lan ra thì không ai có thể so sánh. Đi theo lãnh đạo như vậy thì rất yên tâm. Quốc Đống mới từng đó tuổi, phòng cao tốc coi như cấp phó huyện. Quốc Đống coi như cấp trưởng phòng. Làm thêm 2 năm kinh nghiệm là cấp phó huyện, phó chủ tịch huyện, xuống cơ sở sẽ tiến thêm một bước thành bí thư hoặc chủ tịch huyện. Tiêu Hoa Sơn trêu Triệu Quốc Đống.
Mấy ông anh, các anh đừng bêu xấu em. So sánh với mấy ông anh thì em chỉ là chân chạy. Về phần phòng cao tốc bây giờ đang thu hút như vậy, nhưng cạnh tranh càng mạnh, nguy hiểm càng lớn. Em cũng không biết có thể ở phòng cao tốc bao lâu, không chừng vài tháng lại bị đổi vị trí. Triệu Quốc Đống cười nói. Quốc Đống, phòng cao tốc nhất định do Giám đốc Thái nắm chặt trong tay. Tôi không phải nói Giám đốc Thái muốn làm gì. Giám đốc Thái có thanh danh khá tốt, coi như cán bộ thanh liêm. Nhưng phòng cao tốc rất nhạy cảm, dễ xảy ra chuyện nên cần người y tin tưởng khống chế. Nếu không thi thoảng bên viện kiểm sát, ủy ban kỷ luật tới thì y dù là giám đốc sở cũng không được yên. Trịnh Kiện cười nói. Giống bên hệ thống ngân hàng tôi đó, tôi nhất định phải đưa người mình yên tâm đi phụ trách bên tín dụng, nếu không chế độ giám sát tốt đến đâu mà không có người chấp hành hành thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Khi mọi người ăn xong rời đi, Triệu Quốc Đống cũng không thấy Miêu Chí Kỳ kia. Hắn coi như hiểu một việc nếu bị cuốn lấy, anh không cẩn thận làm mất lòng thì quá đau đầu. Quý khách, các anh có cần nghỉ trong câu lạc bộ chúng tôi không? Bốn người đang đi ra thì thấy một cô gái đi tới lễ phép hỏi. Ồ, sao? Trịnh Kiện nói. Xin quý khách đừng hiểu lầm, về khách đi cùng các vị đã đặt vị trí của các vị trong câu lạc bộ của chúng tôi. Vị khách đó nói cho tôi biết khi các ngài đi ra và cần nghỉ ngơi thì xin vào câu lạc bộ nghỉ ngơi. Cô gái nói rất nhẹ nhàng, lại rất ngọt ngào. Nơi đây và khách sạn Thượng Hải Cẩm Thương là thuộc cùng một công ty to, đều do công ty quản lý khách sạn Tân Gia thành lập. Mặc dù chưa tới 5 sao nhưng lại nổi tiếng nhờ đủ các ngành nghề, cùng hoàn cảnh đẹp mắt. Đây cũng là nơi mà nhiều cơ quan tỉnh An Nguyên thích nhất, Trịnh Kiện cùng Lôi Hướng Đông đều là khách quen ở đây. Trịnh Kiện ngẩn ra rồi nở nụ cười. Được đó, Quốc Đống, xem ra bọn anh này muốn mời khách cũng không có cơ hội, đều do cậu có mặt mũi lớn, sớm có người tính rồi. Cậu thấy sao? Triệu Quốc Đống có chút do dự. Hắn bây giờ không muốn có quan hệ với các công ty cung cấp thiết bị gì cả. Hắn không muốn ở lại sở giao thông quá lâu. Chẳng qua đây là bạn do Tiêu Hoa Sơn giới thiệu, hơn nữa còn dính tới thành phố Nam Hoa, điều này đúng là khó xử lý. Thấy Triệu Quốc Đống có chút do dự, Trịnh Kiện lại nói. Đi thôi, Quốc Đống, chẳng qua chỉ là ăn một bữa thôi mà, giữ vững thái độ là được. Cho người ta mặt mũi đi, đừng làm mất lòng nhau quá. Nghỉ ở đây cũng được, khách sạn Văn Hoa này cũng ổn. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Trịnh Kiện là người trầm ổn nhất trong đám này, có thể ngồi ở vị trí giám đốc ngân hàng xây dựng An Đô thì tất nhiên có điểm thành công. Giống như y nói vậy, nắm chặt thái độ, cơm có thể ăn, cũng có thể cùng nhau đi chơi. Nhưng liên quan tới vấn đề công việc thì khống chế mình là được. Quyển 4, chương 23, vòng quanh. Chấm, khi bận làm việc thì thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã một tháng trôi qua. Mấy tập đoàn Hong Kong đã tới khảo sát, hơn nữa kết quả làm người ta hài lòng. Dù là cao tốc An Du hay là cao tốc An Quế đều khiến tập đoàn Hong Kong có hứng thú, làm cho lãnh đạo tỉnh có chút kinh ngạc là công ty xây dựng Trường Giang lại hứng thú với cao tốc An Quế có vốn đầu tư lớn hơn. Ngoài mấy nhân viên quan trọng của tập đoàn đến đoạn đường của cao tốc An Quế khảo sát, sau đó một loạt chuyên gia của công ty xây dựng Trường Giang còn đi theo Triệu Quốc Đống đến các huyện khảo sát thực địa. Mà cuối cùng khi dừng lại tại Tân Châu, bọn họ đã cùng Phó Giám đốc Sở Giao thông, Trương Trung Thuận, Phó Thị trưởng phụ trách giao thông của thị xã Tân Châu đi khảo sát cảng Tân Châu, hơn nữa còn đi thuyền đến tận Ninh Lăng. Trên thực tế đây là ý đồ của Triệu Quốc Đống. Khi giới thiệu cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế, hắn giới thiệu với công ty Trường Giang về cảng Tân Châu. Đây là suy nghĩ của Triệu Quốc Đống có được sau khi biết Sở Giao thông ủng hộ Tân Châu thành lập cảng. Cảng Tân Châu có điều kiện vận chuyển tốt, nhưng muốn cải thiện và biến nó thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng thì đó là một công trình khổng lồ. Mà khi tỉnh đang nghiêng về xây dựng đường cao tốc, xây dựng cảng Tân Châu phải xếp sau. Mà theo Triệu Quốc Đống biết về công ty Trường Giang thì bọn họ không chỉ đầu tư xây dựng quốc lộ, bọn họ còn chủ yếu tập trung đầu tư bến tàu. Bởi vì nó có liên quan với việc tập đoàn Hòa Hoàng phát triển mạnh ngành vận tải biển. Mà cảng Tân Châu mặc dù là cảng đường sông nhưng lại có điều kiện rất tốt. Triệu Quốc Đống tin chỉ cần có thể lộ đủ thành ý và cung cấp hoàn cảnh đầu tư tốt, hơn nữa coi trọng tiềm lực phát triển kinh tế khu vực An Nam, công ty Trường Giang nhất định sẽ có hứng thú. Quả nhiên sau khi Triệu Quốc Đống cung cấp tài liệu về cảng Tân Châu, công ty Trường Giang liền có hứng thú ở việc này. Sau đó bọn họ đã gọi thêm vài chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cảng biển. Mà cảng Tân Châu và dòng sông Ô Giang là đối tượng trọng điểm để bọn họ khảo sát. Mà Tân Châu lại là điểm trung chuyển đường sắt của cao tốc An Quế và đường sắt An Quế,
càng tỏ rõ tác dụng của cảng Tân Châu. Giấc mơ vận chuyển thủy và bộ có thể thực hiện, vấn đề vận chuyển hàng hóa của Quế Bắc, An Nam, Kiềm Đông sẽ được nối liền. Triệu Quốc Đống cũng dần quen với công việc nhanh chóng và đầy áp lực ở phòng cao tốc. Tần Tự Bân không quan tâm mấy công việc của phòng, ngoài mấy thủ tục lớn cần trao đổi với y và báo cáo lên phó giám đốc phụ trách, việc bình thường đều do Triệu Quốc Đống tự xử lý. Triệu Quốc Đống cũng rõ mình do Thái Chánh Dương tự mình chọn lên mới thế, nếu là người khác đừng mong Tần Tự Bân làm vậy. Tần Tự Bân buông tay cũng khiến Triệu Quốc Đống có thể thoải mái triển khai công việc. Công việc của 12 người trong phòng cao tốc được phân công rõ ràng. Cứ thứ hai đầu tuần đều dành 20 phút báo cáo công việc tuần trước mình đã làm. Thứ sáu cuối tuần dành nửa tiếng để tổng kết lại, không cần nhiều thời gian. Sau đó cứ 3 tuần hoặc 4 tuần sẽ tụ tập liên hoan, lấy lý do là tăng cường đoàn kết của phòng cao tốc. Chiều này làm người phòng cao tốc rất chào đón. Ngay cả vị phó trưởng phòng Đồ Cương vốn coi thường Triệu Quốc Đống thì bây giờ đã thay đổi. Bây giờ Đồ Cương cũng chủ động phối hợp với Triệu Quốc Đống. Đồ ca, anh xem, đây là số liệu mà Đường Giang báo lên, có chút khác biệt so với chúng ta thống kê, hơn nữa gần như là thường xuyên thay đổi. Triệu Quốc Đống cầm một tập tài liệu đưa cho Đồ Cương. Hừ, tôi còn không biết bọn họ có ý gì sao. Bọn họ nghĩ cao tốc An Quế đã được quyết định là có thể làm trò đây mà. Nhiệm vụ giải tỏa đều là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Báo nhiều thêm về tổn thất khi giải tỏa sẽ kiếm thêm được một khoản. Đồ Cương cầm đọc qua rồi nói. Chi tiết có thể chênh lệch một chút nhưng không được quá đáng. Bây giờ cao tốc An Quế vẫn chưa được xác định, có lẽ dự định tăng lên không ít tiền đầu tư. Tuyệt đối không thể vì một ít vấn đề nhỏ khiến cả hạng mục bị động. Tiền của nhà tư bản cũng là tiền, đầu tư đến đây là mong lấy lợi nhuận, nếu làm như vậy thì ai dám tới đầu tư. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Không sao. Mai tôi dẫn người tới một chuyến, tôi cũng quen bên Đường Giang, đám người này không cảnh cáo thì muốn làm loạn. Đồ Cương nói, như vậy nhờ Đồ ca, Tân Châu do tôi phụ trách, có chuyện tôi phải đi. Triệu Quốc Đống cười nói, sếp Triệu, giám đốc gọi. Triệu Quốc Đống vừa vào văn phòng Thái Chánh Dương liền thấy không khí vui mừng. Thái Chánh Dương và Phó Thiên đang cười nói rất vui vẻ. Lại đây Quốc Đống, có tin tốt từ Hong Kong. Tập đoàn Hòa Hoàng xem ra rất coi trọng cao tốc An Quế. Bọn họ sắp sửa phái một nhóm người tới đây một thời gian, có lẽ cuối cùng sẽ ký kết với cao tốc An Quế. Ồ, như vậy tài chính của tỉnh sẽ thoáng hơn, ném được hòn đá là cao tốc An Quế thì trong tỉnh sẽ có thể tiết kiệm tiền dành cho việc khác. Còn cao tốc An Du thì sao ạ? Cao tốc An Du còn đang đàm phán, công ty đầu tư Tân Gia Pha cũng đã khảo sát cụ thể, xem ra cũng góp cổ phần. Chẳng qua cao tốc An Du cũng không nhỏ. Tính toán có thể vượt quá 3 tỷ, chỉ riêng đoạn ở An Nguyên chúng ta cũng chiếm đến 2 tỷ. Công ty Tân Gia Pha hy vọng có thể tìm mấy công ty hợp tác, trong tỉnh cũng có ý này. Bây giờ xem ra tập đoàn Tân Thế Kỷ Hong Kong có lẽ sẽ thành một mục tiêu. Thái Chánh Dương đi quanh phòng mà nói. Quốc Đống, Lão Liễu không ngừng khen chú. Chú đẩy cảng Tân Châu cho công ty Trường Giang, vừa lúc có thể kết hợp với cao tốc An Quế, bên Hòa Hoàng muốn từ chối cũng không được. Ha ha. Đây đều là suy nghĩ cho sở ta. Nếu như bí thư Liễu cứ nói sở ta ủng hộ Tân Châu phát triển giao thông đường thủy, vậy còn không phải khiến sở ta tìm biện pháp sao? Triệu Quốc Đống cười cười xấu xa mà nói. Đây là chú giúp tỉnh giảm bớt một gánh nặng. Thái Chánh Dương cười nói. Như vậy cũng giúp tỉnh giảm được một khoản lớn, chúng ta lại có thể làm nhiều chuyện khác. Vậy sảnh có nên thưởng em gì không? Tiền thưởng thì em không cần, thời gian này quá mệt nên sở có thể cho em nghỉ vài ngày không? Triệu Quốc Đống vẫn nhớ tới hội đấu giá Tiêu Vương tháng 11. Mặc dù có đi hay không nhưng không sao, nhưng hắn vẫn muốn đi chứng kiến tận mắt không khí buổi đấu giá. Trường Xuyên đã lên Bắc Kinh liên lạc với công ty quảng cáo, chuẩn bị mượn hội đấu giá Tiêu Vương mà tăng danh tiếng của nước suối Thương Lãng. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không đồng ý dồn quá nhiều tiền vào quảng cáo, hắn nghĩ rằng cố định một cách lâu dài, gây dựng thương hiệu sản phẩm mới là biện pháp tốt nhất. Chú muốn nghỉ bao lâu? Thái Chánh Dương nhíu mày nói, y biết trong thời gian này Triệu Quốc Đống rất bận, chạy qua chạy lại mấy thành phố Miên Châu, Kiến Dương, Tân Châu, Đường Giang với đoàn khảo sát, còn phải phụ trách công tác của phòng. Liên tục chạy như vậy làm Triệu Quốc Đống gầy đi vài cân. Ngay cả đám quan chức thành phố cũng phục Triệu Quốc Đống. Chẳng qua bây giờ là lúc quan trọng, Thái Chánh Dương đúng là lo phòng cao tốc có thể không có Triệu Quốc Đống được không? Giám đốc yên tâm, tôi không phải người việc gì cũng làm.
Phòng cao tốc chúng tôi còn có phó trưởng phòng đồ, hơn nữa công việc của mỗi người được phân công rõ ràng, đều tự phụ trách chính mình. Tôi chỉ cần phụ trách tổng thể là được, hơn nữa tôi chỉ nghỉ 2-3 ngày mà thôi. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Giám đốc, Quốc Đống nói đúng. Tôi đã tới phòng cao tốc vài lần, Quốc Đống bố trí rất tốt, muốn làm ở mặt nào thì đều có người chuyên môn phụ trách. Lão Đồ cũng rất phối hợp công việc của Quốc Đống. Phó Thiên cũng giải thích giúp Triệu Quốc Đống. Ồ, Thái Chánh Dương có chút kinh ngạc, mặc dù y tin vào năng lực của Triệu Quốc Đống, nhưng Sở Giao Thông là nơi chú ý kinh nghiệm. Triệu Quốc Đống làm tốt công việc bản thân là bình thường, nhưng có thể khống chế được công việc của cả phòng cao tốc hay không thì Thái Chánh Dương có chút lo lắng. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ như vậy, Thái Chánh Dương yên tâm hơn nhiều. Hôm nay nghe Phó Thiên nói như vậy, y có chút ngạc nhiên. Giám đốc, Phó trưởng phòng đồ cũng mới hơn 30, cũng muốn tiến lên. Nhiệm vụ của phòng cao tốc bây giờ nặng nề như vậy, lãnh đạo tỉnh chú ý như vậy thì ai dám làm loạn. Tôi làm không tốt phải xuống thì chẳng lẽ nói y là phó trưởng phòng sẽ thay tôi. Điều này tôi không cần nói thì y cũng rõ. Có suy nghĩ thì tốt, chỉ cần anh làm tốt, lãnh đạo tất nhiên thấy được mà. Triệu Quốc Đống mặt dày cười hì hì nói. Sở ta ai cũng khôn khéo, mấy đường vòng quanh đó ai cũng thấy rõ. Đồ Cương cũng hiểu ai là người đưa y từ phòng xây dựng tới mà. Phải không Thiên ca? Cậu đó, có thể hiểu rõ đạo lý trong này thì cậu đúng là cáo thành tinh. Phó Thiên cười mắng, Đồ Cương là người y đề cử tới phòng cao tốc, Triệu Quốc Đống cũng hiểu rõ điều này. Nhưng Triệu Quốc Đống lúc cần nghiêm túc sẽ nghiêm túc, nhưng lúc làm càn sẽ làm càn. Quyển 4, chương 24, vị trí. Quốc Đống, Chủ tịch Tô rất hài lòng về bài viết mà chú và Lôi Hướng Đông viết. Chủ tịch rất vui vì Sở ta có nhân tài. Lần này mời các tập đoàn quốc tế tới An Nguyên khảo sát mặc dù hơi đột ngột nhưng Chủ tịch Tần cũng lên tiếng giúp chúng ta. Lãnh đạo sẽ không nói thêm gì nhưng về sau không được phạm sai lầm như vậy. Ha ha, Thái ca, nếu đi theo con đường bình thường thì kéo đến bao giờ chứ? Em dám cược chúng ta dù đưa ra ý kiến thì 1-2 tháng cũng không có ý kiến. Nếu chờ đến khi báo lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê chuẩn, sau đó mới mời các tập đoàn đến khảo sát, em thấy sang năm đã là nhanh. Không bằng làm nhanh một chút, hơn nữa đây cũng không phải tiền trảm hậu tấu mà. Chú quy củ một chút cho anh, theo trình tự là nhất định phải làm. Lúc này là trường hợp đặc biệt nên mới được làm như vậy. Nếu là chuyên gì khác thì chú đã sớm bị cách chức, còn truy cứu trách nhiệm của chú. Thái Chánh Dương trầm giọng nói. Em hiểu, lần sau sẽ không dám làm như vậy nữa. Triệu Quốc Đống thấy Thái Chánh Dương sa sầm mặt liền không cười nữa. Chỉ là hiệu suất làm việc của các cơ quan trên tỉnh quá chậm, hơn nữa quan niệm cổ hủ. Em thấy Ủy ban Kế hoạch Phát triển không đồng ý với việc nhà đầu tư bên ngoài tiến vào đường cao tốc. Cũng may Phó Chủ tịch Trương vừa phụ trách tài chính, vừa phụ trách Ủy ban Kế hoạch Phát triển nên trình tự mới nhanh một chút. Nếu không em không rõ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia sẽ có ý kiến vào lúc nào. Thái Chánh Dương cũng biết Triệu Quốc Đống nói là thật, chỉ là tình hình này cũng không phải 1-2 ngày thay đổi được. Thói quen làm việc đã ăn sâu vào suy nghĩ trong lòng mọi người. Bất cứ quá trình phê duyệt nào đều cần có một thời gian mới được. Bọn họ đúng là không quen với hiệu suất làm việc nhanh chóng của quốc tế. Triệu Quốc Đống cũng quen với tính cách của Thái Chánh Dương. Hắn thấy Thái Chánh Dương trầm ngâm thì biết đối phương có việc khó giải quyết. Nếu không cũng không cần gọi hắn vào lâu như vậy mà chưa nhắc tới. Thái ca, có phải có việc không? Ừ, có một việc. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Hôm nay Chủ tịch Tần nói chuyện với anh về phòng cao tốc. Chú cũng biết phòng cao tốc chỉ là đơn vị quá độ, cấp bậc thấp. Khi việc xây dựng đường cao tốc của tỉnh ta phát triển, thành lập công ty khai thác đường cao tốc là nhất định, cấp bậc sẽ là cấp cục, trực thuộc sở quản lý. Nhanh như vậy đã thành lập công ty. Suy nghĩ đến tình hình hiện nay, Triệu Quốc Đống gật đầu. Hắn biết Thái Chánh Dương đang khó xử vì việc này. Hắn mới là phó phòng, đến sở giao thông đã là quá chói mắt. Mục đích của công ty khai thác đường cao tốc là gì thì ai cũng biết. Không nói là đơn vị cấp huyện, dù là cấp phó huyện cũng đủ làm bao người thèm muốn. Không phải người của Thái Chánh Dương không thể ngồi vào vị trí giám đốc công ty. Nhưng mà người của Thái Chánh Dương chưa chắc đã có thể ngồi ổn ở vị trí này. Trong đó dính dáng quá nhiều lợi ích, công ty khai thác đường cao tốc về sau liên lụy tới khối lượng công trình quá lớn. Chú làm thì anh rất yên tâm, nhưng kinh nghiệm và cấp bậc hành chính của chú lại thấp. Công ty khai thác đường cao tốc không chỉ phụ trách thủ tục khai thác, còn dính dáng tới nhiều việc khác nữa.
cho nên hôm nay Chủ tịch Tần cùng anh nói chuyện chính là việc này. Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Thái ca, em không thích hợp với công ty khai thác đường cao tốc. Kinh nghiệm, tuổi của em đều không thích hợp, hơn nữa em không thích việc kinh doanh. Triệu Quốc Đống nói. Thái ca không cần suy nghĩ cho em. Em vào sở được lên cấp trưởng phòng đã làm bao người đỏ mắt. Nếu làm em tới làm phó giám đốc công ty khai thác đường cao tốc thì có lẽ sẽ có người nảy lầu mất. Công ty khai thác đường cao tốc không phải một hai ngày có thể thành lập, anh đoán có lẽ năm sau mới chính thức xác định cao tốc An Du, An Quế thì mới thành lập. Hòa Hoàng coi như quyết định vào cao tốc An Quế, hơn nữa Tân Gia Pha và Tân Thế Giới cũng sẽ liên doanh xây dựng cao tốc An Du, công lao này của chú thì trên tỉnh không thể không thấy. Phá cách đề bạt làm phó giám đốc cũng không phải không thể. Anh chỉ là thấy chú quen chủ trì công việc ở phòng cao tốc, lần này nếu chú mà đến làm phó thì sợ không quen. Thái Chánh Dương thấy Triệu Quốc Đống xác định rõ ràng như vậy cũng yên tâm. Nói thật lúc này cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế có thể thu hút đầu tư từ ngoài vào, một phần nguyên nhân là do chiêu đột biến của Triệu Quốc Đống. Đương nhiên trong này cũng có phần may mắn, nhưng dù sao cũng đã thành công. Việc các tập đoàn có hứng thú đầu tư vào An Nguyên, theo Tô Giác Hoa nói đó là thành tích rất lớn. Bây giờ muốn thành lập công ty khai thác đường cao tốc mà để Triệu Quốc Đống là công thần đứng sang bên đó là hơi quá. Cho nên Thái Chánh Dương muốn biết ý của hắn. Thái ca, em nói thật đó. Anh đừng nghĩ em tức mà nói như vậy. Em không thích làm kinh doanh, nhất là công ty khai thác đường cao tốc có bao người nhìn chằm chằm vào. Triệu Quốc Đống đây là nói thật. Công ty khai thác đường cao tốc là tâm điểm. Ai vào đó thì tóc gáy sẽ bị dựng thẳng lên. Hắn không việc gì phải vào đó. Hắn cũng không muốn kiếm chút tiền từ đó. Nếu muốn tiền thì hắn cũng không việc gì đi vào quan trường. Thái Chánh Dương có chút kinh ngạc. Y có thể thấy Triệu Quốc Đống thật sự không muốn tới công ty khai thác đường cao tốc. Điều này làm người ta rất khó hiểu. Đây là nơi mà bao người muốn đến. Không ít người đều muốn một vị trí trong công ty khai thác đường cao tốc. Hừ, người khác muốn tới còn không được. Chú còn không muốn tới đó sao? Thái Chánh Dương hừ một tiếng. Tuy nói như vậy nhưng chưa đến lúc. Trong thời gian này chú phải quản lý tốt phòng cao tốc, nghỉ ngơi hai ngày thì được nhưng đừng bỏ dở việc công. Triệu Quốc Đống vừa đi ra khỏi phòng Thái Chánh Dương thì Phó Thiên đã vẫy vẫy hắn. Thiên ca có việc gì thế? Tôi có lịch gì không? Phó Thiên mời Triệu Quốc Đống vào văn phòng. Sở chưa có tránh văn phòng, nhưng Phó Thiên vẫn ngồi ở trong văn phòng phó chủ nhiệm. Chẳng qua tất cả mọi người đều biết y đã được quyết định làm tránh văn phòng, chỉ chờ điều chỉnh nhân sự là xong. Ha ha, Thiên ca có chuyện gì thế? Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Đầu tiên nói có việc gì không đã? Đúng là có việc, một lão lãnh đạo cục công an Giang Khẩu điều tới phân cục Thanh Giang làm chính ủy, tôi dự định mời anh ta coi như chúc mừng. Khâu Nguyên Phong đã được điều chỉnh, đến làm chính ủy phân cục Thanh Giang, chức trưởng phòng. Điều này làm Khâu Nguyên Phong hoàn thành giấc mơ. Khâu Nguyên Phong mời khách ở Giang Khẩu thì Triệu Quốc Đống vẫn ở trên sông Ô Giang nên không về được. Cho nên Triệu Quốc Đống muốn mời lại Khâu Nguyên Phong. Ồ, bạn bên hệ thống công an, hay là tối nay chúng ta cùng ngồi? Phó Thiên nói. Không có giám đốc Thái sao? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Giám đốc hôm nay có việc, là mấy người bạn của tôi. Lão Hà Cục Giao Thông An Đô, lão bị công ty xây dựng số 5 của tỉnh. Còn Lão Cổ và Tiểu Hoàng văn phòng chúng ta. Phó Thiên rất tùy ý nói. Chỉ là mấy người bạn mà thôi, mời cả lão lãnh đạo của cậu tới, ngày sau cũng gặp nhau mà. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Khâu Nguyên Phong mới lên thành phố, An Đô và Giang Khẩu khác nhau quá lớn. Khâu Nguyên Phong về cơ bản không có quan hệ bạn bè trên thành phố. Bây giờ có mấy người bạn thì cũng tiện giúp đỡ nhau. Được, Thiên ca thấy ở đâu thích hợp. Triệu Quốc Đống nói, có Thiên ca này thì còn cần cậu bố trí, cậu định làm mất mặt Thiên ca sao? Phó Thiên trừng mắt nhìn. Ha ha, Thiên ca, nói rõ là mời lão lãnh đạo của tôi mà, sao lại để Thiên ca bố trí? Hôm nay tôi mời, hôm khác anh mời tôi là được mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Phó Thiên đành phải nói. Vậy cậu định bố trí ở đâu, sếp cũ của cậu cũng không quá kém mà. Khách sạn Văn Hoa đi. Hai hôm trước tôi cùng bạn ăn ở đó, tôi thấy cũng được. Triệu Quốc Đống nói. Phó Thiên ngẩn ra, khách sạn Văn Hoa không kém, được xưng không phải 5 sao nhưng quá 5 sao. Triệu Quốc Đống này không đơn giản, ở đó tiêu một lần không dưới vài ngàn. Nếu như giải trí thêm thì lại còn hơn nữa. Được, 6:30 tuổi chúng ta tới đó,
sợ rằng phải sớm đặt chỗ mới được. Phó Thiên nói, cậu đi thế nào, có cần chúng tôi đón không? Đừng có mà đi chiếc Mitsubishi của phòng cao tốc đó. Ừ, không cần, tôi biết. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Quyển 4, chương 25, không dễ. Triệu Quốc Đống bắt taxi đến khách sạn. Trên đường hắn suy nghĩ mình có nên mua xe không, nhưng cuối cùng hắn lại lắc đầu. Mua xe thì đơn giản, để công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng là được. Hắn lấy chút tiền là được, dù có điều tra thì nói em đưa cho anh đi không được sao. Mấy phòng ban có quyền ở sở đều có người mua xe. Mặc dù phòng thanh tra sở không ngừng kiểm tra nhưng cũng không có quá nhiều tác dụng. Chuyện này vốn giống Chu Du đánh hoàng cái. Triệu Quốc Đống dám nói mình không phải người đầu tiên đi taxi tới khách sạn Văn Hoa nhưng có lẽ vẫn bắt mắt. Nếu là người bình thường nước ngoài đến thì bình thường, nhưng người trong nước thì nghĩ đến đây ăn thì phải có xe riêng, như vậy mới có mặt mũi. Vì thế làm cho hai cô gái phục vụ cũng mắt tròn mắt dẹt. Triệu Quốc Đống vừa đến chưa lâu thì đám người Phó Thiên cũng tới. Một xe BMW được Phó Thiên mang từ huyện Hoa Dương lên, có lẽ là công ty nào đó ở huyện đưa cho Phó Thiên dùng. Khâu Nguyên Phong lần đầu tới nơi như thế này, mặc dù vào thành phố được nửa tháng nhưng vì bận quen thuộc công việc. Chính ủy, là đây phải không? Lái xe có chút hâm mộ nhìn một loạt xe đỗ ở cửa. Chiếc xe Audi của bọn họ đúng là hơi kém. Ừ, nếu thành phố Ando không có khách sạn Văn Hoa thứ hai thì chính là ở đây. Khâu Nguyên Phong vẫn ăn mặc như cũ, người có vẻ hơi béo hơn. Xếp Khâu. Đồng Mạn cười hì hì ra đón. Ồ, Tiểu Mạn. Quốc Đống đâu? Khâu Nguyên Phong ngẩn ra rồi lập tức vui vẻ cười nói. Hắn ở trong, một bàn lớn nên không ra được và bảo tôi ra đón sếp. Đồng Mạn hôm nay ăn mặc rất đẹp, Khâu Nguyên Phong không khỏi gật đầu và thần bí cười nói. Tiểu Mạn, có phải là bạn gái Quốc Đống không? Không có mà sếp Chu, ngài đừng nói linh tinh, Quốc Đống có bạn gái rồi mà. Đồng Mạn đỏ mặt nói. Hừ, có bạn gái hay không cũng không sao mà. Chưa kết hôn thì vẫn có quyền lựa chọn. Tiểu Mạn, hạnh phúc là do mình tranh thủ, Quốc Đống có tiền đồ rộng lớn, hơn nữa lại tốt, là đối tượng đốt đuốc cũng không tìm được đâu. Khâu Nguyên Phong biết Đồng Mạn được điều động là do Triệu Quốc Đống tìm Lưu Triệu Quốc. Nếu không một cảnh sát bình thường dựa vào gì mà lên ban chính trị cục công an thành phố. Theo lý thuyết Triệu Quốc Đống làm như vậy thì hai người yêu nhau mới có thể hiểu. Nếu không dù quan hệ của Triệu Quốc Đống và Lưu Triệu Quốc không bình thường thì cũng điều động khá khó. Nhân tình này Triệu Quốc Đống cũng không nên tùy tiện nhờ Lưu Triệu Quốc. Sếp Chu, sếp đừng nói, chuyện này không phải một bên là được. Đồng Mạn đỏ mặt nhưng trong mắt lại có vài phần mong chờ. Khâu Nguyên Phong cũng không nói nhiều, tên Triệu Quốc Đống này cái gì cũng được mỗi tội quan hệ hơi loạn. Đầu tiên có bạn gái ở trường, hình như còn có bạn gái ở nhà máy dệt. Chỉ là bây giờ Triệu Quốc Đống lên sở giao thông, còn có thể tiếp tục với cô gái trong nhà máy dệt sao? Khâu Nguyên Phong cảm thấy không thể, nhưng Triệu Quốc Đống suy nghĩ quá phức tạp nên Khâu Nguyên Phong không dám xác định. Khi Khâu Nguyên Phong vào phòng thì thấy một cảnh khá chấn động. Phòng này có 3 bàn, ở giữa còn có bộ sofa để nghỉ, bàn uống nước, tivi, nhà vệ sinh, một người đang mở bao Trung Hoa ném loạn. Khâu Nguyên Phong vào đây như nghĩ mình vào khách sạn dành cho Tổng thống. Sếp Chu. Triệu Quốc Đống thấy Khâu Nguyên Phong vào liền vội vàng đi tới. Sếp tới rồi, mọi người đang chờ. Khâu Nguyên Phong không ngờ ở đây có nhiều người như vậy, hơn nữa không nhận ra ai nên có chút kinh ngạc. Thiên ca, tôi giới thiệu với anh, đây là sếp cũ của tôi Khâu Nguyên Phong. Sếp Chu bây giờ là chính ủy phân cục Thanh Giang. Sếp Chu, đây là tránh văn phòng sở tôi, Phó Thiên. Nói chuyện một lúc. Khâu Nguyên Phong mới biết trong đám người này ngoài mấy đồng nghiệp của Triệu Quốc Đống ở sở giao thông, thì còn có vài người khác nữa. Khâu Nguyên Phong có chút buồn bực, mình đâu có mặt mũi lớn vậy để được bọn họ chúc mừng. Lý do duy nhất là bọn họ nể mặt Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống uống không kém ai cả, chẳng qua hắn làm chủ nên không tiện tiến công, không thể làm gì là chịu mọi người khiêu chiến. Cũng may hai người bạn Phó Thiên mang tới uống cũng bình thường. Khâu Nguyên Phong cũng không từ chối. Đám người này người không ngừng nhận, từng chén rơi vào trong bụng, cũng là nửa bước không nhường. Ngoài sức khỏe hơi kém ra thì chỉ có thể uống vài chén mà thôi. B. Món tôm hùm vang lên thì đã có tầm chục chén vào bụng, vài người bắt đầu lảo đảo, nói cũng nhiều hơn. Ông anh, cấp dưới của anh đúng là có bản lĩnh. Vừa vào sở đã thành phó trưởng phòng cao tốc,
ông anh biết phòng cao tốc nắm giữ quyền xây dựng đường cao tốc tỉnh ta không? Ngày sau nếu chúng tôi muốn kiếm ăn cũng chỉ có thể nhờ cậu ta cho chút hạt cơm. Lão gia, giám đốc công ty xây dựng số 5 có quan hệ đồng hương với Khâu Nguyên Phong nên nói chuyện cũng tùy tiện hơn. Giám đốc Bì, phòng cao tốc cũng không phải do Quốc Đống nắm, có thể do cậu ta nói được sao? Khâu Nguyên Phong cũng không ngờ Triệu Quốc Đống bây giờ có quyền lớn như vậy, công ty xây dựng số 5 là công ty khổng lồ của tỉnh, có hơn 1.000 nhân viên mà còn phải nhờ Triệu Quốc Đống. Ha ha, phòng cao tốc đương nhiên không phải cậu ta mở, nhưng do cậu ta quyết định. Đó là mảng lớn, cậu ta muốn cho ai cũng có lý, quyết định của lãnh đạo còn không phải do ý kiến của cậu ta sao? Chỉ riêng tỉnh ta có bao nhiêu công ty xây dựng, ông anh có biết không? 13, trong đó chưa tính mấy công ty lớn bên đường sắt. Thành phố Ando có bao nhiêu? 20, đều là công ty có quy mô lớn. Đường cao tốc sắp khởi công, mọi người đều nhìn chằm chằm vào đó. Lão gia nói thêm, bây giờ công ty nhà nước rất khó làm, trọng trách nặng nề, nhiều công nhân về hưu, bây giờ cạnh tranh mạnh như vậy, mọi nhà muốn kiếm ăn cũng khó khăn. Quốc Đống, công ty khai thác đường cao tốc sẽ thành lập, cậu nghe nói không? Phó Thiên có vẻ đã say, mắt mờ đi nhưng khi y hỏi ra thì Triệu Quốc Đống mới biết mục đích của đối phương. Ha ha, có nghe nói. Sao thế Thiên ca, chẳng lẽ nghĩ tôi có thể ngồi vào vị trí đó? Cho tôi làm thêm vài năm thì có thể. Triệu Quốc Đống đẩy Đồng Mạn vì cô muốn ngăn hắn không uống nữa. Mọi người đang tranh nhưng giám đốc chưa có quyết định. Quốc Đống, chú đúng là thiếu kinh nghiệm, đúng như chú nói thêm 2-3 năm nữa thì có thể. Phó Thiên cười cười. Y cũng rõ Triệu Quốc Đống không thích hợp với vị trí này, nhưng Triệu Quốc Đống sẽ đi đâu? Công ty khai thác đường cao tốc sắp thành lập làm Phó Thiên chú ý. Ai cũng biết công ty khai thác đường cao tốc nhiều chất béo, dù là nhát gan, chân tay sạch sẽ thì làm giám đốc một khóa cũng dễ giàu. Nếu gặp kẻ to gan thì kiếm vài chục triệu cũng không khó. Chẳng qua Phó Thiên chú ý không phải là tiền, mà là công ty khai thác đường cao tốc có thể làm ra thành tích. Ai đều biết tầm quan trọng của đường cao tốc đối với phát triển kinh tế. Anh nếu có thể phụ trách công việc công ty khai thác đường cao tốc thì lên làm phó giám đốc sẽ nhanh hơn so với ở văn phòng 2-3 năm. Làm tránh văn phòng sở 2-3 năm thì có thể lên làm ủy viên đảng ủy, nhưng muốn lên làm phó giám đốc thì cần có thời gian và may mắn. Phó Thiên tự nhận tuổi mình không cao, quan hệ với Thái Chánh Dương lại tốt, hưng vấn đề ở chỗ 3-4 năm quá lâu, Thái Chánh Dương không ở sở giao thông thì sao? Thay giám đốc sở khác thì sao? Công ty khai thác đường cao tốc lại khác với sở, nó tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Nhất là gặp trực tiếp với lãnh đạo tỉnh, đây là vị trí có vô số tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo tỉnh. Làm ở công ty khai thác đường cao tốc một khóa chỉ cần tuổi thích hợp, không có vấn đề về kinh tế thì lên làm phó giám đốc là đơn giản. Vấn đề nằm ở chỗ Thái Chánh Dương có vẻ không định để Phó Thiên đến công ty khai thác đường cao tốc. Phó Thiên muốn đi nhưng y không thể trực tiếp nói rõ. Không thể ám chỉ, nếu không sẽ phản tác dụng. Nhưng nếu người khác nói được với Thái Chánh Dương chỉ sợ chỉ mình Triệu Quốc Đống. Quyển 4, chương 26, địch bạn chỉ là một suy nghĩ. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ ý đồ của Phó Thiên, có thể được Thái Chánh Dương điều tới làm tránh văn phòng thì nhất định có năng lực. Hắn cảm thấy Phó Thiên còn lời chưa nói hết. Thiên ca, có anh ở văn phòng, giám đốc Thái sẽ dễ hơn nhiều. Tôi thấy anh làm một khóa và lên làm phó giám đốc cũng thuận lợi. Ha ha, tôi không dám nghĩ như vậy, giám đốc điều tôi từ huyện ủy Hoa Dương lên đây thì tôi rất cảm kích. Thời này có mấy người được lên làm cấp chính huyện chứ tương đương bí thư, chủ tịch huyện. Phó Thiên thản nhiên nói. Chỉ là con người đều có tham vọng, đến bước này lại muốn tiến thêm. Tôi năm nay 38, tuổi không lớn, cơ hội cũng có chỉ là có thể nắm bắt được hay không mà thôi. Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Cơ hội có, xem có bắt được không? Tránh văn phòng sở còn không có cơ hội, vậy cái nào có? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu, chẳng lẽ nói còn có thể nguy cơ đến vị trí này của y? Không thể. Công ty khai thác đường cao tốc, Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ tới việc này. Phó Thiên muốn đến công ty khai thác đường cao tốc. Bảo sao y là tránh văn phòng lại quan tâm tới việc phòng cao tốc như vậy? Thì ra đang nhìn chằm chằm vào giám đốc công ty khai thác đường cao tốc. Chỉ là công ty khai thác đường cao tốc tiến một bước là lên cấp sở, hầu hết mọi người chỉ có thể dừng ở mức huyện mà thôi. So sánh với vị trí tránh văn phòng, giám đốc công ty khai thác đường cao tốc sẽ tốt hơn nhiều, càng dễ được lãnh đạo tỉnh chú ý. Hơn nữa giám đốc công ty khai thác đường cao tốc lên thành phó giám đốc sở là đương nhiên.
Thiên ca, anh em ta không phải người ngoài, ở lâu như vậy thì anh cũng biết tính cách của tôi. Có gì dùng tới tôi thì cứ nói. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi giơ chén lên nói. Quốc Đống, theo lý thuyết giám đốc Thái đưa tôi tới văn phòng thì tôi cũng nên thấy đủ. Nhưng tôi làm công tác văn phòng 10 năm thấy cũng chán, muốn đổi hoàn cảnh. Tôi định nói với giám đốc nhưng sợ giám đốc không vui nên vẫn do dự. Cậu và giám đốc nói chuyện vui vẻ như vậy, cho nên. Phó Thiên uống cạn chén mà nói. Tôi biết ý của Thiên ca, nhưng tính cách của giám đốc Thái thì chuyện bình thường tôi có thể nói, nhưng một số việc không thể tùy tiện xen vào. Thiên ca và giám đốc có quan hệ không bình thường, có suy nghĩ thì hoàn toàn có thể nói ra. Quốc Đống, cậu biết tính cách của giám đốc, nếu cậu làm trái ý của giám đốc. Ôi, cái khác tôi không tiện nói. Tôi chỉ muốn đổi hoàn cảnh, tùy tiện tới phòng ban nào cũng được. Phó Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng. Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng. Phòng ban chuyên môn, nếu thật sự đưa đối phương tới phòng quy hoạch tổng hợp hoặc phòng vận chuyển thì chỉ sợ y sẽ không muốn đổi hoàn cảnh. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy có thể nói với Tiểu Hàn một chút. Tiểu Hàn ư, cậu thấy cậu ta dám nói những lời này với giám đốc. Phó Thiên nhướng mày nói. Quốc Đống, cậu thấy khó thì thôi, tôi biết cậu ở vị trí này cũng khó xử. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng trong lòng. Phó Thiên này cũng được, nếu đồng ý giúp thì nhất định sẽ ghi nhớ. Y làm tránh văn phòng huyện ủy Hoa Dương, lại được Thái Chánh Dương coi trọng như vậy thì nhất định có năng lực. Mình đến sở cũng nhờ y nhiều, mình có thể nhanh chóng dung nhập vào phòng cao tốc và sở thì Phó Thiên đã giúp nhiều. Theo lý thuyết mình giúp y nói một câu cũng không sao, chỉ là hắn cũng hiểu một chút về Thái Chánh Dương. Nếu Thái Chánh Dương không tìm được người thích hợp làm giám đốc công ty khai thác đường cao tốc, vậy sao Thái Chánh Dương không để ý tới Phó Thiên? Triệu Quốc Đống nói. Thiên ca, tính cách của giám đốc Thái thì chúng ta đều rõ. Giám đốc đã quyết định thì muốn thay đổi phải tìm đúng thời cơ. Tôi hiểu ý của anh, tôi sẽ tìm cơ hội. Chỉ là tôi thấy anh thấy đúng cơ hội cũng có thể tự nói rõ, đây cũng không có gì khó. Tiếp xúc với công tác nghiệp vụ cũng có lợi cho sự phát triển sau này. Được, Quốc Đống, giám đốc vẫn coi trọng cậu, nói chuyện vui vẻ như vậy thì cậu có thể nói giúp thì tôi nghĩ giám đốc sẽ nghe. Phó Thiên thấy Triệu Quốc Đống đã đồng ý thì khá vui vẻ. Y hiểu rõ tính cách của Thái Chánh Dương, người bình thường nói chưa chắc đã nghe, nhưng Triệu Quốc Đống lại khác. Thiên ca, đừng ôm quá nhiều hy vọng, có lúc hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng giơ chén lên, thật ra khi nhìn thấy đồng hồ của Phó Thiên làm Triệu Quốc Đống ngẩn ra một chút. Gâu, Triệu Quốc Đống thầm nghĩ đồng hồ này rất được, mấy năm sau cũng không mấy người nhận ra vì nó giấu sau lưng đồng hồ Rolex, chẳng qua giá không hề rẻ. Phó Thiên không ngờ lại đeo loại này, Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc rồi nhìn đồng mạn mà nói. Tiểu mạn lại đây. Mời Thiên ca một chén. Thiên ca là lãnh đạo của tôi, sau này nếu có chuyện bên giao thông thì tìm Thiên ca. Quốc Đống đang hại tôi hả? Chú ở ngành giao thông thì còn cần tôi giúp sao? Phó Thiên vui vẻ giơ chén lên nói. Nếu muốn Thiên ca này mời chú thì cũng không cần kéo Tiểu Mạn tới. Đồng Mạn không quen mấy cuộc như thế này, nhất là quan hệ của cô và Triệu Quốc Đống không rõ ràng. Người khác hỏi đều nói là quan hệ bạn học, vì chúc mừng lãnh đạo lên chức. Đồng Mạn mời rượu nhưng không nói gì, chỉ đỏ mặt cầm chén rượu ngồi đó, cô thè lưỡi với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống thấy thế không khỏi thầm mắng cô một chút. Triệu Quốc Đống thực ra cũng không thích mấy cuộc nhậu như thế này, cả ngày toàn uống rượu để tăng cường tình cảm, giống như không có cái này thì không triển khai công việc được vậy, tình cảm sẽ giảm. Nhưng anh không tham gia bạn bè sẽ xa lánh. Ăn xong bữa cơm, Triệu Quốc Đống cũng không hỏi thanh toán hết bao nhiêu mà đi quẹt thẻ. Nhưng lão gia đã sớm thanh toán, mấy ngàn tệ đối với công ty xây dựng số 5 không đáng gì, nhưng Triệu Quốc Đống không muốn nợ ân tình này, nhất là còn việc của Phó Thiên ở đó. Chẳng qua lúc này hắn không tiện nói gì, cho nên khi lão gia muốn rủ mọi người lên câu lạc bộ thì Triệu Quốc Đống đã khéo léo từ chối. Triệu Quốc Đống từ chối lời đưa về của đám người Phó Thiên, chỉ nói mình muốn cùng thủ trưởng đi bộ trên bờ sông Mai Giang. Mọi người cũng hiểu nên tự tan đi, chỉ còn lại Triệu Quốc Đống. Khâu Nguyên Phong và Đồng Mạn không chỗ để đi. Thiên ca, đi dạo một chút. Chỉ còn ba người, Triệu Quốc Đống thấy vui hơn. Quốc Đống, xem ra cậu làm công việc tốt, giám đốc Thái rất coi trọng cậu phải không? Khâu Nguyên Phong từ lần trước thấy Triệu Quốc Đống đánh ngã Vương Quý Nhân để vào ban quản lý khu khai phát là không đơn giản. Cũng được, Triệu Quốc Đống nói. Ở đó cũng có nhiều chuyện phiền phức.
Sao, có việc gì phiền sao? Khâu Nguyên Phong cười ha hả nói. Phải học điều chỉnh tâm trạng của mình. Không có việc gì là không thể, dùng tâm trạng như thế nào đối mặt là quan trọng nhất. Chỉ cần cậu thấy phù hợp với suy nghĩ của mình thì cứ làm. Đều là người trưởng thành, thế giới quan hay nhân sinh quan đều trưởng thành. Mặc dù có thể nghe ý kiến người khác nhưng vẫn phải do mình quyết định mà. Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Khâu Nguyên Phong có lẽ nhìn ra gì đó. Người trong hệ thống công an giỏi quan sát người, không ngờ một bữa ăn là có thể nhìn ra vấn đề. Chánh văn phòng kia có lẽ là việc nhờ cậu phải không? Khâu Nguyên Phong châm thuốc hút rồi nhìn về dòng Mai Giang. Đúng là mùa mưa nên nước tăng lên không ít. Chẳng qua đê An Đô làm rất kiên cố, mọi người có thể đi trên bờ đê. Y muốn đổi vị trí. Triệu Quốc Đống không hề giấu Khâu Nguyên Phong. Sau khi rời khỏi hệ thống công an, Triệu Quốc Đống phát hiện quan hệ của mình và Khâu Nguyên Phong mật thiết hơn. Y muốn đổi vị trí mà nhờ cậu, chánh văn phòng phải là người thân tín nhất của giám đốc mới phải. Chẳng lẽ y cảm thấy cậu được giám đốc Thái tin tưởng hơn? Khâu Nguyên Phong có chút khó hiểu nói. Không dễ nói, y cũng được giám đốc Thái tin tưởng, nếu không sao có thể được điều từ huyện Hoa Dương tới đây. Y có lẽ không tiện nói với giám đốc Thái, có lẽ y cảm thấy tôi không uy hiếp với y, cũng không có xung đột lợi ích nên dễ nói chuyện với giám đốc Thái. Khâu Nguyên Phong không nói gì mà tiếp tục đi tới. Quốc Đống, chuyện ở sở giao thông thì tôi không rõ. Phó Thiên này như thế nào thì tôi không rõ, nhưng y có vẻ rất nhiệt tình. Tôi thấy muốn tiến lên không xấu, ai cũng có dục vọng mà, nhưng vượt qua cấp độ là có vấn đề. Tôi thấy người này quá trọng danh lợi. Nhưng đây là cảm giác đầu tiên nên không chắc. Trọng danh lợi, đồng hồ gâu, nếu mình giúp y, Phó Thiên có thể vào làm giám đốc công ty khai thác đường cao tốc thì không chừng sẽ có tác dụng với công ty Thiên Phu. Quyển 4, chương 27, không hề hối hận. Trước khi Khâu Nguyên Phong đi, Triệu Quốc Đống cũng đề cập đến bạn học của mình ở phân cục Thanh Giang. Khâu Nguyên Phong hiểu ý của Triệu Quốc Đống mà cười cười trêu chọc Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Khâu Nguyên Phong nói làm Triệu Quốc Đống được lợi khá nhiều. Cách dùng người của lãnh đạo rất đơn giản, đầu tiên là biết gốc gác, có đức mà không năng lực chỉ có thể ngồi im một chỗ, cũng không thể người này phụ trách riêng một mảng. Nó giống như đi trên dây thừng vậy, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Người có cả đức, năng lực thì đi đâu cũng được chào đón. Nhưng tiếp xúc với lãnh đạo lại không có nhiều cơ hội. Anh muốn dựa vào và để lãnh đạo tin tưởng thì không dễ dàng gì. Người mà lãnh đạo tin cậy giới thiệu anh với lãnh đạo là một cách, đây cũng không phải là cách không thể thực hiện được. Đám người tự cho mình là bất phàm sẽ lọt vào mắt xanh lãnh đạo là nực cười. Anh cho rằng một đơn vị không thể không có anh sao? Triệu Quốc Đống rất chân thật giới thiệu tình hình của bọn họ mình. La Khánh Sinh có năng lực, nếu nói về năng lực nghiệp vụ thì không kém gì hắn. Nhưng Khâu Nguyên Phong cũng mới tới Thanh Giang, hơn nữa y chỉ là chính ủy. Trong này nếu muốn giúp La Khánh Sinh thì cần có cơ hội mới được. Đưa Khâu Nguyên Phong lên xe, Đồng Mạn thở dài một tiếng mà nói. Quốc Đống, chuyện của Trình Giao có phải do ông giúp không? Hỏi cái này làm gì? Triệu Quốc Đống nhìn Đồng Mạn, má cô đang đỏ bừng lên vì rượu, đôi mắt cũng ngập nước. Trình Giao được đề bạt làm phó trưởng đồn công an phía tây quảng trường, nghe nói đã tạo một chấn động ở phân cục ga xe lửa, trong cục cũng có bàn tán không ít. Mới công tác 3 năm mà được đề bạt làm phó trưởng đồn ở ga xe lửa thì cả An Đô này có lẽ ngoài ông thì chỉ có Trình Giao. Đồng Mạn mím môi nói. Phân cục trưởng Tần sau khi điều chỉnh nhân sự ở phân cục ga xe lửa một tuần thì được điều tới làm phân cục trưởng phân cục Thiên Hà. Thì sao chứ, Trình Giao có năng lực, có thành tích, làm phó trưởng đồn là thừa sức, không phải tuổi kém một chút sao? Tôi còn ít hơn Trình Giao vài tháng. Triệu Quốc Đống cười nói. Trong bạn học chúng ta không thiếu người có năng lực, chỉ thiếu cơ hội. Tôi chỉ là ăn vài bữa rồi cho đám Trình Giao cơ hội rèn luyện. Ban chính trị cục công an thành phố không phải nói người có năng lực lên, không năng lực xuống sao. Cũng không hề đưa văn bản nói về kinh nghiệm, tuổi tác mà. Sao, bạn không tin vào bạn học của chúng ta sao? Đồng Mạn trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Mình có ý đó sao? Mình chỉ nói là bọn họ có người bạn như ông là quá may mắn. Ừ, làm bạn của tôi là may mắn của mỗi người. Triệu Quốc Đống nhìn Đồng Mạn liếc mình mà không khỏi run lên. Người ta đều nói rượu dễ loạn, lời này không sai. Mặc dù hắn uống không sợ say nhưng nhìn Đồng Mạn lúc này thì hắn đúng là không nhịn được. Khen cái lại kiêu ngạo rồi. Đồng Mạn chu miệng nói.
Đôi môi đỏ bừng làm Triệu Quốc Đống muốn mê đi. Đồng Mạn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng sữa càng thêm trong suốt dưới ánh đèn. Chiếc áo lót màu xanh bên trong lộ ra làm tim Triệu Quốc Đống đập mạnh. Đâu dám, tôi nói thật mà. Triệu Quốc Đống cố làm mắt mình rời khỏi bộ ngực cao vút của Đồng Mạn. Khổng Nguyệt mới đi tháng mà mình đã không nhịn được sao? Đàn ông, phụ nữ sau khi có quan hệ kia thì đúng là luôn nhớ tới, nhất là khi rảnh rỗi thì sẽ nghĩ tới. Đồng Mạn có tình cảm với hắn, Triệu Quốc Đống sớm biết tới. Nhưng đúng như Trình Giao nói thì khi hắn yêu Đường Cẩn, trong mắt không có người phụ nữ khác. Sau khi chia tay Đường Cẩn, Khổng Nguyệt lại xông vào, có thể nói Đồng Mạn không có cơ hội. Mà hắn bây giờ cũng thỏa mãn. Hắn biết rõ như vậy sẽ không công bằng với hai cô gái, nhưng Triệu Quốc Đống lại phát hiện mình cũng không muốn phá vỡ cảm giác mập mờ này. Hắn hiểu đây là ham muốn chiếm hữu của đàn ông, cũng không muốn làm tổn thương thêm cô gái nào nhưng vẫn không thể khống chế bản thân. Đồng Mạn, tôi đưa bạn về. Triệu Quốc Đống cảm thấy miệng mình hơi khô, một phần do uống rượu, nhưng một phần là do sức hấp dẫn của Đồng Mạn. Đi về. Đồng Mạn chu miệng nói. Sớm như vậy đã về sao? Vậy bạn muốn làm gì? Triệu Quốc Đống cũng hiểu Đồng Mạn ở thành phố thì hơi buồn. Cô vừa đến nên chưa có bạn mấy, mấy bọn họ trước thì ngoài Đường Cẩn ra, có mấy bạn nữ khác đã có bạn trai. Phụ nữ khác đàn ông hết giờ làm là tụ tập bạn bè uống rượu, đánh bài, đi hát, phụ nữ thường đi theo bạn trai của mình mà thôi. Như hôm nay mời Khâu Nguyên Phong, Đồng Mạn miễn cưỡng lấy lý do cấp dưới của Khâu Nguyên Phong mà tới. Nếu là bữa ăn bình thường thì Đồng Mạn không thích hợp tới. Không biết, nếu không chỉ có thể về phòng xem tivi hoặc đọc sách. Tâm trạng Đồng Mạn có vẻ kém đi. Hay là chúng ta đi nhảy? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Tâm trạng của hắn hôm nay không tốt mấy, nhất là việc Phó Thiên muốn hắn giúp làm hắn có chút khó xử. Nhất là khi thấy chiếc đồng hồ của Phó Thiên, hắn càng không tự tin. Phó Thiên không tùy tiện nhờ người. Y đây là xác định mình sẽ giúp nên mới mở miệng nói. Mà nếu chuyện không thành thì chỉ là nói mình không tận tâm, như vậy là rất nguy hiểm đối với một người có tương lai lớn đang là bạn của hắn. Hắn có thể chọn sao? Trong mơ, hắn thấy cán bộ sở giao thông luôn xuất hiện vấn đề. Hơn nữa phần lớn là thua ở xây dựng đường cao tốc. Triệu Quốc Đống nhớ kỹ bộ máy sở giao thông mấy tỉnh lân cận đều ngã vì xây dựng đường cao tốc. Cán bộ lãnh đạo ngã xuống từng mảng một. Cán bộ cấp thành phố cũng không tốt hơn, đừng nói cán bộ cấp phòng. Phó Thiên có năng lực, giấu cũng sâu. Chiếc đồng hồ trên tay Phó Thiên như một chiếc châm đâm sâu vào lòng Triệu Quốc Đống, làm hắn không thể không nghĩ tới. Hơn nữa lời phân tích của Khâu Nguyên Phong làm hắn rất phiền phức. Mình sao lại bị mắc bẫy người khác chứ? Không phải bạn tức là thù, Phó Thiên không phải người bình thường. Y được Thái Chánh Dương tin tưởng, hơn nữa bây giờ là Chánh Văn Phòng. Có thể nói ngày sau y mà gây khó dễ mình sẽ gặp khó khăn ở sở. Đây là lựa chọn rất khó khăn, mà đối phương vừa có thể thành bạn có tác dụng lớn đối với Triệu Quốc Đống, vừa có thể thành một kẻ địch trong chính trị của Triệu Quốc Đống. Bỏ qua hoặc kéo dài cũng không phải biện pháp, Phó Thiên là người như thế nào, y coi như tâm phúc của Thái Chánh Dương. Triệu Quốc Đống có hành động gì thì Phó Thiên cũng có thể biết. Trực tiếp nói cho Thái Chánh Dương, có thể có bao nhiêu tác dụng. Đối phương sẽ có biểu hiện gì? Không phải là muốn tới công ty khai thác đường cao tốc sao? Cũng không phải một mình Phó Thiên muốn tới, không muốn tới mới là không bình thường. Nói không chừng trong mắt nhiều người hắn vì kinh nghiệm không đủ nên không thể đi. Dù là ném hết tất cả những suy nghĩ trong lòng thì có thể sao chứ? Nói là do trực giác sao? Dù Thái Chánh Dương tin hắn hơn nữa cũng không chấp nhận cách làm kỳ quái này. Huống chi Phó Thiên cũng là tâm phúc của Thái Chánh Dương. Vấn đề là hắn có lựa chọn sao? Không có, đúng như Khâu Nguyên Phong nói, hắn không thể đi ngược lại suy nghĩ của mình. Đồng Mạn phát hiện Triệu Quốc Đống mời mình đi nhảy mà tâm trạng có vẻ không yên. Triệu Quốc Đống trong thời gian này gầy đi nhiều, nhưng lại hay cười hơn. Cả bữa ăn Triệu Quốc Đống luôn nở nụ cười hào sảng, chỉ có cô mới biết được cảm giác của Triệu Quốc Đống mà thôi. Không khí náo nhiệt trong sàn nhảy làm Triệu Quốc Đống ném phiền phức qua đầu. Các đôi nam nữ không ngừng nhảy theo điệu nhạc điên loạn, Triệu Quốc Đống cũng vậy. Mặc dù hắn không thường xuyên tới sàn nhảy nhưng hắn muốn phát tiết cơn buồn bực trong lòng. Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên vì biểu hiện của Đồng Mạn. Khuôn mặt như búp bê phối hợp với thân hình ma quỷ, người không ngừng giãy giụa làm Triệu Quốc Đống cảm thấy lửa trong lòng mình bốc lên. Ánh mắt nóng bỏng và mê say của Đồng Mạn làm Triệu Quốc Đống cảm nhận cô cũng đang ham muốn. Khi tiết nhạc chuyển chậm lại,
ánh đèn cũng mở đi, đây là thời gian để các đôi tình nhân chìm đắm vào nhau. Triệu Quốc Đống kéo Đồng Mạn định xuống dưới nhưng cô như con rắn quấy lấy hắn. Có lẽ bóng tối làm Đồng Mạn thêm dũng cảm. Hai tay Đồng Mạn ôm eo hắn, bộ ngực đầy đặn va chạm vào ngực hắn. Triệu Quốc Đống gần như cắn răng mới đưa được Đồng Mạn ra ngoài sàn nhảy, ngọn gió mát ban đêm làm hai người dần tỉnh táo lại. Quyển 4, chương 28, quyết chiến ở đài truyền hình trung ương CCTV. Đến khi Đồng Mạn buồn bã tiến vào cửa khu ký túc cục công an thành phố, Triệu Quốc Đống mới mệt mỏi lên taxi. Hai người tỉnh lại đều có thể dùng lý trí đối diện sự thật. Triệu Quốc Đống cũng không nói gì nhiều, Đồng Mạn lại buồn bã. Tất cả như chưa xảy ra, nhưng đúng là đã có gì xảy ra đâu. Khi Triệu Quốc Đống tỉnh lại thì mới thật sự dám xác định vì quần của hắn đã ướt. Đổi quần áo nằm xuống giường, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình rất tỉnh táo, giống như khi trong mơ hắn đã phát tiết tất cả bức bối trong lòng. Triệu Quốc Đống mở to mắt nhìn trần nhà, cố gắng nhớ lại giấc mơ đêm qua. Trong giấc mơ chỉ còn lại khuôn mặt và cơ thể của người phụ nữ. Làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc là hình như trong mấy người phụ nữ đó không có Đường Cẩn và Khổng Nguyệt, điều này làm hắn rất khó hiểu. Chẳng lẽ nói đàn ông đều có mới nới cũ, mà không phải cảm giác có được mới là đáng trân trọng nhất sao? Mà làm Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ chính là không chỉ có Cù Vận Bạch cùng Lam Đại xuất hiện trong giấc mơ đêm qua, ngay cả Đồng Úc, Kiều San. Mà một kích cuối cùng tiến vào lại là trong cơ thể Từ Xuân Nhạn. Mà người phụ nữ từng có quan hệ với hắn lại không xuất hiện trong giấc mơ, mà ngược lại mấy người phụ nữ có thể không bao giờ có quan hệ với hắn lại xuất hiện, điều này làm Triệu Quốc Đống rất khó hiểu. Cù Vận Bạch và Cổ Tiểu Âu thì thôi, ít nhiều có chút quan hệ, dù sao đã tiếp xúc cơ thể, chẳng qua hắn vẫn chưa qua cửa cuối cùng mà. Đồng Úc thì sao, chẳng qua chỉ là hai lần trùng hợp gặp mặt mà thôi. Kiều San càng không thể có qua lại, Lam Đại, là vì mình hào phóng đưa cô hơn 100.000 sao. Hàn Đông và Đồng Mạn hình như chỉ thoáng xuất hiện trong giấc mơ mà thôi. Mà lưu lại trong giấc mơ của Triệu Quốc Đống chính là cảnh bên dưới váy của Hàn Đông trong hang động đó. Với Đồng Mạn chính là cảnh cô ôm sát lấy hắn tối qua. Mà Từ Xuân Nhạn thì sao? Triệu Quốc Đống có vẻ như đã quên người phụ nữ này, nhưng hắn lại tiến vào trong cơ thể người phụ nữ này, cơ thể đầy đặn, mềm mại của cô vẫn hiện rõ trong đầu hắn. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận mơ là những gì người ta nghĩ vào ban ngày. Chẳng qua hắn mặc dù đã muốn dò xét cơ thể Từ Xuân Nhạn, nhưng hắn đã rời khỏi Giang Miếu lâu như vậy, hắn không liên lạc với Từ Xuân Nhạn nữa mà, sao lại mơ thấy cô? Cuối cùng Triệu Quốc Đống cũng không thể hiểu nổi giấc mơ đó. Có lẽ thế giới này có rất nhiều thứ người ta không thể hiểu. Triệu Quốc Đống cảm thấy áp lực từ ánh mắt Phó Thiên mang tới. Hắn thậm chí còn hiểu được áp lực vô hình của đối phương, nhưng cuối cùng hắn lại phải yếu thế buông tha không chống lại. Công ty khai thác đường cao tốc sắp thành lập, ngay cả người của phòng cao tốc cũng lén bàn luận khi nào sẽ thành lập chính thức, do ai làm giám đốc. Mà nhân viên của công ty sẽ lấy từ phòng ban nào. Triệu Quốc Đống đương nhiên cũng hiểu việc thành lập công ty khai thác đường cao tốc có thể sẽ sớm hơn dự đoán. Nhất là khi Hòa Hoàng đã chính thức đề xuất chiếm cổ phần của cao tốc An Quế, hơn nữa còn muốn cùng Sở Giao thông, Tân Châu khai thác cảng Tân Châu, hệ thống giao thông đường thủy ở Ô Giang. Tân Gia Pha và Tân Thế Giới cũng đã đạt thành hiệp định cơ bản với tỉnh An Nguyên, cùng đầu tư xây dựng cao tốc An Du ở An Nguyên. Mà bọn họ cũng cùng với Tứ Xuyên ký hiệp định đầu tư đoạn cao tốc An Du ở tỉnh này. Một khi hai bên ký kết, như vậy cũng là lúc thành lập công ty khai thác đường cao tốc. Thái Chánh Dương cũng đã tăng thêm nhân viên của phòng cao tốc, người bên văn phòng, phòng xây dựng cũng dần chuyển tới phòng cao tốc. Điều này có nghĩa phòng cao tốc sắp làm tròn sứ mạng của nó. Mọi người lo lắng cho vị trí của mình thì Triệu Quốc Đống lại thoải mái. Hắn vừa được đề bạt làm cấp trưởng phòng chủ trì công việc phòng cao tốc, vất vả làm việc bây giờ lại gặp nguy cơ mất việc. Ai cũng biết công ty khai thác đường cao tốc là đơn vị cấp chính huyện, sau này có thể lên cấp phó sở. Nói cách khác dù làm phó giám đốc thì cũng tương đương cấp phó huyện, bao người trong sở nhìn chằm chằm vào đó. Triệu Quốc Đống muốn làm cũng khó. Triệu Quốc Đống không phải người không màng danh lợi, nếu không hắn đã không tiến vào quan trường. Có thể từ một phó bí thư đảng ủy xã nhảy lên làm phó trưởng phòng cao tốc, cho dù là đơn vị tạm thời cũng là hắn tiến thêm một bậc. Đây là điều mà rất nhiều cán bộ ở nông thôn phấn đấu 10 năm cũng không được. Thái Chánh Dương làm như vậy đã là quá tốt, nếu anh còn quá tham sẽ bị chết chìm trong đó. Thái Chánh Dương nói hắn có thể làm phó giám đốc công ty khai thác đường cao tốc chỉ là an ủi mà thôi.
chỉ riêng việc đưa hắn tới phòng ban khác cũng khó, càng đừng nói là phó giám đốc công ty khai thác đường cao tốc kia. Ngày 7 tháng 11, Triệu Quốc Đống bay lên Bắc Kinh. Lúc này Trường Xuyên và Đức Sơn đã đến được 3 ngày. Ngày mai sẽ là hội đấu thầu lần đầu tiên của CCTV diễn A. Trường Xuyên và Đức Sơn rèn luyện hơn năm đã không còn là hai thằng như khi mới tới Thượng Hải nữa. Đảng viên giám đốc một công ty kinh doanh nước suối có sức ảnh hưởng mạnh ở một khu vực thì lên Bắc Kinh cũng không có gì quá quan trọng. Nếu như không phải sợ ông anh thì hai thằng này đã muốn tới khách sạn Trường Thành mà ở. Anh, tình hình coi như đã rõ, mai có tầm 100 công ty cạnh tranh, xem ra chủ yếu là mấy đồ bảo kiện và rượu, đều là những người có nhiều tiền. Chúng ta đúng là không bằng bọn họ. Đức Sơn uống ngụm nước rồi nói. Lúc nào nước suối Thương Lãng chúng ta mới bán được giá như mấy chai của Pháp này nhỉ? Đánh cuộc tới vị trí thứ nhất là có thể khiến công ty không bao giờ suy bại hay là lợi nhuận của công ty tăng lên mấy lần sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chúng ta lần này là đến để tạo danh tiếng, nhưng không có nghĩa mỗi lần tới đều là như vậy. Sau đây chúng ta đến chính là lúc tạo hình ảnh sản phẩm để tạo hình ảnh công ty. Anh, em thấy anh giống như người biết trước tương lai vậy. Trường Xuyên nhìn chằm chằm ông anh, Triệu Quốc Đống lúc nào cũng có thể đoán trước khiến Trường Xuyên cảm thấy mình không thể bằng. Y cố làm mình trầm ổn như ông anh, nhưng y lại phát hiện mình không làm được. Giống như ngày mai vậy, mình sẽ dồn toàn bộ 16 triệu ra để thử cơ hội ư. Triệu Quốc Đống cũng cười khổ một tiếng, thằng em này đúng là giỏi quan sát. Mình có coi như biết trước tương lai không? Biết trước chưa chắc đã tốt vì nó mang theo trách nhiệm. Nếu chỉ lo hưởng lạc thì sẽ có lỗi với ông trời mang tới cho mình. Được rồi, Trường Xuyên, chú cũng đừng đội mũ cho anh. Chuyện ngày mai nhờ hai thằng, rượu cũng tốt, bảo kiện cũng tốt, bọn họ muốn làm gì mặc bọn họ. Trong 60 năm giây chẳng lẽ chúng ta dồn hết hơn 10 triệu vào mà không được gì sao? Đối thủ của chúng ta bây giờ không phải bọn họ, không chừng sang năm tiến vào tòa nhà CCTV sẽ không có mấy công ty đó. Triệu Quốc Đống nói, anh không đi sao? Hai thằng vội vàng nói. Không đi, thực ra anh có đi hay không cũng vậy, có hai thằng là ổn. Hai thằng nắm chắc con số là được, nếu không sợ mất mặt thì viết 100 triệu cũng được, chỉ là không có tiền trả thì sẽ bị đuổi ra. Triệu Quốc Đống cười nói. Anh chỉ muốn cảm nhận việc ném 10 triệu ra ngoài như thế nào mà thôi. Anh không đi thì bọn em không yên tâm, hiện trường có biến thì sao? Đức Sơn và Trường Xuyên nhìn nhau. Hai thằng không biết gọi điện cho anh sao? Chẳng qua anh thấy không có biến hóa gì đâu. Bây giờ chưa có công ty kinh doanh nước suối nào dám chơi lớn như vậy đâu. Chẳng qua đối với chúng ta cần đốt tiền thì phải đối. 16 triệu này nếu không dùng là tốt nhất nhưng nhất định phải đảm bảo chúng ta có thể xuất hiện. Nếu có thể lên được trên CCTV sẽ là tuyệt nhất. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh mà nói. Anh, vậy em và Đức Sơn sẽ đi cùng công ty quảng cáo. Trường Xuyên nói. Đi đi. Cái của chúng ta thì nó sẽ không thoát, nếu thực sự có cục diện biến hóa thì hai thằng có thể vượt qua 16 triệu, nhưng không được vượt qua 20 triệu, đây là con số lớn nhất chúng ta chấp nhận. Triệu Quốc Đống không khẩn trương là không phải, hắn cũng không nắm chắc có xảy ra chuyện gì không. Quyển 4, chương 29, trở về. Ngay khi hai anh em Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên đi tới trung tâm giao dịch Mai Địa Á với tư thế tráng sĩ ra đi không hẹn về. Triệu Quốc Đống thì lại vui vẻ đi tham quan Bắc Kinh một ngày bằng minibus. Tour tham quan một ngày này là được thiết kế riêng cho khách du lịch Bắc Kinh, Di Hòa Viên, Công viên Bắc Hải, Hương Sơn, Bích Vân Tự, Trường Thành do ở quá xa nên không được xếp vào phạm vi tour, cũng may sau này còn nhiều cơ hội, Triệu Quốc Đống cũng chỉ là lợi dụng mấy ngày này để giải quyết mà thôi. Khi còn đang ung dung dạo chơi trong công viên Bắc Hải thì Triệu Quốc Đống nhận được điện thoại của Triệu Đức Sơn, hơn 90 nhà máy đều đã lộ diện rồi. An Nguyên ngoại trừ nước suối Thương Lãng thì cũng chỉ có nhà máy TV Ando, xem ra cũng chỉ đảm đương vai trò khán giả. Tuyệt đại bộ phận công ty đều đến từ công ty rượu và các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, trong đó hầu hết các công ty vùng Duyên Hải đều là công ty nội địa, đương nhiên cũng có một vài công ty nổi tiếng. Triệu Quốc Đống biết công ty lớn cũng tốt, công ty nổi tiếng cũng tốt, mấu chốt ở chỗ những công ty này không dám so đấu lần này, hoặc là nói không cần tham gia cuộc thi ở trình độ này. Cho nên lúc này hội đấu giá Tiêu Vương nhất định sẽ có đông những công ty nhỏ lẻ, ít tên tuổi, nhờ hiệu ứng quảng cáo mà những công ty nhỏ đều bắt chước lao vào như say như mê. Hắn sai hai đứa em của mình cứ tiến hành dựa theo kế hoạch định trước là được,
13 hạng mục đấu thầu không có khả năng đều tập trung vào rượu và các sản phẩm bảo kiện, bảo vệ sức khỏe quốc gia cũng không cho phép quảng cáo theo hướng như thế, bỏ ra 12 đến 15 triệu chắc hẳn là lấy được một hạng mục. Sắc thu Bắc Kinh như khiến con người ta mê say, nhất là màu đỏ rực rỡ của lá cây hồng diệp khiến Triệu Quốc Đống cảm thụ được sức hấp dẫn của Hương Sơn, một công viên ở Bắc Kinh. Trong giấc mơ, Triệu Quốc Đống đã nhiều lần tới Hương Sơn, còn Trường Thành thì lại ít đi tới. Bất đáo Trường Thành phi hảo hán, chưa đến vạn lý Trường Thành thì chưa phải hảo hán đi một lần để làm hảo hán xem sao. Lần thứ hai Triệu Đức Sơn gọi điện thoại tới là lúc bắt đầu mở thầu, tiếng ồn ào huyên náo khiến Triệu Quốc Đống khó có thể nghe rõ nhưng cũng vẫn hiểu được đại khái. Tiêu Vương xuất hiện rồi, không ngoài dự đoán Khổng Phủ Yến Tử, Khổng Phủ Gia Tử, loại rượu nổi tiếng ngang Mao Đài, Ngũ Lương thất bại đau đớn. Nước suối Thương Lãng bỏ thầu với giá 12,8 triệu đã đạt được hạng mục quảng cáo nước suối duy nhất. Mặc dù là thông qua điện thoại nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt ở trung tâm Mai Địa Á. Không ai biết nắm bắt được hạng mục này thì sẽ mang đến cho công ty và sản phẩm của mình cái gì, tất cả đều cần phải chờ đến sang năm thì mới được nhìn thấy được rõ ràng. Trước khi ngắt điện thoại, Triệu Quốc Đống chỉ dặn hai anh em Triệu Đức Sơn có thể đàm phán trước với bộ phận quảng cáo của CCTV để quảng cáo trên kênh thể thao của CCTV. Kênh thể thao của CCTV chưa phát sóng mà đã được ký trước nên không thể nghi ngờ là rất vui mừng. Đối với nước suối Thương Lãng thì đây cũng là một chuyện tốt, vừa vượt lên trước chiếm lĩnh được vị trí cao mà còn chiếm được tiện nghi lớn trong việc quảng cáo. Không ai rõ hiệu quả thu thập của kênh mới này như thế nào, có thể quảng cáo trước thì đương nhiên là chuyện tốt, cầu mà không được. Một hội đấu giá Tiêu Vương vốn là hội tạo thế, thu hút chú ý mà ở trong mắt Triệu Quốc Đống thì lại thành một nơi để đùa bỡn, đương nhiên ai cũng đến đây ôm theo tâm trạng này, hơn nữa CCTV lại là người khởi xướng. Ha ha, hơn 30 triệu à, thật sự cũng phải bỏ sao, rượu Sơn Đông lợi hại như vậy à. Khổng Phủ Yến, Khổng Phủ Gia, còn một đống công ty lớn sản xuất rượu, mà ngược lại rượu của Tứ Xuyên lại tránh khỏi đối đầu. Hơn một năm nay Triệu Đức Sơn cũng bắt đầu nghiên cứu tâm lý nâng cao phí tiêu dùng. Có lẽ là do chưa ý thức được uy lực của quảng cáo, có thể bọn họ theo đuổi triết lý rượu tốt không sợ ngõ nhỏ đường sâu. Triệu Trường Xuyên tiếp lời. Chẳng qua chúng ta do căn cơ yếu kém nên cũng chỉ có cách dùng phương thức này để mở rộng sức ảnh hưởng. Không quản người khác nghĩ gì về chúng ta, tự chúng ta làm mới là đứng đắn. Kênh thể thao kia rất quan trọng. Hơn nữa một khi được phát sóng thì thế nào cũng sẽ hấp dẫn một lượng lớn người ham thích phong trào thể dục thể thao. Cho nên giờ nhân lúc bọn họ chưa mở rộng quy mô thì rất đáng để ký kết hợp đồng quảng cáo. Quảng cáo được đưa lên nhất định phải có nội dung thống nhất với của kênh này, phải thể hiện được nước suối Thương Lãng chúng ta có đặc tính bổ sung hàm lượng nước và khoáng chất. Điểm này phải làm nổi bật. Triệu Quốc Đống phát hiện rất nhiều việc, nếu anh càng hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Vốn lúc đầu trông chờ hội đấu giá Tiêu Vương này rất nhiều nhưng đến giờ mới thấy hứng thú của mình nhạt nhẽo đi hẳn, thậm chí có thể nói là không còn hứng thú. Ngoại trừ mục tiêu lúc trước còn đâu hắn chẳng thèm tốn tâm tư vào cái khác. Anh yên tâm đi, em và Thường Xuyên đi trên con đường này cũng lâu rồi, anh đừng nghĩ chúng em còn trẻ con, giá cả hạng mục quảng cáo trên kênh thể dục thể thao này dù hơn một phân tiền thì em và Thường Xuyên đều quyết không nhả, tiền chúng ta kiếm được cũng không dễ dàng gì. Không thể để bọn người kia tùy tiện móc túi chúng ta được đúng không? Triệu Đức Sơn ưỡn ngực. Sang năm, nước suối Thương Lãng chúng ta sẽ có mặt ở khắp cả nước. Triệu Quốc Đống và Triệu Trường Xuyên đều mỉm cười, Đức Sơn vẫn cái tính hoành hoang này, nếu muốn nước suối Thương Lãng phổ biến trong toàn quốc thì còn phải đi một con đường rất dài, huống chi như thế cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, phát triển lâu dài mới là đạo lý. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không ngờ rằng tin tức nước suối Thương Lãng giành thắng lợi trong cuộc tranh đấu quảng cáo trên CCTV đã nhanh chóng truyền tới An Nguyên. Trên tờ Nhật báo Ando ngày hôm sau đã giật tít về tin tức này và mặc sức chém gió, từ nước suối Thương Lãng được quảng cáo dở vàng trên CCTV tới ý thức kinh doanh trong giới công ty An Nguyên, đủ các bài báo xuất hiện, tin tức thứ nhất xuất hiện cùng với bình luận lập tức biến nước suối Thương Lãng từ chỗ vô danh bay lên địa vị đầy vinh dự. Toàn bộ tỉnh An Nguyên cũng chỉ có hai công ty tham gia tranh đoạt hạng mục quảng cáo trên CCTV, không bằng một phần 10 Sơn Đông, Quảng Đông, chỉ riêng điều này cũng đủ thấy sự bạc nhược trong việc quảng cáo của các công ty tỉnh An Nguyên. Còn nước suối Thương Lãng vốn đã được phổ biến toàn tỉnh trong mùa hè năm nay giờ lại được quảng cáo trên CCTV nên nước suối Thương Lãng đã trở thành công ty dẫn đầu tỉnh An Nguyên trong ngành thực phẩm. Đủ loại tán dương nước suối Thương Lãng tới liên tục. Nhật báo Tân Châu thậm chí còn đăng hẳn một chuyên đề giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn nước suối Thương Lãng, đây là một điều cực kỳ hiếm thấy trên cơ quan ngôn luận của Đảng chính, Đảng và Chính phủ.
Ngày hôm sau trở về An Nguyên thì Triệu Quốc Đống mới biết được sự nổi tiếng của nước suối Thương Lãng trên báo chí, mặc dù lúc trước Triệu Trường Xuyên cũng gọi điện thoại nói cho hắn biết bộ phận tuyên truyền bên Tân Châu đã liên hệ để tích cực tuyên truyền công ty, nhưng Triệu Quốc Đống cũng không ngờ tiếng vang lại lớn như vậy. Xem ra nỗ lực giành giật quảng cáo giờ vàng trên CCTV đã không uổng phí công sức, ông lớn trong ngành quảng cáo đích thực đã chuẩn bị phát huy hiệu quả và lợi ích tài nguyên quảng cáo CCTV đến đỉnh cao rồi. Triệu Quốc Đống bảo Triệu Trường Xuyên phải ứng đối bình thường, bình tĩnh đối xử, khai thác thị trường. Phó Thiên vừa từ trong phòng làm việc của Thái Chính Dương đi ra thì đúng lúc gặp Triệu Quốc Đống đi tới hành lang. Thiên ca! Quốc Đống à, giám đốc Thái đang ở trong đó, cậu vào đi. Vô tình xưng hô giữa Phó Thiên và Triệu Quốc Đống đã từ một ông chủ lớn đổi thành giám đốc Thái, Triệu Quốc Đống thở dài trong lòng một hơi. Điều này chứng tỏ kỳ trăng mật giữa hai người đã tới hồi kết. Tuy rằng giọng điệu tươi cười không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí còn nồng nhiệt hơn trước, nhưng bất kể là Phó Thiên hay là Triệu Quốc Đống thì đều hiểu rõ, tầng ngăn cách giữa hai người đã được tạo ra. Một tuần trước đây, Phó Thiên chính thức đảm nhiệm tránh văn phòng, còn bí thư đảng ủy Học viện Kỹ thuật Giao thông Hứa Trung Phương chính thức được điều tới phòng cao tốc thế chỗ Tần Tự Bân làm trưởng phòng. Ai cũng hiểu được đằng sau việc Hứa Trung Phương tới phòng cao tốc là gì, một cán bộ cấp phó phòng tới đơn vị cấp phó huyện nhậm chức, hương vị trong chuyện này thì ai cũng có thể thưởng thức được. Kết quả là rất nhiều người vây quanh trưởng phòng Hứa tự nhiên cũng được nâng lên, Triệu Quốc Đống thì lại yên tĩnh. Giám đốc Thái. Triệu Quốc Đống từ trước đến giờ đều như thế này, tiến vào văn phòng của Thái Chính Dương thì xưng hô dựa theo công việc và căn cứ tình hình để điều chỉnh. Ngồi đi, Quốc Đống. Thái Chính Dương đang cầm chiếc chén từ xa. Trong khoảng thời gian này cậu thoải mái nhỉ, lão Hứa tới đây tôi thấy cứ loay hoay làm liên tục, mấy người các cậu lại nhàn rỗi qua ngày thế. Thái ca. Làm gì có chuyện đó, tôi bận đến mở hơi tai đó chứ, chẳng qua công tác đã đến giai đoạn kết thúc, chờ khi công ty khai thác đường cao tốc được thành lập thì chúng tôi giao thủ tốt. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Trưởng phòng Hứa vừa mới tới đây, phải mất một thời gian bận bịu làm quen cũng là bình thường, phòng cao tốc và công ty khai thác đường cao tốc phải thảo luận thành lập nên việc không ít, nhưng hắn là trưởng phòng nên có một số việc hắn bắt buộc phải biết thì mới có thể quyết định, tôi và Đồ Cường cũng không thể làm thay. Không nói hắn. Nói chính cậu đi, muốn tới chỗ nào? Thái Chính Dương cười hỏi. Tôi là đảng viên cách mạng, nơi nào cần thì tới nơi đó. Triệu Quốc Đống cũng cười đáp. Thái ca hài lòng hay không hài lòng với đáp án của tôi? Thằng danh này không phân biệt được trường hợp, tôi đang hỏi cậu nghiêm túc, phòng cao tốc sắp phải giải tán, cậu muốn tới chỗ nào? Công ty khai thác đường cao tốc, ban quy hoạch tổng hợp hay là ban cơ sở kiến thiết? Có muốn ở lại văn phòng sở hay không? Thái Chính Dương trầm ngâm nói. Công ty khai thác đường cao tốc, đây là một đầm nước sâu, tên Hứa Trung Phương này còn không hiểu rõ lắm, nhưng có thể đảm nhiệm lãnh đạo công ty khai thác đường cao tốc thì có thể tưởng tượng đây là kết quả mà Hứa Trung Phương trải qua tranh đấu mới có. Ban quy hoạch tổng hợp, tên Tần Tự Bân này tạm được nhưng nghe nói là tiết chế kẻ dưới rất nghiêm, yêu cầu cũng cao, mà xuất thân từ kỹ thuật nên phương diện có chỗ miễn cưỡng. Ban cơ sở kiến thiết cũng gần như là một đơn vị béo bở. Ai cũng thích chui vào chỗ này nhưng mình có nhất thiết phải tới đây không? Về phần văn phòng sở, nếu như không có khúc mắc giữa Phó Thiên và mình thì đây là một nơi tốt nhất để đi, cũng có thể đi theo Phó Thiên học được không ít điều, nhưng giờ thì sao? Sau một hồi suy tư, Triệu Quốc Đống liền có đáp án. Thái Chính Dương có phần giật mình vì sự lựa chọn của Triệu Quốc Đống, theo hắn nghĩ thì Triệu Quốc Đống hoặc là sẽ chọn văn phòng sở hoặc là chọn công ty khai thác đường cao tốc. Dù sao thì hai đơn vị này cũng là nơi thích hợp nhất với tính cách của Triệu Quốc Đống, còn ban quy hoạch tổng hợp trên danh nghĩa có quyền lực rất lớn nhưng kỳ thật như không có, bên trong ít có việc thực tế, phương diện quy hoạch tổng thể giao thông toàn tỉnh đều phải đi ra từ nơi này, lăn lộn ở trong này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Quyển 4, chương 30, dấu tài. Triệu Quốc Đống lựa chọn ban quy hoạch tổng hợp vì nguyên nhân rất đơn giản. Một là đơn thuần, công tác nghiệp vụ thuần túy, không cần mình phải đặc biệt tinh thông. Dù sao ban quy hoạch tổng hợp đều là người trong nghề nên mình chỉ cần dung nhập là được. Hai là Tần Tự Bân mặc dù yêu cầu nghiêm, ăn nói khá thẳng thắn nhưng nhân phẩm không tồi. Ba là có thể tránh khỏi nơi điểm nóng, giảm bớt được sự chú ý của người có tâm. Mấy tháng ở phòng cao tốc mình cũng khá nổi, mặc dù có Thái Chính Dương chiếu cố nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì khó tránh khỏi có người ngáng chân, nhất là trong tình hình có một khúc mắc với Phó Thiên. Huống chi ban quy hoạch tổng hợp là một ban nghiệp vụ trung tâm trong sở giao thông. Mình coi như một kẻ tay ngang, mưa dầm thấm đất rồi cũng sẽ hiểu được ít nhiều tình hình giao thông toàn tỉnh.
Triệu Quốc Đống không mong đợi có thể làm ra cống hiến mang tính thực chất, nếu có thể mượn khả năng mơ trước tương lai của mình để đề xuất những ý kiến mang tính kiến thiết để phát triển giao thông thì cũng coi như đã an ủi được bản thân rồi. Thời tiết dần dần lạnh nhưng nhiệt độ trong sở giao thông dường như không giảm chút nào. Việc hợp tác kiến thiết, quản lý đường cao tốc An Quế nối riêng tỉnh An Nguyên với khu tự trị dân tộc Choang, dân tộc thiểu số Trung Quốc, ở Quảng Tây bị lùi tới tận 28 tháng 1 mới chính thức được ký kết tại khách sạn Hoa Viên ở thành phố An Đô. Mà một tuần sau, Tập đoàn Tân Thế Giới Hồng Kông, công ty đầu tư Tòa Ân Phúc Singapore và tỉnh chính quyền nhân dân tỉnh An Nguyên, Tứ Xuyên chính thức ký kết hiệp nghị hợp tác kiến thiết xây dựng đường cao tốc An Du. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, hai con đường cao tốc cực kỳ quan trọng đối với vận mệnh phát triển kinh tế của tỉnh An Nguyên lần lượt được quyết định. Việc này đã khơi dậy phản ứng cực lớn đối với vùng Trung Tây Trung Quốc. Nhật báo Nhân dân đã viết hẳn một bài đường cao tốc khu Trung Tây, một trang mới trong việc kiến thiết để trọng điểm giới thiệu tình hình thu hút đầu tư đường cao tốc An Quế, An Du. Với hiệu suất trước nay chưa từng có các ban ngành giao thông cùng với sự nhiệt tình và kiên quyết của chính quyền địa phương thì tin chắc kế hoạch thực thi hai con đường cao tốc này sẽ thuận lợi. Ngày 10 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến thiết khai phá đường cao tốc tỉnh An Nguyên chính thức được thành lập, Thái Chính Dương làm chủ tịch hội đồng quản trị, Hứa Trung Phương làm tổng giám đốc. Cùng ngày phòng cao tốc cũng đã được giải tán và hoàn thành sứ mệnh lịch sử ngắn ngủi nhưng trọng yếu. Triệu Quốc Đống được điều tới Ban Quy hoạch Tổng hợp làm chánh văn phòng, Đồ Cường làm tổ trưởng tổ xây dựng cơ bản thuộc công ty khai thác đường cao tốc. Không ai ngờ rằng phó trưởng phòng cao tốc Triệu Quốc Đống lại tới Ban Quy hoạch Tổng hợp làm chánh văn phòng. Rồi còn một phó trưởng phòng khác là Đồ Cường lại ở lại công ty khai thác đường cao tốc đảm nhiệm tổ trưởng tổ xây dựng cơ bản vốn có thực quyền khá lớn. Trên tiệc rượu chúc mừng trông Triệu Quốc Đống có vẻ cô đơn, ngoại trừ vài đồng nghiệp ở Ban Quy hoạch Tổng hợp thì gần như không có người nào chú ý tới Triệu Quốc Đống. Ngồi ở trung tâm là Phó Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nhiên và Giám đốc Sở Thái Chính Dương cùng với đám lãnh đạo công ty khai thác đường cao tốc như Hứa Trung Phương. Còn lại các lãnh đạo phòng ban khác đều tự dựa theo vị trí mà ngồi thành bàn. Tiểu Triệu, sao không ở lại hoặc đến công ty khai thác đường cao tốc? Nhìn tên Đồ Cường nở mày nở mặt chưa kìa, tôi thấy ngay cả Hứa Trung Phương cũng còn kém hơn hắn. Ngồi bên cạnh Triệu Quốc Đống là trưởng phòng vận tải đường thủy Cát Tôn Hậu. Lão vốn là một chuyên gia lâu năm vận tải đường thủy ở cảng hơn 40 tuổi mới chạy vội tới vị trí này. Đối với những mưa gió ở văn phòng thì đã nhìn quen tới không sợ hãi nữa rồi. Lão Cát sao vậy, hâm mộ đến đỏ mắt hả? Lão Đồ thế mà nhanh chân thật, coi bộ dạng ân cần nhiệt tình của hắn kia kìa. Ngay cả thông gia cũng chưa chắc đã nhiệt tình với Hứa Trung Phương như vậy, nếu lão làm được thì bảo đảm Hứa Trung Phương sẽ cho lão tới công ty khai thác đường cao tốc mà nở mày nở mặt. Người trả lời chính là trưởng phòng quy hoạch kiến thiết quốc lộ. Mẹ kiếp, tôi không có cái tài đó. Cả đời đều lăn lộn bên dòng nước, đường cao tốc là một danh từ mới đối với tôi. Tốt hay không thì chưa biết, chỉ là đầu tư hơi lớn một chút, nếu có thể khấu trừ ra một số lẻ thì khơi thông, tu sửa mấy tuyến đường thủy chủ yếu trong tỉnh cũng không hết được. Cát Tồn Hậu cũng tức anh ách, hắn phụ trách biên chế quy hoạch kiến thiết phương diện vận tải đường thủy. Hàng năm lập quy hoạch vận tải đường thủy nhưng đều không thể hoàn thành mà toàn phải chỉnh sửa quy hoạch. Vốn đầu tư vào văn phòng vận tải đường thủy ít đến đáng thương, mỗi lần đều như là nắm vào bánh bột ngô, mỗi người một hạt. Nếu muốn làm ra cái gọi là công trình thì khỏi phải nghĩ nữa. Lão Cát, lão đừng có bực dọc ở đây. Hiện tại kiến thiết đường cao tốc là xu thế phát triển, ngày nay vận chuyển phân phối không phải coi trọng tốc độ và hiệu suất sao. Tốc độ vận tải đường thủy rất chậm. Đường cao tốc của người ta lại nhanh hơn nhiều. Điều này có thể so sánh sao? Tranh cãi với lão Cát là lão dư một lão già ở Ban Quy hoạch Tổng hợp. Tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, lý lịch lại có điểm tương đồng, đều đến Ban Quy hoạch Tổng hợp hơn 10 năm rồi. Cả hai đều cũng không trông đợi được đến đơn vị béo bở như công ty khai thác đường cao tốc hay xây dựng cơ bản nhưng bất bình trong lòng thì khó tránh khỏi. Đường cao tốc xây xong đều phải thu phí, chi phí vận hành rất cao. Có thể so sánh với vận tải đường thủy sao? Một con đường thủy nối thẳng ra biển thì chỉ cần một con tàu chở hàng cỡ nhỏ chở 1.000 tấn còn hơn mấy chục xe vận tải cỡ lớn. Chỉ tính tốc độ hiệu suất mà không suy xét với chi phí vận chuyển sao? Hàng loạt hàng hóa nếu dùng quốc lộ để vận chuyển thì giá đậu phụ không phải thành giá thịt sao? Lão Cát chẳng thèm để ý mà nhón lấy một cây nấm đũa nhét vào miệng. Mấy người khác trên bàn thấy hai người tranh cãi đều mỉm cười. Có hai lão này đối đầu thì kiểu gì cũng không tránh được một phen náo nhiệt. Ban quy hoạch tổng hợp có mấy chục người, ai có thói quen gì, thích gì đều không lừa được ai.
hai lão trưởng phòng kỳ cựu đấu võ mồm đã trở thành một cảnh đặc sắc thường thấy ở ban quy hoạch tổng hợp rồi. Thực tế Triệu Quốc Đống cũng đã đến ban quy hoạch tổng hợp được một tuần rồi. Đối với hắn mà nói thì loại công tác văn phòng cơ quan mang tính thuần túy này thì còn chưa quen lắm. Mỗi ngày ngoại trừ trình báo một ít văn kiện và báo lên trên, truyền xuống dưới thì cũng chỉ lui tới một vài phòng nghiệp vụ. Nghiệp vụ cục giao thông thành phố bên dưới nhiều lắm cũng chỉ đi qua văn phòng một chút đều lại chuyển sang phòng nghiệp vụ. Văn phòng này trên thực tế chỉ là một đầu mối trung chuyển. Chẳng qua Triệu Quốc Đống vẫn khá thích bầu không khí ở ban quy hoạch tổng hợp. Trưởng ban Tần Tự Bân vốn là phó viện trưởng Học viện Kỹ thuật Giao thông tới, lúc đầu cũng đi ra từ văn ban quy hoạch tổng hợp cho nên ngoài mặt thì tuy yêu cầu rất nghiêm nhưng đối với các đồng chí kỳ cựu thì vẫn khá thoải mái. Hơn nữa do cùng đơn vị nên hết sức quen thuộc do đó triển khai công tác thì mọi người đều cảm thấy không tồi. Phó trưởng ban Lâm Băng là một nữ đồng chí lại là thành viên theo đảng phái dân chủ nên đối với các tập tục xấu quen có trong cơ quan thì xưa nay đều không thèm ngó tới, do đó có rất ít tranh chấp. Đây là điều khiến cho Triệu Quốc Đống cảm thấy thoải mái. Cho nên trong khi mọi người đều cảm thấy nghi hoặc vì sao hắn bị đày tới ban quy hoạch tổng hợp thì trong lòng hắn lại rất bình tĩnh thậm chí còn có cảm giác hưởng thụ khó hiểu. Trước đây khi bắt đầu ở đồn công an khu khai phát thì hắn chưa từng được nhàn hạ, cứ hết chuyện này lại đến chuyện khác khiến hắn tiếp ứng không xuể. Mấy tháng ở khu khai phát Giang Khẩu thì hầu như ngày nào cũng đều trải qua bôn ba giao tranh. Mãi cho đến khi khu khai phát thuận lợi qua cửa ải thì mới tạm ổn. Thời đó quả thực giống như đại chiến Hoài Hải, bao gồm phía Bắc sông Hoài, lấy Từ Châu làm trung tâm và vùng Hải Châu, Trung Quốc. Mà tiếp đó nhân sự huyện Giang Khẩu thường xuyên thay đổi làm cho công tác của mình nhìn qua thì tương đối thoải mái nhưng tâm thì mỏi mệt, mắt thì hoa cả lên. Tình trạng anh cứ lên hát xong rồi tôi thu hoạch mãi cho đến khi mình bị đày tới xã Lĩnh Đông, chưa đầy một tuần lại bắt đầu chuẩn bị đến văn phòng giao thông làm. Sau đó chính là làm quen với hoàn cảnh mới. Đại chiến đường cao tốc rồi lúc nào cũng phải chú ý tới sự phát triển của nước suối Thương Lang. Vô số chuyện khiến Triệu Quốc Đống cũng phải bội phục sự dư thừa tinh lực của mình mới có thể chống đỡ qua gian khó hơn một năm trời. Nhất trương nhất thị, Văn Vũ chỉ đạo khi nắm khi buông ấy chính là đạo trị nước của Văn Vương và Võ Vương vậy Triệu Quốc Đống cũng khá tin tưởng và chấp hành những lời này. Sau chuyện đường cao tốc lần này thì Triệu Quốc Đống liền ý thức được mình nên biết thành thật và im lặng đúng lúc. Tuy rằng việc thu hút đầu tư đường cao tốc An Quế và An Du đã giành được thành công trước đây chưa từng có che lấp không ít nhưng Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh và một vài lãnh đạo ít nhiều vẫn có cái nhìn về việc lúc ấy phòng cao tốc tùy tiện mời nhà đầu tư từ Hong Kong tới An Nguyên để khảo sát. Không có quy củ, không thành tiêu chuẩn, đi ngược lại trình tự quy tắc thì bất kể là kết quả như thế nào thì cũng đều là một loại vi phạm, nếu sau này người nào cũng bắt chước thì lộn xộn hết. Triệu Quốc Đống cũng nghe nói trên hội nghị đảng ủy văn phòng có lãnh đạo phê bình phòng cao tốc làm như vậy. Đây còn là nhờ Thái Chính Dương tỏ vẻ đã xin chỉ thị của hắn nên mới như thế, cho nên khi mình bị điều nhiệm tới ban quy hoạch tổng hợp làm tránh văn phòng thì hầu như thành viên đảng ủy đều tán đồng. Điều này cũng có nghĩa là những lãnh đạo cũng không quá quan tâm đến chuyện này cho nên đều cho là mình hẳn là tự kiểm điểm lại bản thân. Theo lý thuyết thì đến cuối năm công việc sẽ nhiều lên nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì lại là thời điểm thanh nhàn. Phó tránh văn phòng Lão Tiền là trợ thủ văn phòng cho hắn đã làm công việc này 10 năm rồi. Vốn Lão là một cây bút nên vô cùng thuần thục sự vụ hành chính trong văn phòng. Một người tinh danh như thế lại xảy ra vấn đề về tác phong, một nữ sinh viên được phân tới không biết làm sao lại quan hệ tốt với Lão Tiền. Kết quả là vợ của Lão Tiền tới văn phòng làm ồn ào huyên náo, thế là kế hoạch lên làm phó trưởng ban bị thất bại. Điều này chẳng khác nào một gậy đánh gãy sống lưng Lão Tiền, may mà ly hôn. Nữ sinh viên kia được điều đến cục giao thông thành phố và kết hôn với Lão Tiền nên Lão mới không đến mức thất bại hai đầu. Sau khi Tần Tự Bân nhậm chức trưởng ban quy hoạch tổng hợp thì mới đưa Lão Tiền lên làm phó chánh văn phòng, điều này cũng làm cho Lão Tiền vui mừng đến điên người, về cơ bản sự vụ trong văn phòng theo lệ đều để Lão Tiền xử lý, còn Triệu Quốc Đống là chánh văn phòng mà lại giống như một ông chủ đứng phủi tay nhìn. Triệu Quốc Đống cũng khá tôn trọng Lão Tiền. Khi không có chuyện gì cũng đều bảo Lão Tiền gọi mấy đồng nghiệp trong văn phòng cùng đi ra ngoài ăn cơm, hát karaoke. Chi phí đều do Triệu Quốc Đống tự bỏ tiền túi ra trả khiến cho Lão Tiền có phần kính nể lai lịch của Triệu Quốc Đống. Hơn nữa thấy Tần Tự Bân thi thoảng cũng tham gia chuyện này thì lại càng làm cho đám đồng nghiệp trong văn phòng xem trọng vị chánh văn phòng trẻ tuổi này. Quyển 4, chương 31, chuyện nhỏ nhặt. Khi nhận được thông báo thì Triệu Quốc Đống cũng khá bực mình. Thông báo nói là nghiên cứu sự tình nhưng lại không thấy thông báo những người khác mà chỉ kêu mỗi mình lên, ngay cả người phụ trách phòng khác cũng không thấy thông báo ai cả.
Vừa bước vào văn phòng của Tần Tự Bân thì Triệu Quốc Đống liền ý thức được chuyện không đơn giản là nghiên cứu. Sắc mặt của Tần Tự Bân rất khó chịu mà Lâm Băng thì lại nhìn sang nơi khác, xem bộ dạng thì chắc bởi vì sự tình ầm ĩ nên không được tự nhiên. Xếp Tần, xếp Lâm. Triệu Quốc Đống cũng không thèm để ý, ban quy hoạch tổng hợp xem như rất đơn giản, cả hai vị lãnh đạo đều coi như là học giả mà xưa nay cũng còn có thể chung sống hòa thuận. Cho dù về mặt công tác thì vẫn có đôi lúc bất đồng ý kiến nhưng chỉ là số ít, Triệu Quốc Đống tới ban quy hoạch tổng hợp cũng được 2 tháng rồi mà cũng chưa từng thấy hai vị lãnh đạo ra vẻ ta đây như thế. Quốc Đống, cậu đến đúng lúc lắm, hôm nay chúng ta thương lượng một chuyện, phó trưởng ban Lâm không thoải mái khi bàn chuyện này với tôi lắm. Dù sao Tần Tự Bân cũng là trưởng ban, lại là đàn ông nên tự nhiên không muốn có thanh danh xấu trước mặt phụ nữ cho nên miễn cưỡng tươi cười. Xếp Tần, chẳng phải tôi không thoải mái với anh, tôi chỉ cảm thấy chúng ta làm như vậy thì có hơi quá hay không? Tốt xấu gì thì chúng ta cũng là phòng nghiệp vụ chủ yếu trong sở, cũng sắp sang năm mới rồi, giám đốc Thái mới tới, chẳng lẽ lại để một năm trôi qua nhạt nhẽo như năm trước sao? Chúng ta phải vác mặt đi xuống dưới vay tiền, tôi chịu. Lâm Băng lạnh lùng nói. Mặt khác những công tác trưởng ban Tần an bài thì tôi chưa từng không làm nhưng chuyện này tôi thấy không làm được. Tần Tự Bân nghe đến đây cũng khá tức, cô không muốn mất thể diện thì trưởng ban như tôi muốn mất chắc. Quy hoạch tổng hợp là một bộ phận nghiệp vụ chính nhưng vẫn trong biên chế quy hoạch. Đôn đốc địa phương, nghiên cứu một số công việc, phần lớn biên chế quy hoạch đều chịu hạn chế bên xây dựng cơ bản và tài vụ. Nếu bên xây dựng cơ bản và tài vụ mà không chứng thực thì anh chỉ phí công như đốt đèn cho người mù. Cho nên danh nghĩa thì ban quy hoạch tổng hợp nắm giữ quyền lớn trong quy hoạch giao thông toàn tỉnh nhưng trên thực tế xây dựng cơ bản và tài chính mới là nhân tố mấu chốt. Nhân sự hàng năm bên xây dựng cơ bản, tài vụ thậm chí còn đông hơn cả bên đào tạo và khoa học kỹ thuật. Bởi vì thực quyền trong tay người khác nên các cục giao thông bên dưới toàn đi thỉnh cầu bọn họ. Còn ở văn phòng, khi có chuyện thì bản thân mình có quyền hạn kinh phí rất lớn duy chỉ có ban quy hoạch tổng hợp có danh nghĩa là nghiệp vụ trung tâm nhưng lại luôn vắng vẻ, nhạt nhẽo. Hàng năm các cục giao thông bên dưới cùng lắm cũng chỉ đưa một chút tiền không đáng giá đến chỗ lãnh đạo để chúc Tết, so với các ban khác thì đúng là buồn tẻ. So với các ban truyền thống như công đoàn và kỷ luật, kiểm tra, giám sát thì kém không biết bao nhiêu, thậm chí ngay cả ban kỷ luật, kiểm tra, giám sát cũng không bằng. Mấy năm về trước thì lãnh đạo các ban truyền thống còn có thể mặt dày xuống thăm hỏi các cục giao thông bên dưới, ít nhiều thì cũng có chút đồ Tết mang về, dù là gạo trắng, bột mì hay là dầu vừng thổ sản thì cũng được, khi phân chia thì mỗi người cũng có chút ít. Nhưng năm nay Tần Tự Bân mới tới, lại thêm việc rời khỏi văn phòng đã lâu, lãnh đạo các cục giao thông chủ yếu bên dưới cũng không quen lắm. Nhìn thấy năm mới tới gần, thủ hạ thì đều nhìn với ánh mắt trông mong nên Tần Tự Bân cũng khá nóng ruột. Nghĩ đến Lâm Băng đã làm phó trưởng ban quy hoạch tổng hợp nhiều năm, có xuống dưới thì cũng quen người quen đất, biết đâu kêu gào một chút thì lại có chút thu hoạch. Không ngờ vừa mới đề xuất việc này với Lâm Băng thì lại được ăn canh bế môn, từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè bế môn, điều này làm cho Tần Tự Bân rất là bực tức. Tần Tự Bân đương nhiên không hiểu rõ nỗi khổ của Lâm Băng. Vốn ở trong ban thì cô ngoại trừ quản lý nghiệp vụ thuần túy thì hầu như không có qua lại nhiều với bên ngoài. Hơn nữa sự hạn chế của người theo đảng Dân Chủ khiến cô rất chú trọng thân phận, dù là tiếp đãi người bên dưới thì cô cũng rất ít khi tham gia. Lúc này Tần Tự Bân đột nhiên muốn cô ra mặt để thu xếp việc này thì sao không khiến cô cảm thấy khó giải quyết cơ chứ? Huống chi loại chuyện này vừa chầy chật lại cũng bất chắc, nếu mang về cho mỗi người một phần quà Tết thì không sao, nếu không được gì thì lại chịu tiếng rằng mình là lãnh đạo thì không thiếu mấy thứ đó, tội gì phải xuất đầu lộ diện. Cho nên cô dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của Tần Tự Bân. Tỏ ý rằng mình không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ gian khó này. Tần Tự Bân cũng không ngờ đối phương lại phản ứng cứng rắn như vậy, trong lúc nhất thời không xuống nước được nên hai người xảy ra xung đột. Lâm Băng vốn là người tính tình lạnh lùng, nói thêm mấy câu cũng chẳng hề khách khí nên càng khiến Tần Tự Bân bốc hỏa nhưng suy xét thấy đối phương là một nữ đồng chí lại là thành viên đảng Dân Chủ. Nếu để đồn đại bộ máy bất hòa thì chỉ sợ trách nhiệm sẽ lại đổ xuống đầu hắn. Cho nên hắn đành gọi Triệu Quốc Đống tới để thương lượng một chút xem có cách nào xử lý tốt chuyện này hay không. Triệu Quốc Đống là loại người thẳng thắn, huống chi loại chuyện này ở đơn vị nào cũng đều là lệ thường, chỉ có điều là hắn không ngờ đường đường một ban quy hoạch tổng hợp lại phải bận tâm tới mấy việc vụn vặt này. Theo lý thuyết thì loại chuyện này cũng chỉ là dạng nước chảy thành sông, vậy mà tại sao ban quy hoạch tổng hợp lại kém hơn hẳn so với các ban khác vậy? Xếp Tần, xếp Lâm, tôi cũng vừa mới tới. Các phòng ban xử lý chuyện lễ mừng năm mới như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm.
Tôi nghĩ phần của mọi người trong sở đều giống nhau, toàn sở đều có, cuối năm rồi nên cấp dưới cũng sẽ suy nghĩ một chút, năm nay xếp Tần mới tới, dù gì cũng phải cho mọi người có hy vọng, ít nhất cũng phải nghĩ cách để nhiều hơn một chút so với năm trước mới phải, chỉ có điều không biết trong việc này thì có làm theo phương pháp nào không. Triệu Quốc Đống thẳng thắn như vậy khiến Tần Tự Bân và Lâm Băng đều thở dài nhẹ nhõm, ít nhất không cần phải quanh co lòng vòng để giải thích. Năm mới mà lãnh đạo không thể cấp cho cấp dưới chút phúc lợi thì công tác sang năm chắc chắn không thể khoái trá, cho dù cấp dưới có thông tình đạt lý đến mấy nhưng thấy người khác đều hoan hỉ đón chào năm mới còn mình thì lại không hề có động tĩnh gì, như thế thì sao tránh được trong lòng có gút mắc, oán hận. Ngẫm lại nếu cứ mang theo sự khó chịu này ăn Tết thì không thích hợp, cho nên Tần Tự Bân và Lâm Băng mới tìm đến Triệu Quốc Đống. Tên này tâm tính phóng khoáng tự do. Mặc dù ở trong phòng làm kẻ theo đuôi người khác nhưng Tần Tự Bân thấy Triệu Quốc Đống rất kiêu ngạo, ngay cả Phó Thiên ở trước mặt Triệu Quốc Đống cũng phải bớt phóng túng ba phần, ngẫm lại càng thấy trong này ắt có điều cổ quái. Lâm Băng thì khỏi nói, tuy nói là nữ đồng chí nhưng trong phương diện này lại có khứu giác trời sinh. Tuy Triệu Quốc Đống cố gắng thể hiện ngoan ngoãn dễ bảo, ra vào đều gión ra gión rén nhưng ngày thường điện thoại cứ liên tục, nhiều lúc vô tình còn thấy có xe con tới đón đưa. Một cán bộ nhỏ từ xã tới đáng ra không nên phô trương như vậy chứ. Huống chi có lần Lâm Băng cùng chồng của mình ăn cơm Tây ở khách sạn Sheraton thì vô tình còn nhìn thấy Triệu Quốc Đống dẫn theo ba người đàn ông tới đó, bộ dạng vênh mặt hất hàm sai khiến làm cho cô rất ngạc nhiên. Quốc Đống, sắp đến Tết rồi, dù sao cũng phải có gì chứ, cùng phải tìm cách kiếm đồ Tết, đừng nhìn ban quy hoạch tổng hợp chúng ta ngày thường một lòng một dạ làm việc nhưng đến lúc này thì chẳng ai nghĩ đến chúng ta. Sếp Thái phê duyệt cho 20.000 nhưng chỗ chúng ta có 3-40 người, nếu một người 1.000 thì tổng cũng phải 40.000, đấy là còn chưa kể cũng phải chuẩn bị đồ Tết, rồi liên hoan với gia đình, nếu không có thì rất khó coi. Chúng ta hạch toán xem thiếu bao nhiêu rồi tìm cách kiếm bù vào. Ánh mắt Tần Tự Bân hướng về phía Lâm Băng, hắn thật sự cũng thấy mệt mỏi về người phó này của mình, khi nhận tiền lấy quà thì không thấy cô xấu hổ còn khi để cô ra mặt hóa duyên thì lại ra sức khước từ. Còn nói đây là chuyện của người đứng đầu, để cô ra mặt thì mất mặt lắm sao? Cô cũng chẳng phải hoàng hoa khuê nữ 20 tuổi, ai còn muốn ăn cô cơ chứ? Nâng gọng kính trên sống mũi lên, Lâm Băng cũng khẽ nói. Tiểu Triệu, năm rồi mọi người cũng được trên dưới 1.500 nhưng năm nay giá cả leo thang, tôi và sếp Trần đang nghĩ xem có biện pháp nào kiếm thêm hay không, cũng muốn để mọi người đón năm mới vui vẻ. Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Không phải là đi xuống dưới tống tiền sao? Còn ra vẻ nho nhã làm gì? Cơ quan trong sở nhìn qua thì danh tiếng nhưng cũng phải phân ra 3-7 loại. Loại màu mỡ thì có công ty khai thác đường cao tốc mới thành lập hay ban tài vụ thì hiển nhiên không phải lo lắng. Kẻ dư giả thì có bên ban xây dựng cơ bản và văn phòng đều ngồi chờ người tới cửa. Còn bên ban kiểm tra kỷ luật giám sát thì cũng có những con đường khác. Ban lao động và công đoàn thì khỏi phải nói vì không ai thèm so đo. Nói ra thì xấu hổ. Ban quy hoạch tổng hợp và pháp luật pháp quy nghe thì có vinh dự vẻ vang nhưng ngày thường thì có đến cũng chỉ là loại khố rách áo ôm, giờ có thể để cho cấp dưới yên tâm ăn Tết hay không thì còn phải xem các kỹ năng mà lãnh đạo xuất ra. Sếp Tần, sếp Lâm, năm rồi chuyện này có phải cũng từ văn phòng chúng ta ra mặt thu xếp hay không? Ban quy hoạch tổng hợp chúng ta cũng coi như là một phòng nòng cốt, tôi thấy có không ít cục giao thông thành phố ra ra vào vào các ban khác mà sao lại không vào ban chúng ta? Vẻ mặt của Triệu Quốc Đống đầy kinh ngạc. Khụ, Quốc Đống, về điểm này thì cậu còn chưa hiểu rõ ban quy hoạch tổng hợp của chúng ta lắm. Mấy cục giao thông thành phố kia đều rất thực tế, ban quy hoạch tổng hợp không thể mang lại hiệu quả và lợi ích thực tế cho bọn họ nên bọn họ cũng chỉ ứng phó cho có mà thôi, cậu mà nói thực tế thì không dễ nói chuyện như vậy. Tần Tự Bân lắc đầu. Bên học viện giao thông kia thì tôi có thể tới lôi kéo một chút. Mặt khác bên Nam Hoa tôi cũng quen nên cũng có thể nói cục trưởng bọn họ tài trợ chút ít, còn phó ban Lâm. Thấy Lâm Băng lạnh lùng không lên tiếng, Triệu Quốc Đống biết người phụ nữ này nếu không phải là loại da mặt mỏng nên ngại đi thì chắc là do chưa từng tiếp xúc với loại chuyện này. Hắn thầm nghĩ cũng không nên ép buộc người khác tới mức không trâu bắt chó đi cày nên đành nói xen vào. Sếp Tần, một trưởng ban như ngài cũng không nên ra mặt trực tiếp, nếu không thì như này đi, tôi sẽ ra mặt thu xếp. Nhưng dù sao cũng phải có người giữ thể diện cho tôi. Vậy xin mời sếp Lâm vất vả một chút, chỉ cần sếp Lâm ra mặt nói hai câu chính thức còn đâu thì để tôi xử lý, thế nào? Thấy Triệu Quốc Đống đã nói đến mức này nên Lâm Băng dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng phải gật gật đầu. Quyển 4, chương 32, làm tiền. Rời khỏi văn phòng của Tần Tự Bân,
Lâm Băng gọi Triệu Quốc Đống vào văn phòng của mình. Đến lúc này Triệu Quốc Đống mới có cơ hội để đánh giá văn phòng của người phụ nữ này. Gian phòng được bố trí trang nhã, trên bàn làm việc có một chiếc chén sứ trắng và mấy tập văn kiện trông rất ngăn nắp chứ không giống như trên mặt bàn của đàn ông luôn bày gạt tàn thuốc, hộp trà, lịch bàn, ống đựng bút và mấy vật phẩm quen thuộc. Phía sau có treo một bộ quần áo và mũ cùng với một bộ áo khoác ngoài màu xám đậm. Một chiếc cặp da của nữ mà Triệu Quốc Đống không nhận ra nhãn hiệu cũng được treo trên đó, cả văn phòng không hề nhiễm một hạt bụi nào, ngay cả tường cũng sơn một màu xanh nhạt. Tiểu Triệu, cậu kéo tôi giúp làm gì? Đây vốn là chuyện của hắn, sao giờ lại phân công cho chúng ta? Hắn là trưởng ban mà người khác còn không nể mặt thì chẳng lẽ chúng ta đi một chuyến là có thể thu hoạch được sao? Thấy Lâm Băng có vẻ không vui, Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế sofa. Chị Lâm, sếp Tần mặc dù xuất thân từ ban quy hoạch tổng hợp của chúng ta nhưng dù gì cũng đã nhiều năm rồi nên không quen những lãnh đạo cục giao thông bên dưới. Huống chi nếu sếp Tần ra mặt mà trở về tay không thì còn mặt mũi nào là trưởng ban nữa. Còn chị thì cũng đã ở đây nhiều năm rồi, bên dưới chắc biết rõ hơn ai khác, về phần mấy lời không tiện mở miệng thì cứ để tôi nói, chị chỉ cần làm bộ như đi kiểm tra công việc là được. Hừ, Tiểu Triệu, tôi hiểu cách của cậu, cậu nói đi, chuẩn bị đến đơn vị nào hóa duyên. Lâm Băng vừa nghe thấy Triệu Quốc Đống nói như thế nên trong lòng cũng thả lỏng ra. Chỉ cần cô không phải nói mấy lời mất địa vị thì cứ xem như là cưỡi ngựa xem hoa vậy. Nguyên Châu, Kiến Dương, Đường Giang, Tân Châu, lúc còn ở phòng cao tốc nên tôi khá quen các cục giao thông này. Đưa chị đi một vòng chắc cũng thu hoạch được ít nhiều. Còn các cục giao thông khác thì tôi không quá quen thuộc, lúc đó thì chị có cách nào hay không? Về phần An Đô thì tôi cũng muốn thử một lần cáo mượn oai hùng xem sao nhưng mà chỉ sợ về tay không. Triệu Quốc Đống đảo mắt một vòng. Lâm Băng cũng biết Triệu Quốc Đống là một người nổi tiếng ở phòng cao tốc, ngay cả Tần Tự Bân cũng không thể nào can dự vào chuyện bên đó. Nhưng giờ Triệu Quốc Đống lại lặng lẽ nằm ở trong ban quy hoạch tổng hợp này thì thật sự làm cho cô thấy kỳ quái. Cô không phải là loại phụ nữ lắm miệng nhiều lưỡi nhưng lòng hiếu kỳ trời sinh của phụ nữ lại khiến cô rất muốn biết vì sao đối phương nguyện ý tới nơi này. Tiểu Triệu, nếu cậu ở công ty khai thác đường cao tốc hoặc ban xây dựng cơ bản thì chưa chắc đã đến mức này nhỉ? Ha ha, chị Lâm, có được sẽ có mất mà. Tuy rằng công ty khai thác đường cao tốc và ban xây dựng cơ bản rất náo nhiệt nhưng dù ở bên nào thì cũng nhiều chuyện phiền toái. Cuối năm người đến cũng quá nhiều, nhìn thấy là phiền. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Người đến người đi là chuyện tốt mà. Sắp Tết rồi thì người khác có thể đến tay không sao. Lâm Băng chép miệng. Bao nhiêu người ngóng trông có người đến gõ cửa mà còn không được đây mà. Cậu còn cho rằng đây là phiền toái hay sao? Triệu Quốc Đống cười cười không nói. Hơn 10.000 thì tiện tay cũng có thể lấy được. Hiện giờ vấn đề tiền đích xác không thể đả động Triệu Quốc Đống được. Lấy những gì mà Triệu Quốc Đống đã trải nghiệm mà nói thì lúc này hắn chỉ muốn thực hiện cho riêng mình. Trên thương trường tất nhiên cũng có thể làm được nhưng phạm vi quá nhỏ, một xí nghiệp hoặc một vài xí nghiệp thành công thì có thể thế nào chứ? Hắn thích chứng kiến sự biến hóa của cuộc sống những người bình thường bên cạnh mình. Từ Nguyên Châu đến Kiến Dương, Triệu Quốc Đống và Lâm Băng chỉ mất một ngày là xong. Trên danh nghĩa là muốn nghe ý kiến của địa phương về bố cục quy hoạch giao thông toàn tỉnh hàng năm nhưng bên trong có ý gì thì ai cũng hiểu. Trong mấy tháng ở phòng cao tốc thì Triệu Quốc Đống đã quá quen với nhóm lãnh đạo cục giao thông. Mặc dù Triệu Quốc Đống đã rời khỏi nhưng dù gì ban quy hoạch tổng hợp cũng là nơi lên kế hoạch giao thông toàn tỉnh. Ngoại trừ đường cao tốc thì các địa phương cũng phải thỉnh cầu sở giao thông không ít về việc kiến thiết giao thông. Huống chi bình thường cũng khó có dịp phó trưởng ban Lâm ra mặt uống rượu nên những lãnh đạo được phân công quản lý cục giao thông hai nơi trên đều cảm thấy kinh ngạc. Chiếc xe 12 chỗ chạy bon bon trên đường, đến khu nghỉ dưỡng ở Nam Hồ thì ăn cơm. Khéo léo khước từ lời mời ở lại của cục giao thông thành phố Kiến Dương. Giờ mấy người đều lên xe trở về. Tiểu Triệu, thế nào? Tạm được. Kiến Dương tốt hơn so với đám keo kiệt Miên Châu kia. Mọi người đều là người hiểu chuyện nên chỉ cần hơi chỉ điểm một chút là biết. Đợi hai ngày nữa bọn họ sẽ tới. Trong bóng đêm giọng của Triệu Quốc Đống cũng trở nên có phần mơ hồ. Chúng ta sắp biến thành loại người gì rồi? Cứ lướt qua chỗ này tới chỗ khác cầu xin như chuồn chuồn điểm nước. Người ta thì lại không yên lòng rồi sẽ nghĩ rằng sau này cứ những người này xuống tọa đàm nghiên cứu thì thuần túy là đến làm tiền. Nghe thấy lời nói có phần căm giận của Lâm Băng, Triệu Quốc Đống không nhịn được bật cười. Chị Lâm, sao phải nói trắng trợn như vậy? Làm tiền cũng được, xin tài trợ cũng được, quyên góp cũng được, đó đều là chuyện anh tình tôi nguyện.
anh biết chuyện thì anh có thể ủng hộ công tác một chút thì đương nhiên tốt. Anh muốn giả câm giả điếc thì tùy, chúng ta cũng không có khả năng vì chút chuyện này mà chèn ép ai trong công việc. Lúc tôi làm ở đồn công an thì chẳng phải làm như này sao? Cứ cuối năm thì chạy một vòng đến các đơn vị trực thuộc, tăng cường tình cảm, tâm sự việc nhà thì người khác sẽ hiểu thôi. Họ sẽ hỏi chỗ anh có khó khăn gì hay không, nếu như không muốn thì người khác không hỏi. Anh biết điều thì mọi người đi tới là được chứ chẳng lẽ ngày sau chỗ anh có vụ án thì chúng tôi có thể không đi hay là chậm chạp tới sao? Tiểu Triệu, cậu đúng là kẻ mồm mép, khó trách lãnh đạo Cục Giao thông Nguyên Châu và Kiến Dương lại có ấn tượng tốt như vậy. Ngay cả Lâm Băng cũng thấy có phần hâm mộ sự nhiệt tình của đám lãnh đạo hai cục giao thông kia với Triệu Quốc Đống. Cho dù đích thân Tần Tự Bân đến thì cũng chưa chắc đã có thể được đãi ngộ như vậy. Chị Lâm, đều nhờ đường cao tốc thôi. Cho dù ai ở vị trí đó cũng đều giống nhau. Triệu Quốc Đống nói một cách hời hợt, hắn không muốn đề cập đến vấn đề này. Cứ như tình trạng hiện tại là tốt rồi. Là rồng thì anh tưởng tôi đang bay, là hổ anh liền tưởng tôi đang nằm. Sở giao thông không so được với huyện, xã, mọi người có tình hình như nào thì không ai rõ giống như người phụ nữ này. Đừng nhìn cô không có gì nhưng ông chồng thì lại là trưởng phòng bên văn phòng tỉnh ủy. Nếu không bằng vào gì mà cô dám đối đáp với Tần Tự Bân. Thu hoạch bên Đường Giang và Tân Châu lại khá nhiều, nhất là ở Tân Châu, đích thân cục trưởng cục giao thông tiếp khách. Điều này làm cho Lâm Băng có cảm giác vừa mừng lại vừa lo, một gã chuyên viên còn đặc biệt đến kính một chén rượu khiến Lâm Băng càng cảm thấy Triệu Quốc Đống này không đơn giản. Vốn tưởng bên thành phố An Đô là khúc xương khó gặm nhất nhưng Triệu Quốc Đống lại gọi giám đốc ngân hàng xây dựng thành phố đi cùng nên mấy lãnh đạo cục giao thông vốn thoái thác có chuyện liền lập tức kêu rảnh. Chuyện lúc sau đều thuận lợi mà thành. Triệu Quốc Đống giao tiếp rộng rãi khiến Lâm Băng càng lúc càng không hiểu nổi một nhân vật như vậy lại ngồi vào vị trí chánh văn phòng ban quy hoạch tổng hợp này. Thời khắc cuối năm đã cận kề, những chuyện nào làm được thì cũng đã xong, ban quy hoạch tổng hợp nghênh đón một năm náo nhiệt nhất trong mấy năm qua. Ngoại trừ phần tiền thưởng của sở thì mỗi người đều được cấp 2.000 tiền thăm hỏi. Điều này lập tức khiến hình tượng Tần Tự Bân và Lâm Băng cao hơn không ít. Hơn nữa các quà Tết lại không ngừng đưa tới khiến cán bộ ban quy hoạch tổng hợp trong mấy ngày nay vui vẻ ra mặt, nhìn thấy nhau đều vui tươi hớn hở nếu không thì cũng phải hạ thấp giọng giống như người đang làm công tác ngầm mân mê đặc sản được tặng. Triệu Quốc Đống cũng không có tâm tư huênh hoang, chẳng qua mấy ngày liên tục chạy xuống phía dưới với Lâm Băng nên mấy trưởng phòng chủ yếu thông minh cũng loáng thoáng đoán được vì sao năm nay lại thịnh soạn như vậy. Bình thường những người này đều chỉ tiết lộ nửa câu nên những người khác cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ sau vài ngày Triệu Quốc Đống ngay cả gặp mặt cũng phải tránh khiến cho vài người có lòng hoài nghi cũng không tìm thấy cơ hội để dò xét. Bồi ca, năm nay thế nào? Tuy rằng thỉnh thoảng Triệu Quốc Đống cũng gọi điện thoại tâm sự với Dương Thiên Bồi nhưng lại chưa hỏi nhiều về tình hình kinh doanh công ty Thiên Phu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hồng hào của Dương Thiên Bồi thì cũng đủ biết năm nay thành tích của công ty Thiên Phu chắc chắn không kém. Tạm được. Trước mặt Triệu Quốc Đống thì Dương Thiên Bồi không bảo thủ kiềm chế như ở bên ngoài. Ước đoán hơn hồi giữa năm, các hạng mục lớn ở mấy khu khai phát đều bị chúng tôi tóm. Hiện tại công ty của chúng tôi đã đứng vững ở huyện Mai. Năm trước anh đã đoạt được hạng mục xây cầu Mai Giang ở huyện Mai. Ồ, cầu Mai Giang, đó là hạng mục của Cục Giao thông thành phố đúng không? Tổng kinh phí hơn 10 triệu. Triệu Quốc Đống nhướng mày. Ừ, anh thông qua người bên huyện Mai để kết nối quan hệ với Cục Giao thông nên cuối cùng đã tóm được hạng mục này. Điều này cũng hoàn toàn dựa vào hai công trình chúng ta đã làm bên huyện Mai mà gần như không kiếm tiền. Sắc mặt của Dương Thiên Bồi có hơi thay đổi, thấy Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm nên cuối cùng đành buông tay. Quốc Đống, cậu không cần gật đầu như vậy, anh làm tốt thì cũng chưa đủ. Đầu năm thì tốt như thế, giờ thì thế nào? Anh chỉ có thể nói là cam đoan chất lượng không xảy ra vấn đề còn những thứ khác thì tôi không dám chắc. Triệu Quốc Đống thầm than một tiếng trong lòng. Hắn cũng biết loại chuyện này nếu anh muốn trong sạch như nước thì không có khả năng. Chẳng qua phẩm chất của Dương Thiên Bồi thì hắn tin, làm cái nghề xây dựng này thì kiếm tiền là tất nhiên, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Tâm chính thì kiếm tiền đúng lương tâm, tâm đen kiếm tiền trái lương tâm. Vui chơi giải trí một chút thì không tính là gì nhưng phải nắm chắc tiền lưu động. Bồi ca, tôi tin anh, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, nắm chắc phải có mức độ. Giữa đen và trắng chính là màu xám nhưng pháp luật thì lại không tán thành màu này. Màu xám sao, nếu anh không thể rửa sạch sẽ thì sẽ là đen, đó là tội. Cho nên về điểm này thì anh phải nắm chắc. Dương Thiên Bồi gật gật đầu. Quốc Đống, tôi hiểu, tôi cũng có giới hạn,
chỉ có điều xí nghiệp muốn sinh tồn thì phải lớn mạnh. Anh không cầm nhiều công trình thì không thể cầm đại công trình được. Có những lúc khó tránh khỏi vượt quá giới hạn như cậu nói. Tốt lắm, Bồi ca. Chúng ta không nói tới chuyện này nữa, hãy nói dự định về kế hoạch lớn của anh đi. Triệu Quốc Đống cũng thấy không khí có phần áp lực nên chuyển đề tài. Giai đoạn tích lũy ban đầu mà anh muốn xí nghiệp trong sạch thì gần như là không thể nào có, nhất là cái ngành xây dựng này, anh chỉ nói ước thúc làm việc cũng đã tốt lắm rồi. Quyển 4, chương 33, lớn mạnh. Thấy Triệu Quốc Đống dây dưa đề tài này nữa, Dương Thiên Bồi cũng biết Triệu Quốc Đống cũng hiểu nước của ngành xây dựng này nông sâu thế nào, ăn chút một là rất bình thường. Nếu muốn dựa theo giá đất mà kiếm lại từng đó thì mới là khó giải quyết. Không gấp, thanh toán tiền nhất định phải kéo dài, không chừng lần sau có chuyện còn kéo anh ra. Chẳng qua bây giờ bên ngân hàng cũng thoáng hơn nhiều, chẳng qua nếu đối thủ muốn hại anh sẽ khác. Biện pháp tốt nhất là thông qua vài con đường mà giải quyết. Ví dụ như bán một nhóm hàng cho họ hàng Y với chất lượng đảm bảo nhưng giá cao, quang minh chính đại lấy lại khoản tiền đó, như vậy mọi người đều có thể lấy được. Chỉ là phương này có chút phức tạp nhưng lại chắc chắn. Dương Thiên Bồi cũng muốn dùng biện pháp này. Cải cách bên Giang Khẩu không quá thuận lợi. Công ty xây dựng số 1, 3, 4 đều chuẩn bị cải cách nhưng khó khăn rất lớn. Công ty số 1 quy mô quá lớn, tài sản nhiều, hơn nữa công nhân nhiều nên không hứng thú. Mà huyện muốn công nhân nhận cổ phần thì cũng bị can phản đối. Ngân hàng thấy tình hình thực tế của công ty số 1 nên cũng không chấp nhận cho vay. Công ty số 3 và số 4 cũng tương tự như nhau. Tài sản không nhiều, khoản nợ không ít, công nhân không muốn làm việc vì công ty. Công ty số 3, 4 không có chút giá trị. Bồi ca nếu có hứng thú với bọn họ thì không bằng trực tiếp lấy người của họ, nhưng thật ra công ty số 1 có thể suy nghĩ một chút. Em nghe nói công ty số 1 mặc dù nợ nhiều nhưng tài sản không ít, lại là công ty xây dựng cấp 2, anh có nghĩ nhận nó không? Triệu Quốc Đống cũng nghe ra ý của Dương Thiên Bồi. Chẳng qua công ty số 1 là công ty có mấy trăm công nhân, công ty Thiên Phu muốn nuốt nó thì không chỉ có văn dương tài chính, còn tồn tại khó khăn về thể chế. Công ty số 1 chủ yếu là dựa vào mảnh đất phía Bắc huyện rộng gần 200 mẫu, nhưng là đất công nghiệp. Khoản nợ của công ty số 1 bây giờ đã đến 6 triệu. Tính ra đã vượt xa tài sản của công ty, lại có nhiều công nhân về hưu như vậy, cho nên anh cảm thấy không tốt mấy. Lãnh đạo huyện cũng đã nhắc với anh nhưng anh không đồng ý. Khu đất của công ty số 1 thì em biết, vị trí được, đáng tiếc được dùng cho công nghiệp. Nếu thay đổi mục đích sử dụng sẽ phải mất không ít, nhưng nếu huyện nóng lòng muốn đẩy công ty số 1 đi, em thấy có thể bàn bạc. Đó chính là đổi mục đích sử dụng khu đất này. Công ty Thiên Phu có thể thích hợp nộp phí sử dụng. Về phần công nhân về hưu và mất việc cũng có thể thông qua việc đàm phán mà giải quyết. Triệu Quốc Đống nhớ công ty số 1 bị một công ty bên ngoài thu mua, nhưng khu đất kia tăng giá nhiều lần, bán qua bán lại nhiều lần. Công ty cuối cùng vẫn sụp đổ, công nhân nhiều lần lên yêu cầu chính quyền giải quyết cuộc sống của bọn họ, đây là nỗi đau đầu của huyện ủy, ủy ban Giang Khẩu. Đến thế kỷ 21 thì đây vẫn là phiền phức lớn của Giang Khẩu. Cùng với việc để nhà đầu tư không có trách nhiệm nhận lấy, tốt hơn hết là giao cho công ty Thiên Phu phụ trách. Mấy trăm công nhân cũng có thể giảm nhân số, còn lại thì với xu thế của công ty Thiên Phu bây giờ vẫn có thể nhận. Điều này cũng khiến công ty Thiên Phu lập tức phát triển mạnh. Thâu tóm là thủ đoạn nhanh nhất để phát triển. Đương nhiên thâu tóm cũng có nguy hiểm, cũng phải xem sau này công ty Thiên Phu có thể tiêu hóa thành công hay không. Chú cảm thấy thâu tóm công ty số 1 là có giá trị ư? Dương Thiên Bồi không ngờ Triệu Quốc Đống lại đồng ý thâu tóm công ty số 1. Theo y thấy Triệu Quốc Đống đã nhảy khỏi Giang Khẩu, không cần tiến vào vũng nước đục này. Công ty số 1 nhận một công trình ở quốc lộ An Lam mà làm cũng không tốt, miếng bánh ngọt đó nếu có thể giao cho công ty Thiên Phu thì lợi nhuận là rất khả quan. Nhưng công ty số 1 lại miễn cưỡng hoạt động, anh đúng là không thể tưởng tượng bọn họ làm như thế nào. Làm như thế nào ư? Không phải là cắn miếng thịt trong miệng thật chặt. Cuối cùng vứt cho chính quyền một khối rách nát. Mấy tên giám đốc, phó giám đốc công ty số 1 có tên nào mà không ham lợi. Ai không hy vọng công ty số 1 sớm ngã xuống để bọn họ mau chóng thoát thân. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Ôi, công ty số 1 lớn như vậy mà chỉ trong mấy năm đã biến thành thế này, còn lấy lý do cải cách mà bỏ quyền. Giám đốc, phó giám đốc chỉ phụ trách hầu bao của mình, ai quan tâm người khác về sau sẽ là như thế nào. Dương Thiên Bồi không khỏi than thở. Mấy giám đốc, phó giám đốc công ty số 1 đều từ các công ty khác của huyện tới, người của công ty số 1 không ai được đề bạt lên. Làm như vậy thì công ty có thể phát triển sao?
Nguyên nhân không hoàn toàn là như vậy, vấn đề quyền sở hữu của công ty mới là quan trọng nhất. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì dù trong lúc nhất thời không tìm được vấn đề, nhưng theo thời gian khi công ty phát triển, nó sẽ bộc phát ra. Sửa muộn không bằng sửa sớm. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chú cảm thấy chúng ta thâu tóm công ty số 1 có bị nó liên lụy không? Công ty Thiên Phu mặc dù phát triển rất nhanh nhưng trụ cột kém, muốn tiến hành tích lũy là quá chậm. Công ty số 1 là công ty nhà nước, bây giờ gặp khó khăn, chính quyền hy vọng công ty Thiên Phu ra mặt tiếp nhận thì sẽ có chính sách giúp đỡ. Ngoài ra có đáng hay không phải nhìn trong tương lai. Nếu như có thể phân loại các khoản nợ của công ty số 1, nhất là giao vấn đề công nhân về hưu cho chính quyền giải quyết, như vậy thì không ngại để thử. Triệu Quốc Đống nói làm Dương Thiên Bồi phải suy nghĩ. Y quen nhiều công nhân ở công ty số 1, y trước đây cũng từ công ty số 1 đi sang công ty số 2. Y cũng có tình cảm với công ty số 1, thấy công ty số 1 rơi vào hoàn cảnh này thì cũng đau xót. Nhưng bây giờ công ty Thiên Phu là công ty cổ phần, y đã hỏi ý kiến của Cổ Chí Thường. Cổ Chí Thường bảo y tốt nhất hỏi ý Triệu Quốc Đống, nói cách khác mọi vấn đề phải theo ý cổ đông lớn nhất. Mặc dù Triệu Quốc Đống và Cổ Chí Thường để Dương Thiên Bồi phụ trách kinh doanh, nhưng việc lớn quan hệ tới vận mệnh của công ty thì nhất định phải hỏi ý kiến các cổ đông lớn. Lãnh đạo huyện không ngừng đề cập vấn đề này với y, cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi nhằm hy vọng công ty Thiên Phu có thể giúp chính quyền phụ trách công ty số 1 kia. Nhưng Dương Thiên Bồi vẫn chưa đồng ý. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống lại có hứng thú với công ty số 1, điều này cũng làm Dương Thiên Bồi động tâm. Quốc Đống, nhận công ty số 1 có thể khiến công ty Thiên Phu phát triển nhanh, nhưng công ty số 1 có nhiều công nhân, hơn nữa quen với cách làm việc của công ty nhà nước, anh sợ bọn họ không quen với hiệu suất làm việc ở công ty Thiên Phu. Dương Thiên Bồi suy nghĩ một chút rồi nói. Rất đơn giản, gắn liều lợi ích của bọn họ vào lợi ích của công ty. Tiến hành cải cách cổ phần của công ty Thiên Phu, để bọn họ cũng nắm giữ cổ phần như công nhân trước đây. Hơn nữa em đề nghị Bồi ca nghĩ tới vấn đề chia lợi tức. Như vậy sẽ tăng tính tích cực của công nhân, về phần cổ đông lớn thì căn cứ tình hình mà quyết định. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Hơn nữa vừa có phương án chia lợi tức sẽ hóa giải được tâm trạng mâu thuẫn của nhân viên công ty số 1, khiến bọn họ dựa vào chúng ta. Triệu Quốc Đống nói làm tim Dương Thiên Bồi đập mạnh. Y không phải chưa nghĩ tới vấn đề này, nhưng nếu làm vậy các cổ đông lớn sẽ chiếm đa số, như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển sau này của công ty, nhưng lại khiến nhân viên tích cực lên, điều này làm Y rất khó xử. Bây giờ Triệu Quốc Đống nói ra, có lẽ Cổ Chí Thường sẽ không phản đối, như vậy dễ làm rồi. Thấy Dương Thiên Bồi đã động tâm, Triệu Quốc Đống nói thêm. Bồi ca, anh không cần lo lắng ý của em và cổ thúc, tất cả phải đặt sự phát triển của công ty lên hàng đầu. Chúng ta là cổ đông lớn, công ty phát triển mới có lợi cho chúng ta. Mọi người chẳng lẽ chỉ quan tâm chút lợi ích nhỏ nhặt trước mắt sao? Không chia cổ tức hoặc cải cách cổ phần cũng được, đây đều là chuyện lớn liên quan tới vận mệnh công ty, cần có phương án cụ thể. Em đề nghị anh mời một chuyên gia tư vấn luật trên thành phố, nhất là luật sư am hiểu kinh tế đến phụ trách phương án này. Anh cũng định như vậy, theo công ty phát triển, quy mô càng lúc càng lớn, liên quan tới pháp luật cũng tăng lên. Ví dụ như thâu tóm nhặt sẽ liên quan nhiều tới vấn đề pháp luật. Vì tránh có hậu hoạn thì chúng ta càng nên cẩn thận. Quyển 4, chương 34, quà tặng. Dương Thiên Bồi chín chắn như vậy làm Triệu Quốc Đống rất yên tâm. Mà Triệu Quốc Đống tính toán xa như vậy cũng làm Dương Thiên Bồi yên lòng. Theo Dương Thiên Bồi thấy thì Triệu Quốc Đống là một thiên tài, việc gì cũng có thể nhìn rất chính xác, mà trong việc hoạt động của công ty luôn xác định được rõ ràng. Một thanh niên hơn 20 tuổi mà được như vậy thì chỉ có thể nói là thiên tài. Mà Triệu Quốc Đống lại rất tin vào y, khiến Dương Thiên Bồi không biết nói gì nữa. Triệu Quốc Đống làm chính trị là quá đáng tiếc. Dương Thiên Bồi tin nếu Triệu Quốc Đống sang kinh doanh thì tương lai không thể đoán định, mà ở chính trị lại không thể rõ ràng. Quan trường chủ yếu dựa vào quan hệ và đấu đá, mà con người lại là động vật phức tạp nhất, dù anh cố gắng đến đâu chỉ một nhân tố bất ngờ cũng khiến thay đổi hẳn. Mà tuổi và kinh nghiệm lại là thứ quan trọng, điều này ở thương trường lại không có. Nói chuyện xong việc chính, hai người chuyển sang việc bên Giang Miếu. Nhà máy dệt gần như sẽ đóng cửa, mấy xưởng chính đã ngừng sản xuất, chỉ còn mỗi bên kinh doanh và tài chính là sôi nổi, nhiều công nhân về hưu đến đòi thanh toán tiền thuốc men. Không ai ngờ nhà máy dệt nổi bật một thời lại thành như vậy chỉ trong 2 năm. Cổ Chí Thường cũng nhàn đi, các hạng mục xây dựng của nhà máy gần như không có trong 1-2 năm qua. Về phần hậu cần thì cả nhà máy coi như nghỉ việc, hậu cần có gì mà làm.
Người có quan hệ ở nhà máy đã sớm tìm đường rời đi. Mà nhà máy cũng bật đèn xanh cho mọi nhân viên ra ngoài tìm việc. Nhưng rất nhiều người chỉ có thể cuộn mình trong khuôn viên nhà máy. Nhất là gia đình ở đây lại càng khó khăn. Không biết sau đây người trong nhà máy sẽ sống như thế nào. Đây là trào lưu không thể thay đổi. Lạc hậu sẽ bị thải loại, mà nhà máy dệt muốn trở lại thì phải chờ đến thế kỷ sau, hơn nữa chỉ có thể xuất hiện với phương thức công ty tư nhân. Trong ngành dệt may cạnh tranh mạnh như thế nào thì công ty nhà nước dù có nhiều tiền cũng không đủ, bọn họ không thể thích ứng với nền kinh tế thị trường. Quốc Đống, chú không còn nhỏ nữa nên cũng cần xác định đi. Tiểu Âu nhà lão cổ xem ra có ý với chú, mấy hôm trước anh tới nhà lão cổ thì thấy luôn hỏi về chú. Tính cách của Tiểu Âu thì vợ chồng lão cổ không quản được, vài câu không hài lòng là Tiểu Âu đóng cửa rời đi làm cho vợ chồng lão cổ muốn nói cũng không được. Dương Thiên Bồi đột nhiên nhắc tới cổ Tiểu Âu làm Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Bồi ca, không có chuyện gì mà, em chỉ coi Tiểu Âu như em gái. Triệu Quốc Đống hơi nóng mặt, tối đó mặc dù mơ hồ nhưng hắn đã thiếu chút nữa lấy đi đời con gái của cổ Tiểu Âu mà còn là em gái sao. Anh thấy không đơn giản, Tiểu Âu rất cứng rắn, xác định chuyện gì là không thể thay thế. Nếu Tiểu Âu mà thích chú sẽ gặp phiền phức. Dương Thiên Bồi lắc đầu nói. Vợ chồng lão cổ chỉ lo lắng điểm này, bọn họ rất mong chú thành con rể, nhưng cũng biết tính cách của chú và Tiểu Âu không hợp. Cho nên muốn Tiểu Âu ngoan hiền hơn để hấp dẫn được chú. Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười mà nói. Tiểu Âu có thể ngoan hiền khác gì lợn trèo cây. Dương Thiên Bồi cười phá lên mà nói. Quốc Đống, đừng có nghĩ như vậy. Tiểu Âu rất đẹp, điểm này thì các cô gái bình thường không thể so sánh. Triệu Quốc Đống không đáp lời mà nói sang việc khác. Hắn nhắc Dương Thiên Bồi nắm chắc thời gian việc phân phối lại cổ phần, xem có thể chứng thực trước năm mới không, coi như đầu năm chưa có phương án thì phải làm ngay trước năm, như vậy mới làm Giang Khẩu chú ý. Quảng cáo trên CCTV rốt cuộc đã được công chiếu. Đoạn quảng cáo của nước suối Thương Lãng trên đài truyền hình tỉnh An Nguyên lúc trước cũng được chiếu, chẳng qua chỉ là giảm bớt đi, giữ lại tinh hoa trong 5 giây. Nhưng Triệu Quốc Đống biết người xem đều thấy nó đẹp mắt. Nhất là phối hợp những lời ca tụng đầy sức hấp dẫn của nước suối Thương Lãng, dù là thị giác hay thính giác đều có sức chấn động rất mạnh. Nước suối Thương Lãng lên CCTV khiến nó dù trong mùa đông vẫn tạo được một cơn sốt nho nhỏ. Một số chính quyền các tỉnh lân cận và khách sạn đắt tiền thành người tiêu dùng chủ yếu. Nhất là cuối năm nhiều hội nghị, mỗi người phát một chai nước suối Thương Lãng cũng thể hiện được đẳng cấp người tổ chức, nó thành một trào lưu. Ngay cả Sở Giao thông tổ chức hội nghị tổng kết cũng làm như vậy. Cuối năm sắp tới, Triệu Quốc Đống đang cân nhắc những gì đã làm được năm qua. Năm nay hơn hẳn năm trước hắn chỉ là trưởng đồn công an kiêm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, tiếp xúc tầng lớp nhỏ. Ngoài mấy lãnh đạo công an huyện ra phải đưa quà ra thì gần như có thể quên, nhưng năm nay lại khác. Chỉ vài tháng hắn từ khu khai phát đến xã Lĩnh Đông, sau đó đến phòng cao tốc Sở Giao thông, bây giờ lại sang ban quy hoạch tổng hợp. Tần Tự Bân cùng Lâm Băng khá hài lòng với Triệu Quốc Đống vì hắn giúp bọn họ giải quyết hai vấn đề lớn, nhưng không có nghĩa không nên đi chúc Tết. Tần Tự Bân thì dễ hơn, một chiếc kính đổi màu của Ý, đặt trong hộp bình thường khiến đối phương vừa có thể nhận vừa thấy tâm ý của Triệu Quốc Đống. Nhưng quà tặng Lâm Băng lại làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ nhiều, cuối cùng hắn chọn một chiếc khăn Nhật Bản. Mặc dù không hiểu mấy tâm lý phụ nữ, nhưng hắn thấy mình tặng quà này khiến thái độ của Lâm Băng đối với hắn có chút biến đổi. Thông qua vài lần đi cùng Triệu Quốc Đống cũng thấy, mặc dù hắn không rõ cụ thể là ở đâu. Nhưng ít nhất Lâm Băng đã có ấn tượng tốt hơn với hắn. Về lý thuyết thì không cần tặng quà Thái Chánh Dương, chẳng qua Triệu Quốc Đống cảm thấy mặc dù là bạn thì tặng một hai món quà nhỏ cũng sẽ làm tăng quan hệ. Năm 93 có nhiều món đồ tinh xảo du nhập vào Trung Quốc, Triệu Quốc Đống bảo Lưu Thành lên Thượng Hải mua hàng ở đại lý độc quyền Trung Quốc vài món đồ. Liễu Đạo Nguyên và Lưu Triệu Quốc đều là bật lửa. Mà Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm lại là thắt lưng tinh xảo. Mấy thứ này mặc dù không đáng tiền nhưng lại có ý nghĩa. Về phần mấy người phụ nữ thì Triệu Quốc Đống đã sớm có chuẩn bị. Các cô gái coi trọng các đồ chi tiết. Lúc ở Bắc Kinh thì Triệu Quốc Đống đã nghĩ tới việc này, nhưng hắn có chút thất vọng là ở Bắc Kinh không tìm ra vài hàng xa xỉ. Đồ thời trang là thứ mà phụ nữ thích nhất nhưng Triệu Quốc Đống suy nghĩ rồi bỏ qua việc này, hắn liền chọn mấy thứ dễ tìm hơn. Hai đại lý độc quyền cầu thương hiệu Cartier và Dunhill ở Thượng Hải được Triệu Quốc Đống chú trọng chọn. Nước hoa, kính, đồng hồ, đồ da châu Âu sang trọng và lãng mạn là thứ phụ nữ thích nhất.
chỉ cần là phụ nữ thì dù các cô kiêu kỳ đến đâu cũng thích cái đẹp, tuyệt đối không từ chối thứ tăng sức hấp dẫn của mình. Triệu Quốc Đống vốn không muốn lên Thượng Hải nhưng hắn nghĩ mình lên thì ổn hơn. Dù sao phụ nữ khác đàn ông, có những lúc không nói lý thì khó xử lý. Mấy chục ngàn đã biến mất ở hai đại lý độc quyền kia, vì thế hai đại lý này nghi ngờ Triệu Quốc Đống có hiểu thứ hiếm mới quý không. Triệu Quốc Đống rất hưng phấn, ít nhất các cô gái khi nhận được quà đều lộ vẻ vui mừng. Dù là vì bản thân món quà hay ý nghĩa của nó, hoặc là cả hai. Tóm lại các cô đều rất vui khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy nó đáng giá. Tiền kiếm được thì phải tiêu, dù là anh dùng vào việc gì chỉ cần anh bỏ tiền ra thì tiền mới thành tiền, nếu không nó chỉ là một ký hiệu mà thôi. Nước Sơn và Trường Xuyên mặc dù có chút ngạc nhiên và khó hiểu vì ông anh lên Thượng Hải mua mấy thứ linh tinh đó nhưng chỉ thầm nói trong lòng, không lộ ra ngoài. Không chừng mấy món quà đó tặng chị dâu tương lai thì sao? Quyển 4, chương 35, Người nhà. Triệu Quốc Đống đã lâu không về nhà ở Giang Miếu. Lúc hắn tới sở giao thông vừa lúc một nhóm khu nhà ở cuối cùng hoàn thành. Đáng lẽ sẽ xây nhà mới và hoàn thành lúc đầu năm nhưng lãnh đạo sở giao thông lại có biến khiến công trình dừng lại. Việc phê duyệt khu nhà mới có vấn đề nên chúng ta xây dựng bị kéo dài. Mãi đến khi Thái Chánh Dương nhận chức thì mới bắt đầu lại. Triệu Quốc Đống không được phân phối nhà vào đợt này. Chẳng qua số phòng tại sở giao thông cũng không quá khẩn trương, một nhóm nhà mới xây xong khiến nhà cũ thừa ra. Triệu Quốc Đống cũng được phân một phòng cũ. Khu nhà cũ của sở giao thông ngay sau lưng trụ sở, bên cạnh là công viên thiên thủy nổi tiếng, hồ nước liên tục tạo thành cảnh đẹp trong khu. Triệu Quốc Đống khi đi làm sẽ đi bộ qua đây, trên đường còn có những hàng ăn sáng như cháo, bánh bao. Điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy sống ở An Đô thật thuận tiện. Sau khi tới sở giao thông, Triệu Quốc Đống về nhà tại Giang Miếu có hai lần. Mà Trường Xuyên và Đức Sơn gần như không về nhà. Ngay cả Lưu Thành cũng chỉ về Giang Miếu hai lần. Cũng may Triệu Linh San hiểu biết Lưu Thành vì công việc nên cô cứ một tháng là chạy tới Tân Châu một lần. Sau tháng 10 nhà máy dệt dừng sản xuất, cô liền tới huyện Thương Lãng giúp Lưu Thành lo việc nhà, điều này làm Lưu Thành thoải mái hơn. Mà Trường Xuyên và Đức Sơn cũng thường xuyên được ăn đồ chị gái nấu. Cả nhà máy dệt bây giờ đang rất lo lắng, còn có tuần nữa là Tết nhưng không thu được bao tiền mặt về, hầu hết đối tác đều hứa hẹn vu vơ. Triệu Quốc Đống về đến nhà máy càng cảm nhận rõ hơn không khí này. Bố mẹ Triệu Quốc Đống mặc dù cũng rất lo lắng vì tình hình nhà máy, nhưng thấy Triệu Quốc Đống về thì ông bà cũng vui. Ông bà suy nghĩ thấy ngoài Triệu Vân Hải còn học đại học ra, ba thằng con còn lại đều có sự nghiệp, vì thế ông bà cũng yên tâm hơn nhiều. Quốc Đống, nghe Linh San nói công ty bên kia cũng có nửa dây chuyền dừng sản xuất. Triệu Vọng Phu có chút lo lắng với Triệu Quốc Đống, nhưng càng lo hơn hai thằng kia. Triệu Quốc Đống ngồi trên sofa ở nhà mà không thoải mái bằng văn phòng. Nhưng khi hắn nói đổi đồ dùng gia đình thì Triệu Vọng Phu kiên quyết phản đối. Triệu Quốc Đống hiểu tâm trạng ông bố, ngay khi các công nhân trong nhà máy lo lắng vì sự sống, nhà đổi đồ dùng sẽ có không ít lời phê bình. Bố, bên kia dừng sản xuất một nửa là bình thường. Qua tháng 3 là nhà máy sẽ khôi phục sản xuất, sang tháng 5 sẽ phải làm 3 ca, nó khác hẳn nhà máy dệt. Triệu Quốc Đống đưa cho ông bố bao trung hoa, thấy ông bố nhăn mặt, hắn thấy mình sai rồi. Trong mắt ông bố thì Hồng Sơn đã xa xỉ, đừng nói trung hoa là loại đốt tiền. Triệu Vọng Phu đúng là có chút đau lòng, nghe nói loại này phải 30 tệ một bao, đây không phải coi tiền làm thuốc hút sao. Nhưng nhìn Triệu Quốc Đống, ông biết mình không theo kịp thời đại. Ông lặng lẽ bóc giấy bóng và châm điếu thuốc hút. Lưu Thành và Linh San đã một tháng không về, nghe nói bọn họ ở bên đó tập huấn nhân viên. Công ty có phải mời không ít giáo viên đến không con? Triệu Vọng Phu nói. Chủ yếu là tập huấn về nghề nghiệp, đây là yêu cầu tối thiểu của công ty thời hiện đại. Lợi dụng thời gian này mà tập huấn ngắn hạn sẽ tăng kỹ năng và tố chất của nhân viên, tăng cường nhận thức và sự đoàn kết của nhân viên với công ty. Triệu Quốc Đống thấy ông bố đã già đi nhiều, nhất là một năm nay càng già nhanh hơn. Hiển nhiên tình hình nhà máy dệt làm ông bị đả kích rất mạnh. Bố, ngành dệt may không phát triển là tất nhiên. Theo chính sách quốc gia điều chỉnh, một vài ngành mới phát triển lên, một vài công ty nhà nước sẽ rời khỏi thời đại. Bố phải nhìn xa hơn. Bố cũng đã hơn 50, không nên quá quan tâm tới việc này. Hơn nữa bây giờ quốc gia đang phát triển, một công ty phát triển hoặc suy thoái không đáng là gì với cả quốc gia. Bố biết, nhưng thấy bạn bè trong nhà máy lo lắng như vậy thì sao có thể vui lên? Triệu Vọng Phu thở dài một tiếng. Bố biết nhà ta có con quản mấy đứa em,
Đức Sơn, Trường Xuyên coi như có tương lai, nhưng con nhìn công nhân trong nhà máy xem. Có người cả nhà đều trong nhà máy, cứ tiếp tục như vậy thì sao sống nổi. Công ty hưng suy là bình thường, nhưng công nhân của công ty gặp khó khăn thì chính quyền phải nghĩ biện pháp giải quyết. Triệu Quốc Đống an ủi ông bố. Bố, nhà máy trong lúc nhất thời không thể khôi phục sản xuất, không bằng bố mẹ chuyển lên thành phố sống. Bố mẹ từng này tuổi rồi thì cũng nên hưởng thụ để giữ gìn sức khỏe chứ. Bố không đi, quen nhà máy rồi, bố lên thành phố làm gì? Mẹ con cũng không đi. Triệu Vọng Phu nói. Thấy ông bố nói như vậy, Triệu Quốc Đống liền bỏ qua không tranh chấp ở vấn đề này. Người già có suy nghĩ của mình, muốn ép bọn họ thì sẽ có phiền phức. Hai bố con sao vậy, không mấy khi gặp mặt mà đã tranh cãi rồi là sao? Hứa Tú Cần cởi tạp dề ra và mắng. Mẹ, con và bố không có gì, chỉ là nói chuyện tình hình nhà máy mà thôi. Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Đại Vĩ đâu mẹ? Hừ, không phải tới nhà lão Hà sao? Con bé đó đẹp thì có tác dụng gì, bây giờ nhà máy sắp không có đồ ăn rồi. Quốc Đống, con về thì phải nói với Đại Vĩ, bảo nó nghĩ kỹ vào. Hứa Tú Cần tất nhiên là quan tâm tới hôn nhân của thằng cháu. Ồ, Đại Vĩ tìm bạn gái sao ạ? Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, sau nhà chúng ta có con thứ hai của lão Hà, Đại Vĩ bây giờ thích con bé đó. Vì thế không ngừng chạy đến nhà người ta, ăn cơm ở đó nữa chứ. Mẹ, mẹ thấy điều kiện của Đại Vĩ rất tốt sao? Hộ khẩu nông thôn, không có công việc chính thức, con gái nhà người ta chưa chắc đã để ý. Triệu Quốc Đống không nhịn được cười. Đại Vĩ này một năm trước là nông dân, bây giờ kiếm được chút tiền mà mẹ hắn đã thấy cháu mình có thân phận khác. Nông thôn thì sao chứ? Có thể làm ra tiền là được, có hộ khẩu thành phố mà không có việc còn không bằng có hai mẫu đất ở nông thôn. Hứa Tú Cần cũng thấy lời mình nói có chút buồn cười, nếu là trước đây Triệu Linh San nhà bà tìm đối tượng ở nông thôn thì bà nhất định không đồng ý. Lúc này Đại Vĩ đẩy cửa đi vào và nói. Quốc Đống ca, anh về rồi à? Ừ anh về rồi, vốn chờ chú về ăn nhưng không được. Sao, đến Hà Gia ăn cơm à? Triệu Quốc Đống cười nói. Mặt Hứa Vĩ đỏ lên, hai bác của hắn đã sớm biết việc này, nhưng bây giờ ở nhà này hai bác nói không tính, phải do ông anh quyết định. Ngay cả ông bố hắn ở Nam Hoa cũng nói chuyện gì chỉ cần Triệu Quốc Đống đồng ý là được. Kể cả hôn nhân của hắn cũng phải do Triệu Quốc Đống quyết định. Thấy Hứa Vĩ né tránh ánh mắt của mình, Triệu Quốc Đống cười nói. Đại Vĩ, con gái nhà người ta đã tới nhà, chú chẳng lẽ không cho cô ấy vào nhà ngồi sao? Anh là cọp à? Ha ha, không phải, em là xem Đức Sơn ca và Trường Xuyên vẫn đã chưa về thôi mà. Hứa Vĩ gãi đầu nói. Hà Kỳ, vào đi. Người ngoài cửa cuối cùng đã vào, Triệu Quốc Đống cũng không nhớ mấy con cái trong nhà máy. Cô bé này trông cũng được, chẳng qua người hơi gầy. Hà Kỳ, đây là Quốc Đống ca của anh. Anh, đây là Hà Kỳ. Quốc Đống, chú mời Hà Kỳ ngồi đi, anh đâu phải lãnh đạo quốc gia gì. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười mà nói. Thái độ của Triệu Quốc Đống làm hai người thoải mái hơn. Triệu Quốc Đống cũng thuận miệng hỏi qua về tình hình của cô bé, làm thế nào quen Đại Vĩ. Mặc dù từ mấy câu nói không nhìn ra gì, nhưng Triệu Quốc Đống thấy Hà Kỳ này khá thành thật, khá hợp với Đại Vĩ. Quốc Đống, Quốc Đống. Ngoài cửa có người gọi khiến không khí thả lỏng hơn chút. Thấy Triệu Quốc Đống gật đầu ra hiệu, Đại Vĩ và Hà Kỳ đều thở phào nhẹ nhõm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.